theo phù văn dần dần thành hình, thần độ uyển nhi khí tức trên người chập chờn càng ngày càng mạnh. Cuối cùng một món sóng gợn, giống như nước gợn như vậy, bị hấp thu hầu như không còn, tiến vào thần độ uyển nhi trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, tay nàng chỉ giật giật, tiếp theo chính là chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt có chút mờ mịt. Tỉnh lại, cảm giác như thế nào? Diệp thần đi tới, cười hỏi. Thần độ uyển nhi cảm thụ vậy dâng trào lực lượng mãnh liệt, lập tức liền rõ ràng liền là chuyện gì xảy ra, nàng ngẩng đầu lên, mỉm cười cười nói cảm giác cũng không tệ lắm. Cảm ơn ngươi lại một lần nữa cứu ta. Ngươi ta tới giữa, cũng không cần nói lời như vậy, có thể khôi phục như cũ, chính là tốt nhất. Thần độ uyển nhi nặng nề gật đầu một cái, đôi tròng mắt kia thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp thần, không muốn lấy ra, nếu như không phải là còn có người này. Nàng đã sớm muốn nhào tới Diệp thần trong ngực, một tố chung ruột. Tiếp theo Diệp thần liền phân biệt giới thiệu Tôn Dạ Dòng cùng hỗn độn ba thần đế, cho thần độ uyển nhi biết. Dĩ nhiên vậy không thiếu được lớn nhất công thần, hỗn độn cổ thụ. Nếu đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Diệp thần mở miệng nói. Cái này mảnh không gian cùng hỗn độn thần tộc tương liên tiếp. Không biết hỗn độn thần tộc sẽ dùng dạng gì thủ đoạn tới. Hỗn độn ba thần đế hóa là hồn thể, lần nữa tiến vào luân hồi mộ địa. Mà Diệp thần chính là mang hai cô gái, đi tới cái này mảnh không gian ra. Hắn cũng không có đi lúc tới đường, mà là dựa theo hỗn độn cổ thụ chỉ thị, đi thông bên kia. Hướng lên trời đường cái giao lộ, rất nhiều nhân tộc cường giả cùng với thần thú, vẫn đang tính toán phá cửa. Bọn họ nghĩ hết tất cả loại biện pháp. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào xông vào cái này hỗn độn cổ thành. Bất quá nhưng vào lúc này, ngất trời ánh lửa cháy lên, bao phủ nguyên phiến chân trời, đem thương khung cũng nhuộm được như máu tươi vậy, đỏ chạch khắp nơi. Kèm theo mà đến, còn có khác một hồi kích động hơi thở. Từ mất đi bên trong truyền tới, ở hoang vu bên trong ra đời. Ngắn ngủi mấy chục tức thời gian, liền xuyên thấu trước mắt thời không hạn chế. Vô số người rối rít ngẩng đầu lên. Nhìn về phía viễn không, lau một cái chói mắt đỏ thẫm giống như ánh nắng chiều, nóng bỏng cháy, dường như muốn đem toàn bộ bầu trời cũng cho xuyên phá. Vô tận chấn động hơi thở chiếu nghiêng xuống, tràn ngập ở nguyên mảnh không gian bên trong. Mọi người trong lòng, lớn bị rung động. Đó rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể đưa tới dị tượng như thế? Ta không biết, nhưng nhất định không phải vật phàm. Loại khí tức này, ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Không thiếu nghị luận thanh âm rối rít vang lên, nghi ngờ suy đoán. Bất quá rất nhanh, vậy một đoàn lửa đốt xích hà xuất hiện lần nữa biến hóa. Ánh mặt trời lượn lờ, giống như máu tanh quấn quanh, có thể ngay sau đó một hồi kim quang, như ẩn như hiện, phá tiêu tới. Vậy một hồi kim quang, giống như mặt trời mới mọc, hàm chứa vô tận ánh sáng rực rỡ. Hào hùng sức sống tràn ngập ở giữa trời đất, nguy nga không ngừng, tản ra mông lung thần thánh ý. Những người đó cảm nhận được liền cái này một cổ chấn động hơi thở, rối rít kinh ngạc không thôi. Có thực lực cao thâm người, trầm tư chốc lát sau, lần nữa nhìn về bên kia bầu trời, đã là trước mắt rung động. Bọn họ thật giống như đã biết này là vật gì. Mà ở ngoài ra một nơi lối ra, Diệp thần vậy dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, bọn họ nheo mắt lại, nhìn về phía vậy giống như ánh nắng chiều vậy bùng nổ màu đỏ ánh sáng, huyết mạch trong cơ thể vậy đi theo sôi trào. Nhanh như vậy phát hiện đời liền sao? Diệp thần tự lẩm bẩm. Một đạo khí thức này, hắn vô cùng tự nhiên quen thuộc. Luân hồi thiên kiếm. Trước đây không lâu hắn còn được luân hồi thiên kiếm hư ảnh trợ giúp, hiện tại luân hồi thiên kiếm lần nữa xuất thế, cùng hắn mà nói, không biết là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Tôn Dạ Dòng cùng thân độ uyển như vậy cảm nhận được liền luân hồi lực lượng. Luân hồi thiên kiếm, nhưng mà ngươi lần này tới mục đích. Không đi xem một chút không? Tôn Dạ Dòng không khỏi hỏi. Thần độ uyển nhi hết sức rõ ràng Diệp thần đối với luân hồi thiên kiếm chấp niệm, nàng mở miệng nói, đi xem một chút đi. Ngươi là luân hồi chi chủ, nếu như luân hồi thiên kiếm muốn tìm chủ, vậy nhất định sẽ đi theo ngươi. Diệp thần trầm tư hồi lâu, tiếp theo gật đầu một cái. Được, vậy chúng ta đi liền xem. Vừa nói mấy người vội vàng lên đường, lấy nhanh nhất tốc độ. Chạy tới vậy phiến đỏ thẫm ánh nắng chiều chỗ ở khu vực. Cùng lúc đó, ở đó rất xa thái thượng thế giới. Khoáng đạt vĩ đại cổ xưa cung điện, nguy nga lộng lẫy,
sâm nghiêm nguy nga, tản ra hào hùng lực áp bách. Mà ở tòa cung điện này chỗ sâu nhất, một đạo ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn bóng người, bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn con ngươi trong đó, loãng ánh sáng màu vàng lặng lẽ thoáng qua. Người này giờ phút này nhưng là người mặc vải bố xiêm áo, giản dị tự nhiên, nhưng là cái này thế gian đệ nhất cao thủ, Vũ Hoàng Cổ Đế. Hắn vậy cảm nhận được liền từ hạ giới truyền tới hơi thở, không có biện pháp, ai để cho Luân Hồi Thiên Kiếm là tám đại thiên kiếm bên trong cường đại nhất kiếm. Một khi xuất thế, chư thiên vạn giới cũng sẽ theo chấn động. Vũ Hoàng Cổ Đế một mực đang chú ý Luân Hồi Chi Chủ tiến triển, trước đây Luân Hồi Thiên Kiếm hư ảnh xuất hiện, hắn thì có cảm giác, nhưng lúc đó vẫn không thể hoàn toàn xác định. Hiện tại chân chính Luân Hồi Thiên Kiếm xuất thế, tại hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Nói rõ, hôm nay cái này thế gian duy nhất có năng lực ngăn cản hắn xưng vương xưng bá người, chính là tương lai Luân Hồi Chi Chủ. Nếu như để cho Luân Hồi Chi Chủ bắt được Luân Hồi Thiên Kiếm, vậy hắn thực lực tất sẽ tăng cường thật nhiều, hơn nữa Luân Hồi khí vận đem trong buổi họp thăng một tầng thứ. Đại khí vận người, vốn là nghịch thiên mà đi tồn tại. Nếu như Diệp Thần khí vận lại lần nữa tăng cường, sợ rằng sẽ vượt qua chư thiên tất cả người, đạt tới chưa từng có ai cao cấp cảnh giới. Luân Hồi Chi Chủ à, Luân Hồi Chi Chủ, người quật khởi tốc độ đích xác để cho ta vô cùng tươi đẹp. Nhưng là, liền hết hạn ngày hôm nay đi. Vũ Hoàng Cổ Đế mục hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, sát ý trào hiện ra. Hắn vung tay lên một cái, mấy đạo quang làm lóe lên ra, triệu hoán tới mấy tên thủ hạ. Những người đó đứng ở phía ngoài cung điện, một đầu gối quỳ lập, chờ phát lệnh. Các ngươi nghe cho kỹ, lần này đi trước hạ giới, vô luận trả giá nào, đều không thể để cho Luân Hồi Chi Chủ đạt được Luân Hồi Thiên Kiếm. Vũ Hoàng Cổ Đế như cũ thuộc về bế quan trạng thái, hắn quanh thân hình thành chín đạo tuần hoàn chu thiên. Mỗi một vòng chu thiên, đều là một tầng tinh không dị tượng, người thường xem một chút, liền sẽ mê mệt trong đó, không cách nào thoát thân. Bên ngoài nghe lệnh mấy người kia đều là Vũ Hoàng Cổ Đế so với là khí nặng thiên tài, cũng là vạn khư thần điện thuộc quyền ám ảnh quân đoàn chiến sĩ. Ám ảnh quân đoàn cũng có thể được gọi là Vũ Hoàng Cổ Đế bên người lính cận vệ. Trong này mỗi một tên thành viên đều là quan quả cô độc người. Quan quả cô độc, vậy thì đồng nghĩa với chặt đứt cùng trong thiên địa liên lạc, từ đây lại nữa dung vào đại lộ. Không quen tình, không hữu nghị, cũng không chứng đạo thành thần có thể, thực lực hạn mức tối đa bày ở nơi đó, không cách nào đột phá, nhưng cũng sẽ không quá kém. Vũ Hoàng Cổ Đế thủ hạ ám ảnh quân đoàn, cơ hồ mỗi một cái đều có thiên quân cấp bậc thực lực, có võ đạo cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Ở rất nhiều thiên tài bên trong, cũng coi là cường đại thiên kiêu, ở thái thượng thế giới, đối mặt thiên quân yêu thú, trong chớp mắt liền có thể tiêu diệt hết thảy. Lớn mạnh như vậy sức chiến đấu, đi tới hạ giới, có thể hoành đẩy hết thảy. Đặt ở trước kia, Vũ Hoàng Cổ Đế không hề nghĩ tới nhiều hơn động ám ảnh quân đoàn, nhưng hiện tại tình thế vội vã, không thể không làm. Luân Hồi Chi Chủ nếu là thật đạt được Luân Hồi Thiên Kiếm, đem sẽ khởi động Luân Hồi Thiên Đạo. Tăng nhanh xưng bá bước chân. Đến khi hắn đến thái thượng thế giới lúc đó, hắn còn thật không nhất định có nắm chắc thu thập được đối phương. Ám ảnh quân đoàn, nghe ta hiệu lệnh, đi hạ giới, ngăn cản Luân Hồi Chi Chủ đạt được Luân Hồi Thiên Kiếm, như có cơ hội, đem giết liền, không lưu bất kỳ chỗ trống. Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm đạm mạc vang lên, cuồn cuộn không ngừng, giống như vạn đạo ma âm. Ám ảnh quân đoàn chiến sĩ toàn thân đều bao bọc ở hắc ám bên trong. Chỉ lộ ra đỏ tươi con ngươi. Bọn họ cả đời này chỉ là Vũ Hoàng Cổ Đế mà chiến. Khom người cúi đầu, chính là bọn họ đối với Vũ Hoàng chỉ lệnh tuân theo. Mấy tên ám ảnh quân đoàn thủ lãnh phải làm sau đó, liền chậm rãi rời đi, ẩn nhập hắc ám bên trong, biến mất không gặp. Ám ảnh quân đoàn chiến sĩ rời đi sau đó, lại có mấy tên Vũ Hoàng gia tộc trẻ tuổi tuấn kiệt tới đến đại điện bên ngoài. Cùng trước kia phái hạ giới Vũ Hoàng danh sách Vũ Hoàng phá quân các người so với, cái này mấy tên trẻ tuổi tuấn kiệt thực lực cường đại hơn, bọn họ một mực thuộc về bế quan trạng thái, đánh vào tầng thứ cao hơn. Hai nam một nữ, đều là khí độ phi phàm, thần thái phấn chấn. Vô hình tới giữa toát ra hơi thở, nhiếp tâm hồn người. Bất quá cao ngạo đi nữa thiên kiêu, đi tới Vũ Hoàng Cổ Đế trước mặt, vậy chỉ có cúi đầu thần phục phần. Bái kiến Vũ Hoàng bệ hạ. Trong đại điện. Truyền đến Vũ Hoàng Cổ Đế nhàn nhạt tiếng đáp lại. Ngay sau đó chính là mệnh lệnh. Ta lệnh các người ba người đi hạ giới,
phụ trợ ám ảnh quân đoàn, đoạt được luân hồi thiên kiếm, luân hồi chi chủ trên mình khí vận lực thập phần cường đại, tầm thường thủ đoạn khó mà giết chết, các ngươi nhớ lấy, như có cơ hội, nhất định phải dùng được thần điện tuyệt chiêu đem chém chết. Vũ Hoàng Cổ Đế lời ấy, để cho ba người rõ vẻ mặt rối rít chấn động. Hắn trong miệng cái gọi là tuyệt chiêu, chính là một mực niêm phong cấm kỵ thủ đoạn, mặc dù thập phần cường đại, uy lực vô cùng, nhưng đối với người sử dụng mà nói, vậy sẽ tạo thành không cách nào lường được tổn thất cùng phá hoại. Hôm nay Vũ Hoàng Cổ Đế mở miệng nói này, các nàng cũng không cách nào phản bác. Chỉ có cúi đầu nói là, cùng mấy tên thanh niên tài tuấn rời đi sau đó, Vũ Hoàng Cổ Đế chỗ ở cung điện, thật lâu yên lặng. Qua một lúc lâu, mới truyền đến một đạo thở dài nhẹ nhẹ tiếng. Luân hồi chi chủ à, luân hồi chi chủ, chẳng lẽ ngươi thật là mạng ta ở giữa kiếp số? Chưa trừ diệt liền ngươi, bổn hoàng khó mà xưng đế, lần này, vô luận dùng vì sao thủ đoạn, bổn hoàng đều không thể để cho ngươi đạt được luân hồi thiên kiếm, cho dù đem hủy diệt, cũng ở đây không tiếc. Chốc lát lầm bầm lầu bầu, dần dần rơi xuống, toàn bộ đại điện lại lần nữa rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Cùng lúc đó, một chỗ khác, xa ở xa vạn dặm một phiến thần bí mang, gió nhẹ lướt qua, thanh sóng dạo rực, khắp nơi là chim hót hoa thơm. Trên bầu trời còn có đám mây tung bay, lúc thư lúc cuốn, đem ánh nắng thổi phồng thành bảy màu màu sắc, phá lệ rực rỡ tươi đẹp động lòng người. Mà ở tầng mây kia phía dưới, chính là có người đẹp đứng yên ngồi xếp bằng. Khuynh quốc khuynh thành, cao nhất dung mạo. Thiên địa lộ vẻ xúc động, năm tháng ngừng chậm. Liền cái này thế gian nhất đồ vật đẹp, đều không cách nào hình dạng vẻ đẹp của nàng. Chỉ là hình bóng, liền đủ để cho cái này thế gian vô số người làm điên cuồng, bỏ mặc trai gái, cũng sẽ làm ái mộ. Nàng tựa hồ là tu luyện lâu, giãn ra một tí thân thể, tiện tay cầm hoa, ước chừng một cái nhỏ xíu cử động, liền cùng thiên địa này hòa làm một thể, vạn phần hòa hợp. Bất quá cái này đạo bóng lưng xinh đẹp còn chưa buông lỏng bao lâu, liền bỗng nhiên dừng lại. Nàng quay đầu lại, vậy giống như đá quý vậy tinh điêu ngọc trác dung nhan, dần dần mất đi nụ cười. Luân hồi thiên kiếm. Nàng lạnh lùng mở miệng, ánh mắt tựa như xuyên thấu vô số nặng hư không, đến hạ giới trung tâm chiến trường. Cùng nàng thu hồi ánh mắt quang lúc đó, ánh mắt đã đổi được rửng rưng. Cái này đứa nhỏ lại có thể để cho luân hồi thiên kiếm trước thời hạn xuất thế, hơn nữa hắn tựa hồ còn nắm trong tay loại nào đó hỗn độn trong thời kỳ lực lượng. Tình hình có chút vượt qua nắm trong tay. Đã như vậy cầm luân hồi thiên kiếm, ngươi cũng không cần bắt vào tay. Nàng lần nữa dương mắt lúc đó, thuộc về duy nhất thiên nữ thần uy, thông suốt lộ ra ra. Ở nơi này chim hót hoa thơm chi địa yên tĩnh người tu luyện, chính là hôm nay nguyện vọng thần giáo cao nhất người nắm quyền, Thái Thượng Thiên Nữ. Nàng lầm bầm lầu bầu một phen, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, liền đi ra thần bí này thế giới xinh đẹp. Làm nàng bước ra tầng này mê huyễn không gian sau đó, chu sâu cảnh tượng nhanh chóng biến hóa. Lửa cháy bừng bừng liệu nguyên, hung diễm ngút trời. Hoang vu trên vùng đất, khắp nơi đều là kinh khủng kẽ hở, nhiệt độ cực cao nham thạch nóng chảy đang từ vậy dưới lòng đất tràn ra, kịch liệt dâng trào, không ngừng vỗ vào. Không có sinh vật có thể ở loại địa phương này sống sót. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, có thể phát hiện mỗi một cái miệng núi lửa, đều có một đoàn mông lung thần quang. Chiếm cứ trên đó, như núi bất động. Mà ở những thần kia quang trong đó, thì là có từng đạo bóng người, nhắm mắt ngồi xếp bằng, tiến hành tu luyện. Những người này đều là nguyện vọng thần giáo giáo chúng, có cực kỳ cường đại tiềm chất. Cho nên Thái Thượng Thiên Nữ mới biết đem bọn họ đưa vào nơi này, bỏ vào thần quang trong đó tiến hành tu luyện. Ai cũng không nghĩ ra, Thái Thượng Thế Giới mới nhất quật khởi siêu cấp thế lực nguyện vọng thần giáo. Lại sẽ đem tông môn nơi quan trọng thiết lập ở như vậy trường hợp. Cái này phiến hoang vô núi lửa vùng, trong ngày thường cực ít có người đặt chân. Hỏa tinh lực lượng, không phải ai cũng có thể luyện hóa. Tùy tiện tiếp xúc người, tất sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bất quá Thái Thượng Thiên Nữ nhưng một chút đều không lo lắng. Bởi vì ở đó sâu trong lòng đất, nàng đã đặt nguyện vọng hồ tiên, tất cả dung nham cũng trải qua hồ tiên rèn luyện. Sẽ không đối với phía trên nhân tạo thành tổn thương. Ngược lại, bạo liệt dung nham lực lượng, còn sẽ cho người mang đến rất nhiều tu luyện ích lợi. Thái Thượng Thiên Nữ nhẹ nhàng điểm ở một đoàn bốc lên ánh lửa bên trên, đi tới trời cao, đưa ra ngón tay ngọc, lần nữa tại trong hư không điểm ra. Mà một điểm này,
hư không nổi lên đạo đạo sóng gợn, toàn mặc dù có hai luồng bị ngọn lửa bao quanh bóng người phơi bày ở nàng trước mặt. Thái thượng thiên nữ cả người bao phủ ở một phiến chói lọi trong đó, thánh khiết thêm đẹp, cơ hồ hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Mà bàn tay nàng chuyển động tới giữa, tản mát ra óng ánh chói lọi, mọi người tại đây thấy đều phải làm màng bái. Đó là một loại từ tâm linh chỗ sâu tự nhiên nảy sinh màng bái cùng sùng bái, làm cho không người nào có thể chống cự, tản ra nồng nặc nhân cách mị lực. Thái thượng thiên nữ tự mình chính là như vậy, nàng từ vạn khư thần điện thối lui ra sau đó, nhanh chóng thành lập nguyện vọng thần giáo, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền hấp dẫn không thiếu cường giả mộ danh tới. Trừ nàng đã sớm tạo dựng lên thành viên nòng cốt ra, các loại tán tu, ma tu, cùng với người yêu tộc, toàn bộ tuyên thệ gia nhập nguyện vọng thần giáo. Trong này cũng không thiếu mạnh mẽ hoàng giả, một mực bên ngoài xưng vương xưng bá, cũng không khuất phục dưới người, cũng không qua lại gia nhập vạn khư thần điện, có thể hiện tại nhưng cam nguyện trở thành thái thượng tiên nữ người làm, thay công hiệu lực. Đi qua cái này rất nhiều năm tháng thời gian phát triển, nguyện vọng thần giáo đã trở thành có thể cùng vạn khư thần điện tướng đối kháng đồ vật khổng lồ, luận về thực lực, lại là áp đảo 10 gia tộc lớn bên trên. Thái thượng thiên nữ tu luyện tâm linh pháp quyết, lấy chăn đỉnh cấp cảnh, nàng tùy ý một cái ý niệm, cũng có thể hóa làm mắt tuyến, tán lạc ở thái thượng thế giới các nơi. Vậy như vậy tạo lập được một cái cường đại lưới trời. Thái thượng thế giới các thế lực lớn cùng với gia tộc chiều hướng, nàng cũng có thể nắm giữ được rõ ràng. Vì vậy, nguyện vọng thần giáo căn bản cũng không lo lắng cứ điểm bị diệt vấn đề. Cho dù vạn khư thần điện có thể diệt bọn họ một lần hai lần, nhưng mỗi một hồi, bọn họ cũng có thể trước thời hạn cảm giác, hơn nữa làm ra sách lược ứng đối, cơ hồ để cho đối phương không công mà về. Mà hiện tại Thái Thượng Thiên Nữ lại tìm được ngọn lửa thánh địa, từ trong điều lấy ra lửa cháy mạnh thần tinh, phụ trợ nguyện vọng hồ tiên lực lượng, cho bọn họ tu luyện. Cử động này, để cho gia nhập nguyện vọng thần giáo đám người rối rít làm chấn động một cái. Nhất là những cái kia trong ngày thường tự xưng là đế hoàng bá chủ gia hỏa, hết sức biểu hiện mình định đạt được Thái Thượng Thiên Nữ xem trọng. Mà kiến công lập nghiệp người thường thường sẽ có được Thái Thượng Thiên Nữ giao phó cho tài nguyên tu luyện, tiến một bước phát triển thực lực. Trước mắt nơi lưu lại ở cái này dung nham trong không gian người, đều là nguyện vọng thần giáo tinh anh, sơ lược một đếm, chừng mấy chục ngàn đám người. Hơn nữa cái này còn chỉ là bộ phận mà thôi. Bành! Bạo liệt nham thạch nóng chảy, vọt ra khỏi một sóng lại một sóng, tích chứa trong đó trước kinh người ngút trời năng lượng. Thái thượng thiên nữ vẫy tay triệu hoán, ở đó bạo liệt núi lửa bên trên, có hai cái chớp sáng đồng thời di chuyển hạ, đi tới thái thượng thiên nữ trước mặt. Đến khi ngọn lửa kia chớp sáng tiêu tán lúc đó, lộ ra hai đạo tươi đẹp bóng người. Một người trong đó chính là Diệp Lạc Nhi, nàng thân mặc một bộ váy trắng, tóc dài phất phới, điềm tĩnh thêm tốt đẹp. Mà một người khác chính là hấp dẫn nóng, mặc váy vô cùng là ngắn, lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn, cực kỳ dẫn dụ nhân tâm. Hai người cũng dần dần tỉnh lại. Diệp Lạc Nhi mở mắt ra, thấy Thái Thượng Thiên Nữ sau đó, liền vội vàng hành lễ quỳ bái. Nàng lên lần là ở bay lôi thần tôn hộ tống dưới, trở lại Thái Thượng Thế Giới. Nhưng nàng cũng không hoàn thành Thái Thượng Thiên Nữ nơi cấp cho nhiệm vụ, vì vậy trong lòng có chút thấp thỏm. Bất quá sau khi trở về, Thái Thượng Thiên Nữ cũng không có truy cứu, mà là để cho hắn tiến vào ngọn lửa trong đó tiếp nhận rèn luyện. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, Diệp Lạc Nhi thương thế trên người căn bản hết bệnh, hơn nữa còn cảm ngộ một phần dị hỏa lực lượng. Cái này một phần hỏa lực, đến từ sâu trong lòng đất, cùng thiên địa tương liên tiếp, cũng có thể coi như là thiên địa phép tắc một phần chia. Mà một người khác, Diệp Lạc Nhi cũng không nhận ra, nhưng trên người tản ra hơi thở. Để cho nàng không cách nào coi thường đối thủ. Diệp Lạc Nhi, Triệu Thanh Huyền, các ngươi hai người phụng mệnh lệnh ta, đi hạ giới, ngăn cản luân hồi thiên kiếm rơi vào Diệp thần trong tay. Thái thượng thiên nữ nhàn nhạt hạ lệnh. Diệp Lạc Nhi nghe lời nói này, thân thể mềm mại chấn động một cái, trong mắt cũng thay đổi được lóe lên không chừng, nhưng rất nhanh, nàng liền che giấu trong con ngươi hào quang, nhẹ giọng hẳn là. Bất quá lửa kia cay diêm rúa lòe lòe cô gái. Thưởng thức trước tóc của mình, vô tình hay cố ý nhìn Diệp Lạc Nhi một mắt. Thiên nữ đại nhân, vậy Diệp thần, chính là ngài nói phản nghịch người chứ? Cũng là Diệp Lạc Nhi ý trung nhân, đã từng bị Diệp Lạc Nhi cứu nhiều lần. Cô gái cay lúc nói chuyện cũng không tị hiềm. Diệp Lạc Nhi nghe lời nói này, không khỏi nhíu mày một cái.
nữ nhân này nàng cũng không nhận ra, có thể hiện tại vì sao phải không nên khơi lên vết đau người khác. Ngươi không cần kinh ngạc, nàng tên là Triệu Thanh Huyền, là ta bên ngoài đào tạo một trong tâm phúc, thừa kế ma thiên tâm pháp lực lượng, lần này trở về, chính là thay ta làm việc. Thái thượng thiên nữ gợn sóng không sợ hãi, nhàn nhạt nói. Thiên nữ đại nhân. Diệp Lạc Nhi cúi đầu, lên tiếng đáp lại nói. Nhớ, lần này đi hạ giới, chính là ngăn cản luân hồi chi chủ đạt được luân hồi thiên kiếm, mà cũng không phải là lấy tính mệnh của hắn. Thái thượng thiên nữ nhắc nhở lần nữa nói, chợt nàng từ vậy vô tận nham thạch nóng chảy trong đó, rút ra chút ngọn lửa lực lượng tới, dưới vào hai người trong cơ thể. Triệu Thanh Huyền đầy mặt vẻ hưởng thụ, mặc cho những ngọn lửa này đem mình bọc. Mà Diệp Lạc Nhi vậy tỉ mỉ cảm thụ ngọn lửa lực lượng. Trong đó sảm tạp nguyện vọng lực, có thể nhanh chóng tu bổ thương thế bên trong cơ thể, tăng cường thực lực. Triệu Thanh Huyền dẫn đầu phi thân lên, bước vào ngọn lửa nơi tạo thành hư không lối đi, đi hạ giới. Mà Diệp Lạc Nhi sau đó đuổi theo. Thái thượng thiên nữ nhìn Diệp Lạc Nhi rời đi hình bóng, lộ ra lau một cái thần bí mỉm cười. Lạc Nhi, lần này cũng không chỉ ta phái người đi trước, liền xem ngươi có thể hay không ngăn được những người đó. Thái thượng thiên nữ thanh âm dần dần phiêu tán. Trừ thái thượng thế giới cảm giác được luân hồi thiên kiếm lực lượng ra, hạ giới thế lực cũng có cảm giác. Hắc ám cấm hải trong đó, ma tổ vô thiên ngồi đàng hoàng ở khô lâu trên ngai vàng, hắn mở ra ma nhãn, chậm rãi nhìn về phía vậy phiến hư không. Luân hồi thiên kiếm, sốt cuộc hiện thế liền sao? Ha ha, đã như vậy, đó chính là ta cựu nhật minh vật. Ma tổ vô thiên tâm niệm vừa động, liền triệu hoán người tới nơi này. 16 tinh thú ở giữa trong đó hai thú, lấy được rồi ma tổ vô thiên nơi cấp cho thí ma làm. Các ngươi lần này đi trước nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là đoạt được luân hồi thiên kiếm, không muốn để cho hắn rơi vào luân hồi chi chủ trong tay, ngoài ra tìm cơ hội, chém chết luân hồi chi chủ. Ma tổ vô thiên mệnh lệnh, vang khắp toàn bộ đại điện. Toàn mặc dù có mấy viên bồ đề ma tử nhanh chóng bay ra, cùng hai người hòa làm một thể. Ma tổ đại nhân, chúng ta nhất định không có nhục sứ mạng, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Vậy hai con tinh thú cáo lui sau đó, liền đi tổng đàn bên trong, mang theo dẫn người, tạo thành một hồi kịch liệt tật phong, vò tới hạ giới. Toàn bộ chư thiên vạn giới, tựa như đều bị một vòng này màu vàng kim mặt trời gay gắt cho kinh động, vậy một cái kim quang thần kiếm, sáng chói thánh khiết, treo ở bầu trời bên trong, giống như rực rỡ ngân hà. Bốn phương tám hướng, mưa gió phun trào, cơ hồ là ở ngắn ngủn mấy ngày trong thời gian, cũng đã hội tụ mọi người ngựa. Bọn họ đều là hướng vậy trói lọi dũng động phương hướng, phi nước đại đi, oanh oanh liệt liệt, đạp phá hư không. Nguyên cái thiên địa, nhưng vào lúc này sinh ra chấn động kịch liệt, vậy một mảnh không gian đưa tới hỗn loạn, truyền tới toàn bộ tinh không, dẫn được hỗn độn rạn nứt, ảo ảnh mọc tùm. Luân hồi thiên kiếm, chính là cõi đời này nhất là hung mãnh bảo vật một trong, bản thể do trước nhất thế luân hồi chi chủ thiên đế cốt chế thành. Ước chừng chỉ bằng vào cái này hạng nhất, liền đủ kỳ thành là ở giữa đất trời này cường thịnh nhất bảo vật một trong. Vì vậy vừa ra đời, liền có thể đưa tới ngút trời dị tượng. Không thiếu cường giả mộ danh tới, đi theo nơi này có lực lượng, xuyên phá tầng tầng hư không, thẳng đi tới cái này một mảnh đất. Không qua bọn họ đến mức, cũng không phải chân chánh luân hồi thiên kiếm nơi tới. Luân hồi thiên kiếm, cũng không phải là bình thường vật, nào có dễ tìm như vậy. Tuy nói tản mát ra vô tận luân hồi hơi thở, thế nhưng chỉ là bùng nổ trong nháy mắt không cách nào ngăn trở năng lượng. Ở sau đó, luân hồi thiên kiếm liền che giấu hành tung, núp vào hư không chi địa. Những người đó hứng thú xông lên tới chỗ này, nhưng lại thất vọng mà về. Diệp Thần khoảng cách nơi đây gần đây, tiến lên tốc độ cũng là nhanh nhất. Hắn trực tiếp vận dụng hư bia lực lượng, biến dạng hư không, hướng cái hải vực này chạy tới. Trong trí nhớ vậy phiến biển sâu, quả nhiên ở trước mặt hắn hiện lên. Rộng rãi vô biên, sóng biển gầm thét, tựa hồ có vô số long ảnh sôi trào, bỗng nhiên tự nhiên, tựa như một khắc sau liền có thể hóa là vô biên lực lượng. Làm Diệp Thần đến gần cái hải vực này thời điểm, vô tận sóng biển che khuất bầu trời, ngay tức thì giống như ngày tận thế cuốn tới. Trong phảng phất, Diệp Thần tựa hồ ở đó sóng biển chỗ sâu gặp được một cái to lớn cổ long. Đầu kia cự long có năm móng, cả người miếng vảy phơi bày ra chói mắt màu vàng, phong cách cổ xưa huy hoàng,
phảng phất từ trong hồng hoang đi ra. Mà Diệp Thần nhìn sang cái nhìn kia, Cự Long vậy phát hiện hắn bóng người, hai người đối mặt, trọng đồng giáp nhau, nhất thời đẩy ra liền vô số sấm sét gió bão. Bành! Vô tận sấm sét gió bão ầm ầm nổ tung, ngay tức thì cuộn sạch ra, lan truyền mấy vạn dặm, sâu không thấy đáy vùng biển đều bị nhấc lên một cái to lớn cửa hang. Diệp Thần cùng vậy cái Cự Long đồng thời gặp phải cổ lực lượng này chấn động, con người đau nhói, nhất thời thu hồi tâm thần. Khá lắm, lại có thể cùng ta luân hồi thiên nhãn trực tiếp đối mặt mà không rơi hạ phong, đây tuyệt đối không phải phổ thông yêu thú có thể làm được. Diệp Thần trong lòng kinh ngạc. Cùng ở bên cạnh hắn hai cô gái cũng không phát hiện trong hải vực Cự Long bóng người, các nàng chỉ thấy được mặt biển chỗ sâu nhất thời nhấc lên gợn sóng, mà Diệp Thần trước mặt nổ ra một cổ mênh mông hơi thở. Ngươi không có sao chứ? Hai cô gái hai miệng đồng thanh, đồng thời hỏi. Sau khi nói xong hai cô gái hai mắt nhìn nhau một cái, thần sắc trở nên có chút quái dị. Ngay trong ánh mắt nhiều một phần cảnh giác cùng kiêng kỵ. Đối diện nữ nhân này không đơn giản, rất có thể là tới cùng mình cướp Diệp Thần, được chú ý đề phòng một chút mới được. Hai người trong lòng cũng nghĩ như vậy đến. Các nàng cũng có thể thấy rõ ràng, đối phương đối với Diệp Thần tình ý. Diệp Thần lắc đầu một cái, ánh mắt đổi được ngưng trọng. Đầu kia dần dần không nhìn thấy ở vùng biển trong đó Cự Long, tuyệt đối không phải vật tầm thường, hơn nữa có ý thức của chính mình. Rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Chẳng lẽ là gửi nấp trong luân hồi thiên kiếm trong đó sinh vật cường đại sao? Diệp Thần đành phải tạm thời đem những ý niệm này vứt qua một bên, tiếp tục tiến về trước. Thần Độ Uyển Nhi và Tôn Dạ Dòng cũng biết phía trước có lẽ sẽ có cực lớn hung hiểm, vì vậy đi theo ở Diệp Thần chừng. Ta thân đồ nhà cổ thư trong đó đã từng có ghi lại, luân hồi thiên kiếm từ luân hồi lực lượng ra đời tới nay, liền một mực tồn tại, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng không phải là luân hồi chi chủ sử dụng luân hồi thiên kiếm, mà là luân hồi thiên kiếm ở chỉ dẫn luân hồi chi chủ. Thân Độ Uyển Nhi mặt lộ nhớ lại vẻ, tiếp mà nói. Diệp Thần có chút kinh ngạc, này cùng giải đáp, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Chẳng lẽ nói cái này luân hồi thiên kiếm bên trong, còn có giấu những thứ khác bí mật sao? Hắn chỉ biết là cái này cầm luân hồi thiên kiếm vô cùng là chân quý, hơn nữa còn là do trời đế cốt chế thành, còn như những thứ khác tin tức, biết rõ được không nhiều. Hay hoặc là nói, trước nhất thế luân hồi chi chủ nơi hiến sử dụng thiên đế cốt, chỉ là đối luân hồi thiên kiếm bổ sung thôi, mà không phải là sáng tạo. Vô luận như thế nào, đi vào trước xem nói sau. Diệp Thần nhắm hai mắt lại, vận dụng luân hồi huyết mạch, cảm giác mảnh thiên địa này giữa tồn tại, rất nhanh, hắn liền phong tỏa một nơi trong hải vực hư không lối đi. Vậy một phiến lối đi là hư ảo, hơn nữa mông lung mê huyễn, còn có chút rất nhiều vặn vẹo. Diệp Thần mở ra luân hồi thiên nhãn, ở đó một phiến vô căn cứ trong đó tìm được chính xác lối vào, đi tới dị tượng bùng nổ chi địa. Bất quá ngay tại hắn đi qua chỗ kia lối đi thời điểm, bỗng nhiên lúc này, có một hồi bàng bạc mãnh liệt hơi thở đập vào mặt. Lui về phía sau. Diệp Thần trầm giọng nói. Chợt, hai cô gái đi theo hắn cùng rút đi, ngay tức thì liền đi tới ngoài ngàn dặm. Trước mặt bọn họ, vô số điều sóng biển hóa thân là hàng dài, nghênh kích bầu trời mênh mông, ngăn cản phía trước đường đi. Hơn nữa vậy một mảng lớn gào thét sóng biển, giống như là thành đoàn kết đội ma thú, bay lên không tới, ào ào. Cơ hồ ngay tại ngắn ngủi ngay tức thì, liền đem nguyên phiến chân trời chìm ngập. Bành! Diệp Thần các người rút đi địa phương, bị đánh ra một cái đen nhánh lỗ lớn, vô cùng sâu thẳm, tựa như một khắc sau là được đem tất cả sinh linh chiếm đoạt. Tôn Dạ Dòng hừ lạnh một tiếng, trước mặt những thứ này sóng biển còn chưa tới phiên Diệp Thần bỏ ra tay giải quyết, nàng một người liền có thể đối phó. Thanh Liên Thần kiếm ra khỏi vỏ lúc đó, muôn vàn đóa hoa sen, thanh quang lóng lánh. Rối rít phù tại ở giữa thiên địa, hợp thành một đóa mộng ảo hư không đồ sộ liên. Thanh Liên kiếm pháp, Phật Liên 3000. Tôn Dạ Dòng dùng hết truyền thừa từ Thanh Liên tiên tử kiếm đạo thần thông. Cái này một thần thông tới từ huyết mạch, truyền thừa tại cổ đạo, đã trải qua lâu đời năm tháng, trải qua thời gian lắng đọng, đổi được 10 phần không câu nệ mạnh mẽ. Sợ rằng nơi này, còn không có người còn con này một đạo sóng biển phách lối chỗ trống. Tôn Dạ Dòng mái tóc dài bay lượn, ngửa mặt lên trời lên, treo ở vậy đạo vạn trượng Thanh Liên trước mặt, thà hòa làm một thể. Thanh Liên trên thần quang lộn mở, phiến cánh hoa múi từ từ nở rộ,
mỗi một cánh hoa múi đều ở đây hư không gian tác phẩm xây lên một đạo cầu. Mà đầy trời ánh sao chính là chậm rãi biến ảo, giống như cầu vồng như vậy, thay đổi là thuần túy chói mắt màu vàng. Mỗi một cánh hoa múi bên trên, đều hiện lên ra một đoàn thần bí ánh sáng, mơ hồ mông lung, ảo mộng khó dò. Vạn đạo Phật quang lặng lẽ tách thả ra, một tôn khổng lồ tượng Phật chính là nổi lên, thần uy cao ngất. Phật đạo hòa hợp, vô cùng vô tận diệu vận ngay tức thì tách ra, nhấc lên muôn vàn gợn sóng. Từng đạo cổ xưa Phật gia chữ viết, xen lẫn huyền ảo đạo gia phù văn, ngay tức thì ngâm sướng thuật lại, giống như thiên tiên đủ ngâm, cầm sắt hòa minh. Cái này đạo thanh liên hoàn toàn trấn áp xuống, ở đó tôn khổng lồ tượng Phật trước mặt, vô tận sóng biển cho dù lại dâng trào mãnh liệt, cũng không cách nào sôi trào. Yên ổn vượt qua cửa ải này sau đó, tôn Dạ Dòng từ ngồi xếp bằng trạng thái khôi phục như cũ, mà tượng Phật kia vậy đi theo biến mất. Không nhìn ra à, người lại hấp thu được nhanh như vậy. Phải biết vậy thanh liên tiên tử truyền thừa, nhưng mà hàm chứa vô thượng đạo vận, nếu như tùy tiện đụng chạm, hơi lơ là, liền sẽ bạo thể bỏ mạng. Diệp Thần không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Tôn Dạ Dòng cười một tiếng, nói có lẽ ta trước tu luyện kiêm gia kiếm pháp cùng thanh liên tiên tử cùng gia nhất mạch, vì vậy hút thu, khó khăn vậy giảm bớt rất nhiều. Không tệ, dựa theo này cùng độ tiến triển, sợ rằng không lâu sau nữa, ngươi liền có thể đột phá. Ban đầu nếu là không có ngươi cứu giúp, cũng sẽ không có ta về sau cơ duyên, hết thảy đều là bởi vì ngươi lên. Tôn Dạ Dòng mặt đầy sùng bái nhìn Diệp Thần, không che giấu chút nào trong lòng mình ái mộ. Hai người có liền khoác không liền khoác trò chuyện với nhau, trong lời nói tràn đầy ung dung. Bất quá một bên Thân Độ Uyển Nhi nghe, nhưng có chút không vui, nhất thời hừ lạnh một tiếng. Diệp Thần ngẩn người vậy ý thức được cái gì, thân thể không tự chủ đến gần Thân Độ Uyển Nhi bên người. Không muốn dựa vào ta gần như vậy. Thân Độ Uyển Nhi nhíu mày một cái, trong lời nói khá là không vui. Diệp Thần nhất thời nhức đầu không thôi. Kẹp ở hai phụ nữ ở giữa. Nhìn các nàng tranh đoạt tình nhân, loại cảm giác này quả thật là lạ. Ba người một đường đi về phía trước, luân hồi thiên kiếm từ cho thấy dị tượng sau đó, liền không dừng lại nữa tại cái hải vực này trong đó, tới chỗ sâu hơn địa phương. Vì vậy bọn họ liền đi tới ải thứ hai, nơi này đã thoát khỏi mặt biển khu vực, đổi được yên tĩnh không tiếng động, hoang nhàm chán dựa vào. Chỗ này tựa hồ có chút quỷ dị, vẫn là phải cẩn thận chút thì tốt hơn. Diệp Thần dẫn đầu bước vào trong đó, bất quá hắn chân mới vừa đi vào, giống như là tiến vào một khu ao đầm. Vô cùng sình sệt, hơn nữa ngắn ngủi trong nháy mắt, tựa hồ có ngàn vạn con sâu leo qua tới, hướng hắn trên mình cuồng trào. Diệp Thần thần sắc nhất thời biến đổi, hắn nơi đầu gối giấy lên một đoàn luân hồi lửa, rồi sau đó hướng xuống cháy đi, thẳng đem những côn trùng kia đốt thành cho tẫn. Bất quá những côn trùng kia đổi là bụi bặm sau đó. Lại nhanh chóng ngưng kết, hội tụ thành từng cái 10 trượng tả hữu phi long, ngẩng đầu gầm thét. Mà hắn nhanh lên đem chân trừ ly đi ra, nhìn chằm chằm chỗ kia mờ mịt hư không, thần sắc ngưng trọng. Những côn trùng kia bị hắn ngọn lửa đốt liền sau đó, ngược lại đổi được càng càn rỡ. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nhíu mày, tỉ mỉ quan sát. Nơi này, tựa hồ biến thành vùng cấm kỵ, vậy cổ sền sệt lực lượng. Giống như là có thể đem người cắn nuốt quái vật. Ai có thể nghĩ tới luân hồi thiên kiếm, lại có thể bày trùng trùng chạm kiểm soát, tới ngăn cản trước đi tìm một chút người. Để cho ta đi, bất quá là từ thái thượng thế giới chạy ra mộng trùng thôi. Thân Độ Uyển Nhi chậm rãi nói. Giấc mộng này trùng chính là thái thượng thế giới dục vọng rừng rậm trong đó một loại sinh vật, hạ giới rất khó tìm được. Một khi bị cái loại này mộng trùng dây dưa tới. Cả người cũng sẽ rơi vào vô tận tuyệt vọng vực sâu. Đến lúc đó, liền sẽ từ từ bị yên tĩnh hư không nuốt mất, từ từ xa vào, từ từ mất vào tay giặc, thẳng đến hoàn toàn biến mất, mất đi không tiếng động. Xé kéo. Bất quá Thân Độ Uyển Nhi đối với lần này nhưng cũng không có phân nửa sợ, ngược lại chiến ý sôi sục, nàng tựa hồ rất hiểu này cùng mộng trùng đặc điểm. Những người này gặp gió thì hóa phượng, gặp lửa thì hóa long. Chỉ có dùng thuần túy nhất võ kỹ lực lượng đem chúng tiêu diệt, mới có thể đột phá cửa này. Thân Độ Uyển Nhi vừa nói, một bên triệu hoán ra võ uy thiên kiếm. Vạn kiếm sổng chuồng. Thân Độ Uyển Nhi khẽ quát một tiếng, ngay sau đó hóa là bạo liệt lưu quang, bay lên trời. Mà lơ lửng tại giữa không trung võ uy thiên kiếm, cũng là nhanh chóng run rẩy,
một chia làm hai, hai chia làm bốn, như vậy chồng lên, tốc độ cực nhanh, ảo ảnh trùng trùng. Những ngày đó kiếm uy lực còn lại ầm ầm đánh ra, lại là ngay tức thì xuyên thấu vậy mảnh hư vô không gian, đổi được cực kỳ hung dữ. Rào 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 rào. Vốn là sền sệt thêm không dễ công phá hư vô không lúc đó, nhất thời sụp đổ vỡ vụn, ngay tại ngắn ngủi ngay tức thì sụp đổ làm tan rã. Những côn trùng kia liều mạng vùng vẫy, nhưng không làm nên chuyện gì, bị cái này cuồn cuộn kiếm khí cho đánh được nghiền. Trước mắt không gian, rốt cuộc khôi phục một phiến yên lặng. Chúng ta đi mau, nơi này cũng không phải chân tránh mộng trùng, mà là căn cứ mộng trùng đặc tính cùng hình thái nơi giả tưởng hóa một loại linh lực sinh vật, không lâu sau liền sẽ lại lần nữa khôi phục nguyên hình. Thân Độ Uyển Nhi lời ấy, để cho Diệp Thần cùng Tôn Dạ Dung khá là kinh ngạc, hai người vội vàng đuổi theo chân nàng bước, thoát khỏi nơi này. Đến khi bọn họ bay ra thật là xa, lần nữa quay đầu lúc gặp lại, vậy phiến khôi phục bầu trời quang đãng, lúc này lại đổi được mờ mịt. Luân hồi thiên kiếm lực lượng, thật sự là khủng bố. Diệp Thần không khỏi than thở một câu. Thân Độ Uyển Nhi tiếp lời nói, có lẽ trước mặt còn có nhiều hơn ngăn trở, chúng ta nhanh hơn chút đi qua mới được. Một khi người nhiều lên, coi như không dễ làm chuyện. Diệp Thần sâu sắc cho là đúng. Vì vậy mấy người lại lần nữa tiến về trước, cũng không có gặp lại tương tự ngăn trở cùng uy hiếp. Xem ra lấy luân hồi thiên kiếm thực lực trước mắt, vậy ước chừng có thể bố trí ra hai đạo cấm kỵ tới. Nhiều tới một đạo cũng không được. Bọn họ xuyên qua cái này một chùm hư không, cuối cùng đi tới một mảnh tinh không phía dưới. Cái này một mảnh tinh không cũng không phải là chân thực vũ trụ, mà là hoàn cảnh chung quanh sinh ra biến hóa sau đó, xây dựng đi ra ngoài hư vô không gian. Mấy người nhìn mảnh tinh không này, tìm chung quanh, mà Diệp Thần lòng có cảm giác, trực tiếp cho gọi ra Long Uyên Thiên Kiếm, đem luân hồi huyết mạch truyền bá trong đó, chỉ hướng một cái không rõ phương hướng. Cùng lúc đó, vậy mảnh tinh không cuối, có một đạo minh mông tinh môn, chậm rãi nổi lên. Vậy đạo tâm cửa tựa như thế gian thần ma tạo thành, xích thần quấn quanh, rào 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 chuyển động, tựa như một đạo trời phạt cửa. Oanh! Vô tận kim quang từ như bánh xe hồi cửa trên bộc phát ra, ngay tức thì tràn ngập chân trời. Diệp Thần thần sắc làm rét một cái. Bởi vì hắn phát giác một hồi bạo liệt hơi thở, đang chậm rãi hồi phục. Vậy đạo hơi thở cùng hắn ở mới vào vùng biển lúc đó, gặp cổ long giống nhau như đúc. Lúc đầu vậy con rồng, chính là giấu ở chỗ này. To lớn mắt rồng chiếm cứ ở tinh không chỗ sâu, một đạo tiếp một đạo, vô cùng là chấn hám nhân tâm. Điều này cự long rốt cuộc là lai lịch gì? Diệp Thần cau mày suy tư. Giữa lúc hắn dự định ra tay lúc đó, Long Uyên Thiên Kiếm trong đó huyết long bỗng nhiên lúc này nổi lên, bay lên không nhảy lập. Chủ nhân, tên này là ở hướng chúng ta khiêu khích đâu. Nó là luân hồi thiên kiếm thiên kim rồng thần, nhưng nó cũng chưa thấy được ngươi có tư cách có thể chấp trưởng luân hồi thiên kiếm. Hơn nữa còn cùng chúng ta nói, dám can đảm rình rập luân hồi thiên kiếm người, đều là sẽ bị nó giết chết. Huyết long miệng ra lời ấy lúc đó, đổi được tức giận không thôi. Âu, Diệp Thần ngược lại là chân mày cau lại, cũng không quá lớn tức giận. Luân hồi thiên kiếm, mất đi chấp trưởng đã lâu, ra đời một chút tự mình ý thức vậy dễ hiểu. Bất quá đầu này rồng thần, đúng là lớn lối chút. Chủ nhân, để cho ta tới dạy bảo một tí cái này, nếu không nó không biết trời cao đất rộng. Huyết long nhất thời tiếng vo ve nói. Diệp Thần im lặng chốc lát, chợt gật đầu một cái, đáp ứng. Đối diện đầu kia màu vàng rồng thần ngửa mặt lên trời gầm thét, nó che giấu ở luân hồi cửa trong đó, sau lưng hư không huyễn hóa ra vô số đạo long ảnh, cùng kêu lên giống to, tiếng chấn động chín tầng trời. Rào 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 rào, giống như là thiên quân vạn mã bước qua mặt đất, những thần kia long hư ảnh, tới dồn dập, chưa từng có ngừng nghỉ. Mà thiên kim rồng thần móng vuốt, vậy hóa là một đạo khổng lồ đồ sộ ảnh, kích phá bầu trời mênh mông, tan thành mây khói tới. Đối với người bình thường cùng mà nói, một kích này đủ có thể chết người. Bởi vì một chiêu này, mang theo nóng bỏng luân hồi lực, mãnh liệt chạy tới, để cho người căn bản không cách nào ngăn trở. Diệp Thần trong chốc lát ngây ngẩn, hắn thân là luân hồi chi chủ, cho tới nay, đều là dùng luân hồi huyết mạch khí thế tới nghiền ép đối thủ. Nhưng là hắn không nghĩ tới một ngày kia, mình lại gặp được luân hồi lực lượng uy hiếp. Tạm thời tới giữa, hắn không biết là nên khóc hay nên cười.
Bất quá huyết long phát giác trong đó ẩn chứa luân hồi hơi thở, nhưng là ngửa mặt lên trời cười to. Ta nhưng mà luân hồi vận mạng chung nhau thể, đã cùng hắn dung là nhất mạch, người nghĩ dùng luân hồi lực lượng đi đối phó ta. Đơn giản là mộng tưởng hảo huyền. Vạn tướng thiên thư, đi ra cho ta. Huyết long có thể không cho phép những vật khác khiêu khích luân hồi chi chủ tôn nghiêm. Nếu có sinh linh muốn tiến hành khiêu khích, vậy nó liền lấy cường lực thủ đoạn đánh lại. Đối với luân hồi mà nói, không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Dù là lại kẻ địch cường đại, cũng không cách nào ngăn trở luân hồi tiến về trước bước chân. Huyết long thân thể kịch liệt bành trướng, không có đến vạn trượng khủng bố bước, nhưng thân rồng lên khối khối bắp thịt, nhưng là thật cao nhô lên, để cho nó nhìn như giống như một đầu chiến sĩ long huyết. Mà nó cả thân miếng vảy, đều là sinh ra biến hóa không nhỏ. Phịch, phịch, nháy mắt tức thì biến thành hình. Những cái kia miếng vảy lộn mở ra, bắn nhanh ra vạn đạo kim mang. Vô cùng vô tận mênh mông hơi thở, tràn ngập ở giữa thiên địa. Trong hư không kim quang rực rỡ, đạo vận biên tiên, một đạo huyết tuyến lan truyền duyên triển, thoáng qua tới giữa tách thả ra ánh sáng rực rỡ. Cái này đạo vạn tướng thiên thư hơi thở, phiên quyển ra lúc đó, vậy một mực cao ngạo lạnh như băng kim quang thánh long, rốt cục thì có chút biến hóa. Trốn ở trong cửa hư không mắt rồng, xuất hiện lau một cái đã lâu kinh ngạc. Nó có lẽ không hiểu vạn hướng thiên thư là hà tồn ở đây, nhưng nhất định có thể nhận ra được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Huyết long đã chấp trưởng vạn tướng thiên thư, hơn nữa tương kỳ luyện hóa là căn nguyên lực, tuy nói có đoạn thời gian không ra tay, nhưng vạn tướng thiên thư ở nó trong cơ thể bồi bổ thành hình, đổi được so trước kia cường đại hơn. Vạn tướng thiên thư nhưng mà đứng sau vô vô thiên thư cao nhất pháp bảo, cùng thiên địa hòa làm một thể, từ xưa tới nay, chấp trưởng vạn tướng người, là được chấp trưởng cái này thế gian xâm la phù hoa. Đáng sợ như vậy vạn tướng thiên thư, lúc này dẫn động thiên địa lực lượng. Mà huyết long chỉ là hết sức phu nguyên, quả nhãn hờ hững, giống như vương giả, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống đối phương. Oanh! Tất cả vạn tướng lực lượng đều ngưng tụ ở nó sừng rồng chỗ, ở một chớp mắt kia bỗng nhiên kích ra, xuyên phá liền vô tận thời không, vỡ vụn mọi thứ quy luật. Bành! Vạn tướng lưu chuyển, tinh không phun trào. Cứ việc vậy ánh sáng màu vàng rất hừng hực, nhưng mà ở vạn tướng thiên thư biến thành thế công trước mặt, tất cả đều trở thành hư không. Mà vạn tướng thiên thư, thì như vang vang càn khôn, che trời đại nhật, đắp lên không gian ánh sáng, sau đó hóa là một cái bàn tay lớn, trực tiếp đem vậy cự long nơi nở rộ kim quang toàn bộ đè lùi về. Huyết long long chảo bên trong, sảm tạp thuần tránh luân hồi lực lượng, tựa như gõ vạn đạo thiên trung, mênh mông đổ sộ, cuối cùng nghiêm túc. Liên Diệp thần cũng không khỏi lui về sau hai bước, thần sắc trở nên có chút kinh ngạc. Huyết long tên này, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Liền hắn đều phải làm thán phục. Phải biết ban đầu huyết long liền nắm trong tay vạn tướng thiên thư, tiện tay có thể phát huy ra cường đại lực lượng, nhưng như cũng được hư không phép tắc hạn chế. Bây giờ huyết long, đã trở thành vô thượng vạn tướng vương giả, đột phá hư không cấm chế, chân chính du ngoạn cái này thế gian đỉnh cấp. Cho dù là trận kia kim quang kim long tản mát ra vô cùng uy lực, nhưng so với huyết long phóng ra vạn tướng thiên thư mà nói, không khác nào tiểu vu gặp đại vu. Giữa hai người khác biệt, giống như đom đóm đối thượng trăng sáng. Cái này, đây là ngươi nuôi sủng vật long sao? Thân Độ Uyển Nhi trợn to hai mắt, còn chưa từ rung động trong đó phục hồi tinh thần lại. Cái này cũng quá phóng đại. Thân Độ Uyển Nhi nguyên bản còn lấy là, đối thượng điều này kim long, cần các nàng liên hiệp ra tay, mới có thể phá giải này cục. Nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ là không cần. Rồng thần chỉ có đối kháng rồng thần mới có cơ hội. Tôn Dạ Dòng thấy huyết long bộc phát ra uy năng như vậy, cũng là bị rung động được không nói ra lời. Nàng đã từng vậy thấy qua huyết long phát huy, bất quá xa xa không có như bây giờ vậy uy lực. Xem ra theo Diệp Thần thực lực tăng trưởng, liền hắn bên cạnh thần thông, bảo thuật, cùng với sống nhờ người đều có phạm vi lớn tăng lên. Luân hồi chi chủ, nắm trong tay chư thiên, chịu đựng vạn vật, vận chuyển phù đồ. Lời ấy, cái gọi là không giả. Bất quá nghe đến lời này sau huyết long, nhưng lộ vẻ được có chút không vui, nó xoay đầu lại, khá là bất mãn nhìn thân Độ Uyển Nhi. Bổn vương cũng không phải là sủng vật gì long, bổn vương là trong trời đất này thứ nhất rồng thần, vạn giới long tộc cao nhất đế quân, tương lai cùng chủ nhân du ngoạn vạn giới đỉnh lúc đó,
ở giữa trời đất liền sẽ có ta một phần thần trạch. Nói đến chỗ này, Huyết Long ngẩng đầu lên, trong thần sắc tràn đầy cao ngạo. Này loại cao ngạo, là vì đi theo ở luân hồi chi chủ bên người mà đến. Nó hết sức rõ ràng, không có luân hồi chi chủ mà nói, hôm nay nó cái gì cũng không phải. Nó và muôn vàn rồng thần uẩn dục hoàn toàn khác nhau. Mới tại Hoa Hạ Ninh Ba, một cái lưng đeo nợ máu, biến mất 5 năm đám người trong miệng phế vật. 5 năm sau đó, hắn uẩn dục tại Diệp Thần trên mình sát ý và máu ý. Hắn theo Diệp Thần chinh chiến và đạo tâm thay đổi mà mạnh mẽ. Hắn cũng không thật thể, mà Diệp Thần từng bước một là hắn ngưng tụ thật thể, hấp thu vô số đỉnh cấp rồng thần nghịch thiên cơ duyên. Thậm chí bầu trời long hồn. Huyết Long rất rõ ràng, hắn mạnh mẽ, không phải cùng bẩm sinh tới. Mà là một bước, hướng chết mà sống, phá sau đứng kết quả. Bành! Huyết Long liền đầu cũng không quay lại, vậy đạo bị vô tướng thiên thư nghiền ép kim quang, trong thoáng qua hóa là cho tàn, hoàn toàn vỡ nát, mà nấp trong luân hồi cửa trong đó kim quang rồng thần, cũng thay đổi được uể oải ảm đạm, hơi thở không phấn chấn. Vạn tướng thiên thư uy nghiêm, không cho phép phản kháng. Màu máu bầu trời mênh mông, ma vân vạn kiếp. Huyết Long khẽ quát một tiếng, như sấm rền vậy tiếng vang, tứ tán truyền ra, trong phút chốc liền ngưng tụ ra một phiến lôi biển. Nó nâng lên móng vuốt, hung hăng đánh ra, chỉ nghe gặp một tiếng nổ vang lớn, vô tận huyết quang nổ tung thành trần, đem còn thừa lại kim quang cũng cho đánh tan. Chỗ này bầu trời quy luật, cũng vỡ nát tan tành, lâm vào là bột. Mà Diệp Thần nhìn hết thảy các thứ này, chính là hài lòng gật đầu một cái. Hắn để cho Huyết Long phụ ở Long Uyên Thiên Kiếm bên trong, một đường tới nay, hấp thu rất nhiều năng lượng, từ đây mở ra nghịch tập đường. Ở đoạn đường này bên trong, hắn cũng cùng Huyết Long hỗ trợ lẫn nhau, hai người giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng là lột xác là cường đại tồn tại. Huyết Long chiếm cứ trời cao, huyết quang ngưng tụ thành khôi giáp, phụ thân rồng, vô tận uy nghiêm cuồn cuộn như biển. Diệp Thần thân là luân hồi chi chủ, cũng là Huyết Long chủ nhân, chính là yên tĩnh đứng ở sau đó, hai tay vòng ngực, thần sắc rửng rưng. Chiến cuộc ở hắn nắm trong tay trong đó, vì vậy cũng không cần đặc biệt ra tay. Cái này một người một rồng, một chủ một người hầu tản ra huyết quang thần uy, để cho vậy ngàn vạn đạo long hồn cũng run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích, trong lòng sinh không dậy nổi chút nào tái chiến ý niệm. Chiến, chính là một con đường chết. Rắc rắc. Thanh âm tan vỡ chậm rãi vang lên. Lại là vậy đạo nấp trong luân hồi cửa trong đó kim quang mắt rồng chậm rãi tiêu tán. Đối phương rốt cục thì không chịu nổi Diệp Thần cùng Huyết Long mang đến như vậy vô địch uy áp, vì vậy tiêu tán thành trần, mất đi là hồng, không còn tồn tại. Kim quang lùi bước sau đó, luân hồi cửa lộ ra dạng nguyên thủy, phía trên kia hiện đầy ký hiệu cổ xưa chữ viết, hơi lóng lánh, giống như vậy thời đại viễn cổ dấu vết. Chỉ đợi hậu nhân thăm dò. Là được khai thác ra bảo tàng vô tận. Mà Diệp Thần trong mơ hồ sinh ra một loại cùng cửa này ăn thông cảm ứng. Chúng ta vào đi thôi. Làm Huyết Long trở lại Thiên Kiếm sau đó, Diệp Thần cùng hai nữ liền dự định lên đường, tiến vào luân hồi cửa. Bất quá nhưng vào lúc này, xa xa chân trời, mấy đạo nhân ảnh, chậm rãi hiện lên. Ngay sau đó tới, chính là một đạo âm hiểm cực kỳ tiếng cười. Đạo thanh âm kia chanh chua chói tai. Cất giấu cực kỳ mãnh liệt dùng mình. Chính là ở ngắn ngủi này ngay tức thì, xa xa chân trời xuất hiện một nhóm lớn người. Đạo thanh âm kia truyền lúc đi ra, đối với lần này hình thành cực lớn áp chế. Diệp Thần các người rối rít ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng sợ biến đổi. Lại có người ẩn núp. Những người này, thật vẫn là xảo quyệt à, núp ở xó xỉnh, giống như là trong cống ngầm con chuột. Thân Độ Uyển Nhi nói tới nói lui. Có thể không chút khách khí, nàng giương lên trong tay võ uy thiên kiếm, nháy mắt tức thì, hào hùng kiếm khí muốn nổ tung lên, đem những người đó đường đi tới toàn bộ phong tỏa. Bất quá đối với bọn họ mà nói, cái này là không đau không nhột tấn công thôi. Còn muốn ngăn cản chúng ta, thật là mộng tưởng hảo huyền. Đứng ở trong hư không những người đó, là từ bốn phương tám hướng họp lại thế lực. Có yêu có ma, còn có mỗi cái chủng tộc người tu luyện. Cùng với tất cả đại tông môn trưởng lão, chấp sự. Bọn họ đối với luân hồi thiên kiếm thèm thuồng không dứt. Mặc dù có những người này cũng không biết cái này phóng thích vô cùng uy áp sốt cuộc là thứ gì, cũng không ngại ngại bọn họ tới trộn lẫn một cước. Nếu như nói những người này, liên hiệp lại,
sẽ tạo thành một cổ cực kỳ cường đại lực lượng. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, những người này nâng lên vũ khí vọt tới, nhất thời, ùn ùn kéo đến thất luyện, giống như là cuồng chiều vậy mãnh liệt tấn công tới. Bành! Màu xanh thần liên dẫn đầu tách thả ra, cơ hồ là ở ngắn ngủi ngay tức thì, lại ngưng tụ thành cực lớn thế công. Lăn lăn như nước thủy triều, đào đào tựa như sóng. Những người đó lực công kích độ cực kỳ mạnh mẽ, cơ hồ là ở trong chớp mắt, liền tràn ngập nửa hư không. Bất quá đối với thần độ Uyển Nhi cùng và Tôn Dạ Dung mà nói, đều là phô trương thanh thế mà thôi. Một đám ô hợp đám người, không có viên kim cương cũng muốn tới ôm đồ sứ sống, thật là mộng tưởng hảo huyền. Thần độ Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, nâng tay lên ở giữa võ uy thiên kiếm, sát thời gian chặt chém xuống. Ung ung, toàn bộ không gian đều bị nứt ra một đạo khẽ hở thật lớn, nguy nga vĩ đại, ánh sao vạn trượng. Vô cùng đáng sợ thô bạo nghiêm nghị dưới, hóa thành nồng nặc sao rơi, trong thoáng qua chém ra những người đó ngưng tụ thành thế công. Phịch, xông lên phía trước nhất mấy người kia, nhìn qua uy phong lẫm lẫm, không thể ngăn trở. Nhưng là làm võ uy thiên kiếm kiếm uy hạ xuống lúc đó, thì trở nên được vô cùng bá đạo. Dễ như bớn, chưa từng có từ trước đến nay. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, thần độ Uyển Nhi liền tiêu diệt một nửa người xâm lăng. Những người đó hoặc chết hoặc bị thương, rối rít rơi xuống, trong chốc lát đổi được vô cùng hốt hoảng. Cùng lúc đó, một bên khác Tôn Dạ Dung, vậy hơi ra trong tay thanh liên thần kiếm. Ào ào như gió lốc lớn vậy cuộn sạch. Hai phụ nữ nâng lên thế công, lại có thể ngay tức thì đem những người đó toàn bộ đánh sụp. Nguyên bản còn thanh thế phách lối, lửa cháy mạnh cuồn cuộn một đám người, lập tức khắp nơi tán loạn, binh bại chạy trốn. Cái này còn làm sao đánh? Các ngươi không chịu được như vậy nhất kích, có cái gì mặt mũi tới tranh đoạt bảo tàng? Tôn Dạ Dung mở miệng lúc đó, vậy không chút lưu tình, trực tiếp lên tiếng giễu cợt. Đám người kia mặt bị đánh được bót bót vang dội, trong chốc lát xấu hổ vô cùng. Lúc này bọn họ mới ý thức tới, mình cùng đối phương mấy người tới giữa chênh lệch, không phải dựa vào số người có thể bù đắp. Ngay sau đó, những người đó cũng ảo não chạy ra, từng cái một, nhanh chóng trốn xa xa. Bọn họ biết chân chính chánh chủ còn không xuất hiện. Đúng như dự đoán, đang đợi gần nửa nén nhang thời gian sau đó, hư không chỗ sâu ảo ảnh chậm rãi ngọa nguậy, một đoàn bóng đen nổi lên. Vậy một đoàn bóng đen, phân thể sau đó, huyễn hóa thành mấy cái hư ảo bóng dáng. Những cái kia bóng dáng đứng sừng ở bầu trời bên trong, nhưng lại độc lập bên ngoài, tựa hồ căn bản không bị quấy nhiễu như vậy. Bọn họ tựa như đến từ một cái khác thời không. Đây là người nào? Tựa hồ cho tới bây giờ không có gặp qua. Không biết à, là thái thượng thế giới thế lực sao? Vì sao trước đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Quản hắn là nơi nào? Chỉ cần ra đi đối phó cái này hai phụ nữ là được. Cầm hai nàng này người bắt lại cho ta. Tiếng nghị luận rối rít lên, những người đó thấy cái này mấy đoàn bóng đen khí tức không giống tầm thường sau đó, tinh thần làm chấn động một cái. Bọn họ giơ tay giương chân. Lớn tiếng la lên. Bất quá ai cũng chưa nhận ra được, đây rốt cuộc là từ đâu tới người. Cho đến vậy mấy đoàn bóng đen hoàn toàn lộ vẻ hiện ra lúc đó, đám người mới làm kinh ngạc không thôi. Bởi vì bọn họ giống như là từ địa ngục tới sứ giả, tay cầm màu đen lưỡi liềm, cán đao chỗ còn có xiềng xích lan tràn ra, quấn ở trên tay, thần bí lạnh như băng, xúc cảm âm hàn. Cả người cũng tản ra một hồi lạnh lùng băng xương khí lạnh. Khi có người đến gần xem xét lúc đó, vậy mấy đoàn bóng đen nơi ngưng tụ thành người, chậm rãi quay đầu, bóng tối dưới khôi giáp con người lạnh như băng vô tình, phảng phất là ở giữa đất trời này cứng rắn nhất hàn băng. Sát khí tràn ngập, vô ảnh vô hình. Người vây xem nhanh chóng lui ra bước chân, bốn tản ra. Đối mặt cái này cùng ánh mắt lạnh như băng, bọn họ nhất thời cực sợ. Người tới chính là ám ảnh quân đoàn chiến sĩ, tổng cộng có 8 người. Cái này 8 người giống như là từ tu la địa ngục đi ra ngoài âm sai sứ giả, lấy bọn họ làm trung tâm nghìn mét trong phạm vi, nhà người đều là dùng mình một cái. Cuối cùng có 2 người chính là từ hư không chỗ sâu bước ra tới, tản ra chập chờn, dẫn đãng mảnh thiên địa này, làm tâm thần người kích chiến. Nơi này chính là hạ giới sao? Liền không khí đều là như vậy kém cỏi, cũng khó trách những cái kia con mèo, con chó cửa cũng sinh tồn ở nơi này chỗ, giống như ếch ngồi đáy giếng. Cả ngày không thấy được rộng lớn thế giới.
trong đó một tên mắt tím thanh niên nhàn nhạt nói. Hắn con người cũng là màu tím, tản ra huy hoàng uy nghiêm. Mà một người khác thì có một đầu tóc dài màu vàng kim, con người đồng dạng là nồng nặc màu vàng, ngưng tụ ra hóa không ra uy nghiêm. Cái này hai người là vũ hoàng gia tộc hai đại thiên tài, dắt tay nhau tới. Bọn họ tự luyện tập luyện tới nay, liền một mực ở vào thái thượng thế giới, chưa bao giờ tiếp xúc qua người hạ giới. Vì vậy đối với người hạ giới, bọn họ là xem thường, trong lòng có nơi khinh bỉ. Những lời này đưa tới rất nhiều người ngoại giới căm tức nhìn. Làm sao nói chuyện, đã như vậy xem thường người hạ giới, vậy thì chạy trở về người thái thượng thế giới đi. Đúng, muốn đoạt được luân hồi thiên kiếm nhiều người phải, không kém các ngươi hai cái. Lại còn xem thường chúng ta, cường long không đè địa đầu xà ngươi hiểu không? Tin không tin chúng ta liền khởi thủ tới cầm các ngươi cho đánh lại. Người hạ giới rối rít kêu gào, xem vậy hai người thanh niên vô cùng không vừa mắt. Thanh niên tóc vàng cười nhạt, nhìn hờ hững, đối với như vậy người hạ giới kêu gào, căn bản cũng không để ý. Mà vậy mắt tím thiếu niên, chính là tản mát ra vô tận uy nghiêm. Hắn mắt tím đủ mọi màu sắc, hết sức ánh sáng rực rỡ. Một đám con kiến hôi mà thôi, lại còn như vậy phách lối. Các ngươi có gì tư cách? Mắt tím thiếu niên chấn nhiếp gầm thét, khí thế như sấm. Cái này một giọng, để cho chung quanh không gian hơi thở chấn động không ngừng, sẽ ở đó ngắn ngủi ngay tức thì, ngừng kết thành băng. Linh khí giống như ảo mộng biến hóa băng xương, chỉ cần là ở đó một chút, liền có thể mở ra ngàn đóa vạn đóa sấm chớp mưa bão băng hoa. Bành! Chung quanh những cái kia vực ngoại cường giả, đều là bị cái này cổ hơi thở chấn động đến, không khỏi được hộc máu lui về phía sau, thần sắc rất hoảng sợ. Tên này thực lực lại có thể lớn mạnh như vậy. Phải biết mảnh thiên địa này nhưng mà sẽ đối với thái thượng thế giới cường giả có chút áp chế. Bọn họ vốn còn muốn mở miệng tức giận mắng đôi câu, nhưng nhìn gặp đối phương ánh mắt lạnh như băng sau đó, mắng người nói lại nuốt trở về. Cái này hai người là tới từ thượng giới cường giả, thần thái cao ngạo, thực lực văn hoa, chỉ là đạo này lộ ra ra hơi thở, thì không phải là bọn họ có thể ngăn trở. Rất nhanh, thì có người phát hiện cái này hai tên thanh niên nơi ngực, thêu có một đạo tử kim văn chương. Vực ngoại bên trong, tự nhiên có quen thuộc vạn khư thần điện người, ngay trong bọn họ có người thấy được vậy hai tên thanh niên ngực thêu chương sau đó, đổi được rất kinh ngạc. Cái này, đây là vạn khư, điều này sao có thể? Khó khăn trách móc bọn hắn như thế mạnh mẽ. Những người đó con ngươi, vạn phần chấn động. Bọn họ tu luyện năm tháng cực kỳ rất xưa, cũng rõ ràng vạn khư thần điện trong đó cấp bậc phân tầng. Vạn khư thần điện rất nhiều trong đệ tử, người mặc màu tím đạo bào người, chính là vũ hoàng thế gia dòng chánh đệ tử. Cái này cùng thân phận tự nhiên tôn quý, có thể lấy được vũ hoàng cổ đế chân truyền. Nhưng là cũng không phải cuối cùng hạch tâm. Tin đồn trong đó, vạn khư thần điện còn có bộ phận đệ tử lấy trước ngực tay áo chương là ký hiệu, đại biểu vạn khư thần điện cường đại nhất một nhóm lực lượng, đây mới thật sự là tương lai thiên kiêu. Bất quá những đệ tử kia trong ngày thường đều ở đây tông môn tu luyện, nấp trong bế quan vùng cấm kỵ, như nếu không phải vũ hoàng cổ đế tự mình hạ lệnh, nhất định sẽ không tới khi đến giới. Nhưng hôm nay bọn họ nhưng tới, đủ để gặp được luân hồi thiên kiếm uy lực, liền vạn khư thần điện cũng khá trọng thị. Mắt tím và tóc vàng hai người, chính là vạn khư thần điện bí mật đào tạo tuyệt đối đệ tử nòng cốt, tương lai mỗi một cái đi ra, đều là độc ngăn cản một mặt tồn tại. So với cái gọi là đệ tử chân truyền còn muốn càng tôn quý hơn. Đệ tử chân truyền tuy nói có thể đạt được vũ hoàng cổ đế truyền thừa công pháp, nhưng vậy chỉ có le que mấy người mà thôi, cũng không phải là tất cả mọi người đều có này vậy đãi ngộ. Phần lớn đệ tử chân truyền bất quá là treo đầu dê bán thịt chó, nâng cao mình thân phận địa vị mà thôi, trên thực tế cũng không có tư cách đạt được lão tổ khen thưởng, thậm chí liền gặp mặt một lần cũng tương đối khó khăn. Mà đây hai người đệ tử nòng cốt, chính là thực đánh tại hiện trường thừa kế vũ hoàng cổ đế truyền thừa. Hơn nữa mỗi một người, cũng có một mình đặc thù. Thanh niên tóc vàng cười một tiếng, nhìn về phía hai cô gái, ánh mắt khá có hứng thú. Các ngươi hai người tư chất không tệ, thực lực vậy còn xem được đi qua, liền làm bổn công tử thiếp thân nô tỳ đi. Hắn lười được phản ứng những cái kia người hạ giới, là bởi vì là coi trọng tôn giả dong và thân độ uyển nhi dung mạo và thiên phú. Nghe được người này phải đem mình thu là tỷ nữ, tôn dạ dong cùng thân độ uyển nhi đều không khỏi được ngây ngẩn.
bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Diệp Thần. Mà Diệp Thần cũng có chút ngạc nhiên, các ngươi cũng nhìn ta làm gì? Ngươi có thể thử một chút. Mắt gặp người bên cạnh mình bị người khác để mắt tới, Diệp Thần trầm tư chốc lát, ngay sau đó cười nói. Hai cô gái vậy khẽ mỉm cười, lui qua một bên. Phần này tôn nghiêm, hẳn để cho Diệp Thần tới bảo vệ mới đúng. Thấy Diệp Thần đứng ra, muốn làm anh hùng, thanh niên tóc vàng trong mắt dâng lên vẻ khinh thường. Ước chừng quá chân cảnh, ha ha, thật biết điều, không biết ngươi thấp như vậy hơi thực lực, lấy cái gì cùng bổn công tử đối kháng. Thanh niên tóc vàng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, thực lực có 102 quần hùng, cho dù là ở toàn bộ thái thượng thế giới, vậy gọi là nhất lưu thiên tài. Mà trước mặt cái này, thực lực nhỏ đến đây, lại còn dám hướng hắn phát động khiêu chiến. Há chẳng phải là để cho người cười đến rụng răng. Mắt tím thanh niên hai tay vòng ngực, cười lên, sau đó chính là không chút kiêng kỵ ngửa mặt lên trời cười to. Ánh ban mai để cho, ta nhớ tất cả khiêu chiến người ngươi trong đó, tên này thực lực là yếu nhất chứ. Ngươi nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến của hắn sao? Mắt tím thanh niên mặt lộ khinh thường cười nói. Cho dù Vũ Hoàng Cổ Đế ở bọn họ đi tới hạ giới trước, từng dặn dò qua luân hồi chi chủ khó đối phó, nhưng bọn họ như cũ không để ở trong lòng. Chính là quá chân cảnh tu sĩ mà thôi, giống như con kiến hôi như vậy hèn mọn, há có thể địch nổi bọn họ như vậy thiên kiêu. Hiện tại vừa thấy, hai người càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Thanh niên tóc vàng cười một tiếng, sau lưng hắn ánh sáng màu vàng giống như ngọn lửa như vậy bốc cháy, theo mái tóc dài leo lên đỉnh đầu, ở sau lưng hắn không xa trong hư không, hình thành một đoàn ngọn lửa pháp tướng. Đấu chữ quyết, hỏa thần ma hoàng. Thanh niên tóc vàng trong mắt trong đó, hai tôn ma ảnh dần dần hiện lên. Hắn nơi dùng hết đấu chữ quyết, chính là thiên hạ này hàng đầu sát phạt chiêu. Tầm thường vạn khư thần điện đệ tử, chỉ có thể đem cái này đấu chữ quyết tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, không cách nào lĩnh ngộ hắn chân chính nghĩa sâu xa. Đến bọn họ cái này loại trợ cấp, đi qua Vũ Hoàng Cổ Đế tự mình chăm sóc huấn luyện, đã đem đấu chữ quyết nắm giữ được lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa ở chỗ này cơ sở bên trên, diễn sinh ra liền cảm ngộ của mình. Thiên phú càng cao người, đạt được cảm ngộ cũng càng sâu. Tỷ như thanh niên tóc vàng, bắt đầu từ đấu chữ quyết bên trong ngộ ra được khác thái thượng tu luyện tâm pháp, tại khí hải trong đó, ngưng tụ ra hỏa thần ma hoàng pháp tướng. Dĩ nhiên bọn họ đạt được cảm ngộ, cũng không thể vượt qua ban đầu đấu chữ quyết. Dẫu sao đấu chữ quyết là sát phạt đồ sắc bén, chín tầng trời thần thông, có không thể so sánh thần uy. Chỉ là nói những thiên kiêu này tìm được một loại thuộc về duy nhất một cái giai đoạn mạnh mẽ công pháp, có thể cùng chính thống chín tầng trời thần công hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng lần. Bành! Ngọn lửa màu vàng vây quanh nổ tung, phân bay loạn vũ, thanh niên tóc vàng đi về trước bước ra một bước, trong thoáng chốc, thiên địa lưu chuyển, vạn vật tựa như đều bị thiêu hủy. Luân hồi cửa chung quanh, những cái kia hạ giới tông môn trưởng lão cùng với các phái nhân vật cũng cảm nhận được liền một cổ nóng bỏng, thân thể bắt đầu nóng lên. Bọn họ rất giật mình, nhanh chóng liền bước lui về phía sau. Chỉ có mắt tím thanh niên, cùng vậy tám tên một động cũng không động bóng tối chiến sĩ, còn đợi tại chỗ, không có nhúc nhích. Bất quá khi bọn hắn lui ra sau đó, nhưng phát hiện Diệp Thần cùng ba người vậy như núi nhỏ vậy đứng sừng sững, yên tĩnh không nhúc nhích. Tôn Dạ Dòng phát giác cái này cuồn cuộn nguy hiểm hơi thở, không khỏi lo âu nhìn về phía Diệp Thần. Thần Độ Uyển Nhi ngược lại là lộ vẻ được vô cùng là không có vấn đề, liền đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn. Nàng hết sức rõ ràng Diệp Thần thực lực, nếu như ai chỉ có thấy được hắn mặt ngoài cảnh giới cùng cấp bậc, vậy nhất định thất bại rất thảm. Trước khi vạn khư thần điện đệ tử là như vậy, cân nhắc quyết định chủ là như vậy, Hồng Thiên Kinh lại là như vậy. Những nhân vật này, cái nào ở dưới tình huống lúc đó, không phải thực lực hơn xa Diệp Thần. Nhưng cuối cùng lại bị Diệp Thần đón gió lật bàn, đường cùng nghịch tập. Trước mặt cái này hai tên, sợ là phải nếm chút khổ sở. Ta đi đối phó bọn họ hai cái, các ngươi hai người nghĩ biện pháp mở ra luân hồi cửa. Diệp Thần đối hai cô gái truyền âm nói, ngay sau đó liền đi về phía trước ra, đưa tay nắm chặt, Long Uyên Thiên Kiếm tự động hiện lên. Trong thoáng chốc, huyết quang hư ảnh quanh quẩn ra, giống như cự long mở mắt, nguyên cái thiên địa đều bị tàn bạo huyết quang quét sạch mà qua. Vậy thì xem ai ngọn lửa đốt được càng mãnh liệt hơn. Diệp Thần giơ kiếm hướng trời, huyết quang hướng ngày kim lân khai.
vạn đạo ánh sáng nhất thời xuyên phá liền tầng mây, hóa thành một vòng mặt trời gay gắt, cuồn cuộn rơi. Hư không mở mãnh liệt, mặt đất sụp đổ, cái này một phiến hoang vu không gian, dường như muốn hoàn toàn lâm vào là phế tích. Long Uyên Thiên Kiếm, mặt trời xích hoàng chém. Hai đạo hơi thở phân biệt chiếm cứ giữa không trung. Một đạo thần quang cháy, uy nghiêm tựa như biển. Mà một món khác huyết khí ngất trời, bá đạo nghiêm nghị. Hai cổ hơi thở đụng vào nhau, giống như thời đại viễn cổ Long Phượng đại chiến, gầm thét không ngừng, toàn bộ không gian lực lượng đều bị dẫn động, hóa là điều điều kích động thất luyện, trải qua hồi lâu không ngừng. Thanh niên tóc vàng thần sắc có chút kinh ngạc. Hắn thân là thái thượng thế giới vạn khư thần điện thiên tài, đã là vô số thanh niên trong mắt cường giả, không nghĩ tới lại còn có quá chân cảnh con kiến hôi, có thể trước khí thế trên cùng hắn ngồi ngang hàng. Đối với hắn mà nói, đây là một loại cực lớn làm nhục. Hừ, xem ngươi có thể cứng rắn chống đỡ đến khi nào. Thanh niên tóc vàng hừ lạnh một tiếng, chợt vẫy tay rơi xuống, vậy như hàng dài vậy sôi trào không ngừng thần hỏa, ngang nhiên hạ xuống. Toàn bộ hư không cũng xuất hiện đốt cháy dấu vết, sóng gợn hỗn loạn. Mắt tím thanh niên đứng ở một bên, thần sắc vậy hơi có biến hóa. Hắn vốn là lấy là sư huynh có thể càn quét cái gọi là luân hồi chi chủ, đem dẫm ở dưới chân, lần nữa tạo vạn khư thần điện uy lực. Nhưng bây giờ nhìn lại, cái này cái gọi là luân hồi chi chủ, tựa hồ có vốn để chảnh. Tên này thực lực chân thật, vượt quá nơi này, không nhìn ra mà, linh khí mỏng manh hạ giới, lại có thể cũng có thể ra đời người như vậy. Mắt tím thanh niên nhìn chằm chằm Diệp Thần nhìn một hồi, không khỏi nói. Thanh niên tóc vàng trong mắt ngọn lửa, cháy được càng ngày càng hừng hực. Hắn có thể không cho phép con kiến hôi đánh mình mặt. Tự tìm cái chết. Hắn điều khiển đầy trời đấu khí, phù diêu lên, thẳng lên trời cao, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ súng trường. Cái này cầm súng trường, giống như vực ngoại lai ngọn lửa sinh linh, hết sức cháy, hừng hực không ngừng. Đấu chữ quyết lực lượng trộn trong đó, xen lẫn vô cùng mãnh liệt đấu giết thô bạo, đầy trời ánh sáng rực rỡ, tách thả ra ra. Thanh niên tóc vàng đem đấu chữ quyết tu luyện tới tan biến cảnh giới, trong nhất niệm là được cho gọi ra cường đại đấu khí, là hắn sử dụng. Vậy chiếm cứ trên không trung vô tận thần hỏa, là đấu khí cung cấp, hết sức cháy, cuồn cuộn không ngừng, đùng đùng ầm ầm vang dội. Người xung quanh cảm nhận được liền cái này cổ đấu khí chập chờn, cũng không do được dùng mình một cái. Cái này đấu khí lực lượng, quả thật vô cùng cường đại. Đấu khí hóa thành ngọn lửa, đột nhiên bộc phát ra, long trời lở đất. Liền mắt tím thanh niên vậy lui về sau không ít khoảng cách, tránh được thanh niên tóc vàng cái này một chút tấn công. Kịch liệt thần hỏa cùng như bánh xe sáng chói huyết nguyệt đụng vào nhau, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, nhanh chóng lan tràn, bên tai không dứt. Thanh niên tóc vàng điều khiển vậy cầm súng trường, đột nhiên đánh xuống, nhắm ngay Diệp Thần một người. Diệp Thần dưới bàn chân mặt đất vỡ vụn ra, lan tràn mấy vạn dặm, liền dưới đáy nước đen đều điên cuồng xông ra. Bất quá Diệp Thần nhưng một chút cũng không hoảng hốt. Hắn đối với đấu chữ quyết hết sức hiểu, hơn nữa cũng biết đấu chữ quyết một ít nhược điểm chỗ. Đấu chữ quyết là cái này thế gian cao cấp sát phạt thủ đoạn, nhưng cùng lúc đó, vậy ý nghĩa không tốt nắm trong tay. Đem bạo liệt thế công ngưng tụ ra sau đó, nguy nga xoay tròn lúc đó, chỉ có thể chưa từng có từ trước đến nay, mà không thể ngã nghịch hoặc là lui về phía sau. Vậy mà nói, đấu chữ quyết tản ra uy năng cường đại, đủ để đem kẻ địch chấn động tại chỗ, nhúc nhích không được. Nhưng Diệp Thần há lại không phải người thường. Hắn đã sớm liệu được một chiêu này, trong lòng cười lạnh một tiếng, chợt điều động luân hồi huyết mạch, vậy nóng bỏng nhiệt huyết trong đó, phun trào ra huy hoàng ý chí chiến đấu lực. Thần quang cùng mặt trời gay gắt rằng co chốc lát, sau đó ầm ầm nổ lên. Hai người tới giữa, có thực lực trong cảnh giới chênh lệch, vì vậy như bánh xe mặt trời gay gắt hạ xuống hạ phong, sau đó băng tán thành trần. Bất quá Diệp Thần ngay vào lúc này, lắc mình ra. Hắn hóa là một đạo tật phong, ngay tức thì cướp ra, không có chút nào đình trệ. Đấu chữ quyết mặc dù mạnh mẽ, có thể khuyết điểm đã là như vậy. Nếu như còn chưa đạt tới như vậy cảnh giới, liền không cách nào có tuyệt đối trưởng lực. Hắn lấy Long Uyên Thiên Kiếm là binh, chém ra mặt trời xích hoàng chém, ầm vang dội, để biến mất thanh niên tóc vàng phần lớn uy thế. Còn dư lại dư âm đối hắn mà nói, bất quá là một đĩa đồ ăn. Thanh niên tóc vàng vốn là lòng tin tràn đầy, hắn tin chắc mình một chiêu này, có thể đem Diệp Thần hoàn toàn đánh sụp.
nhưng thiên coi là không bằng người coi là. Kịch liệt chấn động dư âm khuếch tán ra, liền hắn đều không cách nào hoàn toàn thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Người xung quanh càng bị chói mắt kim đỏ song sắc ánh sáng, cho gai được không mở mắt nổi. Ngay tại hắn dự định chạy tới phía trước, dành cho Diệp Thần một kích chí mạng lúc đó, bỗng nhiên lúc này, cách đó không xa có một đạo bóng người thoáng qua, thoáng một cái đã qua, hết sức nhanh chóng, làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Thanh niên tóc vàng còn chưa từ kinh ngạc trong đó phục hồi tinh thần lại, chỉ gặp xuất hiện trước mặt một đạo huyết quang. Bành! Đó là Diệp Thần quả đấm, mang theo bọc hung hãn đỏ tươi lực lượng, không có bất kỳ lộng lẫy phức tạp kỹ xảo, trực tiếp hướng thanh niên tóc vàng đập tới. Thanh niên kia thần sắc nhất thời rét một cái, Diệp Thần một quyền này, hàm chứa cực kỳ hung hãn đạo lực ý. Cơ hồ có thể nói là vận dụng thuần lực lượng của thân thể, cũng không cùng đại lộ sinh ra liên lạc, vì vậy cũng không bị quy tắc hạn chế. Hai người binh nhung gặp nhau, tranh phong tương đối. Thanh niên tóc vàng vận dụng hộ thể linh lực, màu xanh ánh sáng tạo ra, ngưng tụ thành một khối thuẫn giáp, giống như là vỏ rùa như vậy, bền chắc không thể gãy. Đây là hắn mang theo người phòng ngự chí bảo, con rùa linh thần giáp. Thần thông như vậy pháp bảo tuy không có ở đây 33 thiên thái thượng nhóm, nhưng bàn về uy lực, tuyệt sẽ không yếu hơn bất kỳ hạng nào phòng ngự chí bảo. Đối với mình bảo vật, thanh niên tóc vàng lòng tin 10 phần, hắn sẽ chờ xem Diệp Thần ăn tất. Nhưng sự thật thường thường ra hắn ý liêu. Làm Diệp Thần quả đấm cuồng tràn lên lúc đó, khối kia con rùa linh thần giáp gặp phải cực lớn đè ép, lực lượng thần bí đột ngột gian bộc phát ra, tấc vuông tới giữa, hiện ra hết thần uy. Phịch, tầng kia MU rùa bể thành từng cục, theo cuồng bạo khí lưu khắp nơi phân bay. May là lấy thanh niên tóc vàng phản ứng nhanh chóng, thực lực cường đại, cũng không cách nào ngăn cản công kích như vậy. Oanh, cách sơn đả nghiêu, kinh khủng lực lượng lúc này bùng nổ. Diệp Thần trên nắm tay, hội tụ vô cùng luân hồi lực lượng, giờ khắc này, tựa như diễn hóa ra lục đạo luân hồi, thần ma chi niệm, xen lẫn trong đó. Thanh niên tóc vàng giống như con diều đứt dây, bay ra ngoài, đè nổ một tầng lại một tầng hư không. Mà ngay lúc này, Diệp Thần khí hải trong đó, hư bia lực lượng kịch liệt đung đưa mấy cái, đưa tới mênh mông lực lượng, đem thanh niên tóc vàng sau lưng hư không, xé ra một cái kinh khủng kẽ hở. Khoảnh khắc tới giữa, tựa như sinh ra một cái lỗ xoáy đen, hấp lực cường đại nhanh chóng nổ lên, thần bí tồn tại, hoảng sợ xuất hiện. Lại là từng đạo hư không nước lũ. Vậy từ thời không chỗ sâu hiện lên đi ra ngoài lăn lăn nước lũ, đem nuốt mất, trong thoáng chốc không gặp bóng dáng. Chốc lát sau, kẽ hở biến mất, hết thảy lại khôi phục liền bình tĩnh như trước. Toàn bộ cánh đồng hoang vu yên tĩnh không tiếng động, thật là châm rơi có thể nghe. Đám người đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, hoàn toàn không dám tin. Từ Diệp Thần lóe ra một khắc đó trở đi, đến hắn đem thanh niên tóc vàng đánh vào hư không nước lũ, bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian. Mà chính là trong vòng thời gian cực ngắn này, chiến cuộc sinh ra kịch liệt biến hóa. Mắt tím thanh niên cũng là sợ ngây người, đứng ngẩn ngơ giữa không trung, đã sững sờ. Không chỉ là mấy người bọn họ. Liền đứng ở một bên thân Đỗ Uyển Nhi cùng Tôn Dạ Dung vẫy ngây dại. Hai cô gái hai mắt nhìn nhau một cái, tựa hồ là cũng không nghĩ tới, Diệp Thần là có thể bộc phát ra lực lượng lớn mạnh như vậy. Các nàng còn lấy là phải đi qua một phen kịch chiến mới được. Bây giờ nhìn lại, Diệp Thần thực lực vẫn là ngoài bọn hắn ý liêu. Những cái kia ám ảnh quân đoàn chiến sĩ, yên lặng chỉ chốc lát sau, thì có hai người thân hình biến mất không gặp. Ẩn nhập trong hư không, đi tìm thanh niên tóc vàng bóng dáng. Diệp Thần cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, vậy thanh niên tóc vàng bị hắn đánh vào hư không chảy loạn trong đó, không có 10 ngày nửa tháng, là tuyệt đối không về được. Coi như trở về, vậy sẽ người bị trọng thương. Dẫu sao vậy hư không nước lũ có thể không phải là đùa, là thiên địa này ra đời sơ kỳ, cũng đã xuất hiện chảy loạn. Không chịu quy tắc hạn chế, đứng một mình tại thiên đạo gia. Cho dù là mạnh hơn một nhóm người kia đụng phải, vậy được tránh lui 90 dặm. Mắt tím thanh niên kịp phản ứng sau đó, khí tức cả người cũng đổi được 10 phần âm trầm. Ngươi lại có thể chơi âm, hèn hạ vô sỉ. Trong bàn tay hắn tim, chậm rãi hiện ra hai luồng màu tím ma quang. Đã như vậy, vậy ta cũng không sẽ cùng ngươi chơi khách khí. Sư huynh đối ngươi có chút khinh thị, nhưng đến ta nơi này, ra tay chính là sát chiêu. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh.
Mắt tím thanh niên thân hình tại chỗ biến mất, lần nữa lộ mặt lúc đó, trong tay hắn, sấm sét lóe lên, trong chớp mắt không gian văng tung tóe. Lực lượng vô hình, đè sụp xuống, phong tỏa toàn bộ tràng vực. Hắn tu luyện chính là Phạm Thiên Thần Công, trong đó liệt tự quyết. Ở Diệp Thần nơi đối chiến đối thủ trong đó, tu luyện liệt tự quyết Vạn Khư Thần Điện đệ tử, cũng có chút người. Ban đầu Vũ Hoàng Khâu liền là một cái trong số đó. Cường đại nhất liệt tự quyết người tu luyện, dĩ nhiên là Hồng Thiên Kinh. Hắn chỉ một cái có thể liệt sơn sông, có thể vỡ thương khung, nguyên cái thiên địa cũng làm run rẩy. Nếu như nói đấu chữ quyết ở chín chữ to quyết trong đó, lực sát thương xếp thứ nhất, vậy liệt tự quyết thì có thể liệt thứ hai. Liệt tự quyết nguyên từ thời kỳ viễn cổ đồ đằng ngôn ngữ, do cổ xưa hình con voi tiếng nói, diễn hóa tới, cuối cùng trở thành uy lực cường đại chiêu thức. Chân chính đạt tới thái thượng cảnh giới liệt tự quyết, có thể vượt qua thực tế, đột phá đại đạo quy luật, áp đảo thiên địa bên trên. Bất quá từ xưa đến nay, vô luận là đấu chữ quyết vẫn là liệt tự quyết, tu luyện cũng khó khăn trùng trùng, chỉ có Hồng Quân lão tổ một người, đem tu tới viên mãn. Diệp Thần còn đã từng nhớ, Hồng Thiên Kinh đã từng sử dụng qua liệt tự quyết, đem mình dồn đến sắp chết một cước tuyệt cảnh. Vậy chỉ một cái uy thế, giống như thiên phong mất vào tay giặc. Vô số chấn động hơi thở tốc tốc xuống, khơi dậy vạn tầng gợn sóng. Liền liền vậy hư không chỗ sâu khí cơ, cũng theo đó lăn lăn tới. Thời điểm đó Diệp Thần, lấy vì mình sắp chết thảm tại chiều tự quyết dưới, trong lòng có chút tuyệt vọng. Cuối cùng vẫn là thân Đồ Uyển Nhi lấy giá cực lớn động thủ cứu hắn. Diệp Thần nhất niệm đến đây, thu hồi tâm thần, nhìn về phía mắt tím thanh niên. Đối phương cùng thanh niên tóc vàng thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Hai người phân biệt tu luyện một loại tự quyết, hơn nữa cũng diễn sinh ra liền độc thuộc tại chiêu thức của mình. Liệt tự quyết, sấm thần trùy. Mắt tím thanh niên thi triển ra liệt tự quyết sau đó, cũng không ngừng nghỉ, mà là lần nữa hai tay kết ấn, đem toàn thân linh lực ngưng ở một nơi. Hắn tu luyện liệt tự quyết, lấy được cảm ngộ chính là một chuôi do vân tiêu sấm sét ngưng tụ thành cái búa. Cái cây búa này toàn thân do sấm sét tạo thành, chỉ cần mắt tím thanh niên phóng thích tâm niệm. Là được cho gọi ra tới, trong mơ hồ tản mát ra nồng nặc thiên địa oai. Liệt tự quyết vốn là sống ở thiên địa, mạnh hơn thế gian, có nghiền ép thế. Trên cánh đồng hoang vô thương khung, mưa gió biến hóa, lớn tầng tầng mây bị xé ra đạo đạo kẽ hở, đen thui hư không lối đi, nối liền tinh vực. Từ vậy cực nhanh khuếch trương kẽ hở trong đó, đạo đạo sấm sét tụ đến, hình thành một đoàn xoay tròn mây sấm. Cơ hồ mau ngưng tụ thành thực chất tính lôi tương, vô cùng là khủng bố kinh người. Mà vậy đoàn lôi tương thì chậm rãi biến đổi hình dáng, chưa bao giờ quy tắc, đến từ lôi thần trùy thành hình. Kinh thiên động địa sấm thần trùy, đã bao phủ Diệp Thần ở địa phương đó, chỉ cần cuối cùng cho một kích chí mạng, là có thể hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Lúc này mắt tím thanh niên thu hồi phần kia khinh thị chi tâm, hắn cũng không muốn giống hơn nữa thanh niên tóc vàng như vậy dẫm lên vết xe đổ. Ra tay tới giữa, bỗng nhiên thành lôi, không có chút nào thương hại có thể nói. Để cho ngươi xem nhìn cái gì mới kêu làm thái thượng thế giới cao cấp thủ đoạn. Cùng ngươi như vậy thô sơ giản lược công kích thủ pháp so với, không biết cao nhiều ít lần. Mắt tím thanh niên ngửa mặt lên trời gầm thét. Vậy cầm tím trụy ầm ầm hạ xuống, nhất thời tràn ngập toàn bộ chân trời. Gào thét không ngừng, đình trệ không ngừng. Nóng bỏng lôi lực. Để cho được đám người lần nữa rối rít lui về phía sau. Mà lần này, mắt tím thanh niên tăng cường trên mình phòng ngự. Nếu ngươi phải dùng sấm sét đi đối phó ta, vậy cứ đi thử một chút. Diệp Thần vừa nói, trên mặt lộ ra lau một cái thần bí mỉm cười. Bàn về sấm sét phương pháp, trong cơ thể hắn có thể là có hỗn độn thần lôi chấn giữ, không sợ trên đời bất kỳ sấm sét công kích. Trọng yếu hơn chính là, mình thu phục lôi bia sau đó. Vậy có thiên lôi thần mạch. Mặc dù hắn còn chưa nghiên cứu rõ ràng thiên lôi thần mạch tác dụng cụ thể, nhưng tất nhiên khủng bố. Tên này sấm sét trùy, tuy nói là từ liệt tự quyết trong đó diễn hóa tới, nhưng trên bản chất cuối cùng vẫn là sấm sét. Hắn cái gọi là sấm tím trùy, bất quá là một loại bề ngoài phù hoa mà thôi, liền căn bản nhất sấm sét căn nguyên cũng không có chạm đến, ngươi chỉ cần dùng thần lôi công, là được phá giải. Diệp Thần trong ý nghĩ, vang lên hỗn độn lôi đế thanh âm. Mấy tên hỗn độn thần đế hồn thể, từ tỉnh lại sau đó, liền một mực lưu lại ở luân hồi mộ địa trong đó, chưa từng tiến vào ngủ say.
Ta hiểu. Diệp Thần gật đầu một cái, đáp lại. Làm hắn một lần nữa ngưng tụ khí thế lúc đó, hai tay tới giữa, sấm chớp mưa bão ý uẩn bỗng nhiên tách thả ra, sảm tạp một chút hỗn độn thần lôi lực lượng. Cái này lau một cái sấm sét, nhìn như bình thường không có gì lạ, chỉ có trường đao lớn nhỏ, nhưng sấm sét chỗ sâu nơi lưu động một màn kia rực rỡ tươi đẹp màu xanh ra trời, chính là hỗn độn thần lôi nơi bỏ vào. Đi đi. Diệp Thần bàn tay nhẹ nhàng một nhờ, vậy đoàn bay lôi liền bay lên trời. Cùng vậy sấm tím chùy so sánh, cái này một đoàn nho nhỏ sấm sét chính là xem đom đóm gặp được trăng sáng, căn bản không có thể thường ngày mà nói. Nhưng một khắc sau, hai người đụng vào nhau, chấn động tạo nên một phiến mảnh không gian rung động, sấm sét ánh sáng, xen lẫn đánh ra. Chi chít, không ngừng lan tràn, lại ngưng tụ thành một đóa đóa lôi hoa. Cái gì, tại sao sẽ như vậy? Mắt tím thanh niên ngẩng đầu nhìn trời, hơi có chút không tưởng tượng nổi. Hắn sử dụng trung cực phương pháp, lại có thể bị Diệp Thần tùy tiện hóa giải. Ta còn thật cũng không tin. Mắt tím thanh niên cắn răng, muốn lần nữa thi triển ra liệt tự quyết, mượn này tới cho gọi ra chuôi này tử kim thần chùy. Bất quá đối với này, Diệp Thần nhưng là không biết làm sao lắc đầu một cái. Người tuổi trẻ, cuối cùng vẫn là quá nóng này. Ngươi thật cho là sấm sét uy lực không đủ sao? Sai rồi, có chút võ học công pháp, không phải bằng vào trăm học khổ luyện, liền có thể thi triển ra uy lực lớn nhất lôi chiêu. Cái này một tí, ngươi có thể coi được. Diệp Thần nhàn nhạt đứng ở tại chỗ, cong ngón tay bắn ra, chỉ gặp màu xanh đen ánh sáng rực rỡ thoáng qua rồi biến mất, phảng phất là từ rất xa hư không xuyên thấu tới. Trong chớp mắt, giống như là thần sứ hạ xuống, tách thả ra sáng chói ánh sáng, mông lung thêm mơ hồ. Mơ hồ tới giữa, thế gian vạn đạo sấm sét đều phải nghe hắn hiệu lệnh. Mắt tím thanh niên bỗng nhiên cảm giác không thể nhúc nhích. Đó là một loại từ sâu trong đáy lòng sông tới sợ, ngay tức thì truyền khắp toàn thân. Hắn tu luyện lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên không cách nào khống chế tình như vậy tự. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Mắt tím thanh niên, trước mắt hoảng sợ. Nơi này xem cuộc chiến bóng tối chiến sĩ, vậy phát giác chỗ không đúng. Bọn họ thân vì thế hai người hộ đạo giả, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Bất quá còn không cùng bọn họ đến gần, vậy đạo hỗn độn thần lôi hơi thở cũng đã bùng nổ, đem mắt tím thanh niên nắm kéo tiến vào trong đó. Sấm chớp mưa bão vòng xoáy không ngừng lóe lên, hình thành một vòng kịch liệt gió bão. Đó là hỗn độn thần lôi tìm kéo ra chiếm đoạt chi địa, bất kỳ sấm sét đều không cách nào chạy khỏi hỗn độn lôi nắm trong tay. Hắn thành tựu hồng mông gian thì đã sinh ra lôi vật, thần bí phi phàm, vô cùng cường đại, xa không tầm thường người có thể địch. Trận kia hỗn độn không gian một hồi xé, trải qua vùng vẫy sau đó, cuối cùng là phá sập mở. Mà mắt tím thanh niên cùng vậy hai người bóng tối chiến sĩ tất cả đều bay ngược ra tới, thân hình lảo đảo không yên. Bọn họ ở trong đó, bị không nhẹ tổn thương. Mắt tím thanh niên lại là đổi được khá là chật vật, cả thân áo quần vỡ vụn không thiếu. Còn bị mãnh liệt sấm sét cắt ra chi chít vết thương. Ở miệng vết thương kia, ngừng kết mịn sấm sét lực lượng, cho dù hắn vận dụng liệt tự quyết lực lượng, cũng không cách nào đem hoàn toàn trừ. Còn dư lại bốn tên bóng tối chiến sĩ, đều là mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm Diệp Thần, ánh mắt không tốt. Không muốn lãng phí thời gian, các ngươi cứ cùng tiến lên là được. Diệp Thần cười híp mắt nói, thần sắc bên trong, không có phần nửa kinh hoàng. Vậy mấy tên bóng tối chiến sĩ không phải người ngu, bọn họ vạn khư thần điện hai đại thiên tài, lần lượt ở Diệp Thần trong tay gãy kích, đã chứng minh Diệp Thần thực lực phi phàm, xa không một người có thể chống lại. Mà ngay lúc này, xa xa chân trời xuất hiện lần nữa hai cổ chập chờn, phân biệt hình thành hai cái hư không lối đi, thẳng tắp kéo dài, đi thông luân hồi cửa vùng lân cận. Trong đó một nhóm, lấy hai đầu tinh thú tướng lãnh làm chủ, không thiếu cựu Nhật Minh người tới dồn dập. Mang theo cuồn cuộn ma khí. Những tên kia hoặc người hoặc yêu, chủng tộc hỗn tạp, nhưng từng cái một thực lực hơi thở cũng vô cùng là không kém. Cựu Nhật Minh có thể nói là vực ngoại mấy khu vực lớn trong đó mạnh nhất thế lực, có thể cùng thái thượng thế giới trong đó bất kỳ một người nào thế lực cao cấp chống đỡ được. Vì vậy cựu Nhật Minh người, có thể sẽ không đối với thái thượng thế giới người tông môn có cái gì sợ hãi chi tâm. Chắc chắc, không nghĩ tới vạn khư thần điện người tự mình hạ xuống. Đều không cách nào giải quyết vấn đề sao. Xem ra vạn khư thần điện cái này chư thiên vạn giới thứ nhất tông môn danh tiếng, cũng không phải như vậy danh bất hư truyền.
Cựu Nhật Minh bên trong, cầm đầu một đầu ma sói cười nói, lời nói tới giữa tràn đầy giễu cợt. Hắn nửa người trên là chó sói, nửa người dưới là người, khỏe mạnh cao lớn, sinh được khủng bố lạnh người, tay cầm một cái đại đao, uy phong lẫm lẫm, không thể nhất thế. Người này chính là 16 tinh thú trong đó Thiên Sát Ma Lang. Thiên hạ này ma sói sức chiến đấu, cho dù là ở Cựu Nhật Minh thống lĩnh trong đó, cũng là số một số hai tồn tại. Vì vậy ma tổ vô thiên đem hắn phái đi ra. Còn phái ngoài ra một tên phụ trợ hệ tinh thú thống lĩnh, Diệu Ngày Con Bướm. Cái này con bướm đản sanh vu trong tinh không thần bí nhất địa điểm một trong, vũ trụ cấm cốc. Vừa sanh ra liền dẫn có trời xanh chữa thương lực lượng, có thể phụ tá chữa trị trừ độc tố. Nếu như phát triển tới đỉnh cấp, mênh mông sức mạnh to lớn, có lẽ có thể để cho người xương trắng sống lại. Vậy thì tương đương với nghịch chuyển đại lộ quy tắc, đem người từ u minh chỗ sâu chừng cứu lại. Bất quá Diệu Ngày Con Bướm phát triển tới cái này nhất mạch, vậy chỉ còn lại le que mấy con, đều là quy hàng ở Cựu Nhật Minh môn hạ. Trừ Cựu Nhật Minh người ra, còn có hai phụ nữ cũng là từ trong tinh không đi ra. Đương đầu chính là Diệp Lạc Nhi, Triệu Thanh Huyền theo sát phía sau. Trừ cái này ra, còn có mười mấy tên cường đại nguyện vọng thần giáo giáo chúng, đi theo bọn họ cùng tới đây, ngăn cản Diệp Thần đạt được luân hồi thiên kiếm. Triệu Thanh Huyền một bước, hấp dẫn diêm rúa lòe loẹt, nàng vậy đôi mắt đẹp khắp nơi ngắm nhìn sau đó, phong tỏa đối diện Diệp Thần. Ngươi chính là luân hồi chi chủ chứ? Ồ, vì sao thực lực thấp như vậy hả? Triệu Thanh Huyền hoàn toàn không để ý một bên những người khác, tự mình nghi ngờ nói. Diệp Lạc Nhi chính là yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn về phía Diệp Thần, thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu nhưng ôn nhu như nước. Như vậy ánh mắt, nàng chỉ có đối Diệp Thần mới biết lộ ra ra. Ngươi lại là ai? Thiên Sát Ma Lang nhíu mày, không khỏi hỏi. Hắn cùng Vạn Khư Thần Điện người đánh không thiếu qua lại, nhưng mắt tới trước người này, trước đúng là không gặp qua. Ha ha, ta là ai có quan hệ gì đâu? Mọi người đi tới nơi này mục đích không cũng là vì đạt được luân hồi thiên kiếm sao? Lui 10.000 bước mà nói, coi như không có được luân hồi thiên kiếm, cũng không thể để cho luân hồi chi chủ đạt được tay, không phải sao? Triệu Thanh Huyền môi đỏ mọng khẽ mở, cười nói. Rất nhiều thế lực người sau khi nghe nói, không khỏi gật đầu một cái, cảm thấy nàng lời này có lý. Luân hồi chi chủ mới là địch nhân lớn nhất. Diệp Thần trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Đây là tất cả thế lực vây trận mình, thật muốn thiết tim ngăn trở mình đạt được luân hồi thiên kiếm. Luân hồi cửa trước mặt, Tôn Dạ Dòng cùng Thân Độ Uyển Nhi đồng thời động thủ, lại không có thể hóa giải cánh cửa này chỗ kỳ dị. Rào 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 rào. Luân hồi chi chủ, hôm nay chúng ta đồng loạt ra tay, ngươi mơ tưởng được luân hồi thiên kiếm. Mấy thước vuông đội ngũ tới chỗ này, trên căn bản mục đích nhất trí, đi qua ánh mắt sau khi trao đổi, liền đạt thành bước đầu hợp tác hiệp nghị. Dẫu sao bọn họ hiện tại ai đơn độc điều động, ai liền đem sẽ chịu đựng cái khác mấy thước vuông áp lực, cái mất nhiều hơn cái được, ngược lại không như trước liên thủ làm hết luân hồi chi chủ, lại đi sau khi thương nghị mặt trở nên chuyện. Vậy Thiên Sát Ma Lang tuét miệng cười một tiếng, trong mắt nhưng hàm chứa vô cùng hung quang. Thằng nhóc này 5 lần 7 lượt nhiễu loạn Cựu Nhật Minh kế hoạch, sổ nợ này còn không cùng hắn coi là đâu. Há có thể để cho hắn tùy tiện chạy khỏi. Vừa nói, hắn liền dẫn Cựu Nhật Minh người, chen nhau lên, vây lại Diệp Thần mấy người, phong tỏa đường đi. Mà ám ảnh quân đoàn thủ lãnh, một mực yên lặng không nói, đợi được chỉ chốc lát sau, hắn mới xuất thủ lần nữa. Sau lưng ảo ảnh chậm rãi ngưng tụ, lại có mấy chục tên bóng tối chiến sĩ, vô căn cứ hiện lên. Bất quá lần này, bóng tối chiến sĩ chính là hợp thành một cái phương trận, gào thét gian cuồn cuộn mà đi, sát phạt hơi thở quả quyết lại cương liệt. Vậy hai người vũ hoàng thế gia thiên kiêu, bất quá là vũ hoàng cổ đế phái ra tới, rèn luyện một tí thực lực thí sinh mà thôi, đối với bọn họ, cũng không ôm đặc biệt cao kỳ vọng. Ung ung, Triệu Thanh Huyền tay ngọc phung lên. Sau lưng nàng nơi đi theo những người đó, vậy đi về trước đẩy tới. Trong chốc lát nhiều phương thế lực giao hội, mưa gió phun trào, mà ở vào trung tâm vòng xoáy Diệp Thần, thì một chút đều không lộ vẻ phải cấp. Hắn ở chờ đợi luân hồi cửa hưởng ứng. Chỉ có luân hồi cửa có chút đáp lại, hắn mới có thể mở khải hư không lối đi, tiến vào trong đó. Nếu như luân hồi cửa vẫn không có hưởng ứng, vậy bọn họ cũng không cách nào tiến vào nơi này.
mấy đại thế lực cường giả, liên thủ phát động tấn công. Cựu Nhật Minh người dẫn đầu vào tới, Thiên Sát Ma Lang chân đạp hư không, tản mát ra hung thú thần uy. 16 tinh thú trong đó, hắn thực lực đủ để đứng vào trước ba, là xứng đáng không thẹn cao cấp cường giả. Luân hồi chi chủ, Karura thù, liền do ta báo lại, ngươi nhất định phải trả giá ra máu. Thiên Sát Ma Lang một đường bay vút, trực tiếp xé trước mặt hư không. Hắn vậy đôi sắc bén ma chảo, xuyên thấu tới, nghiền ép tầng tầng quy luật. Cuồng bạo sát khí, phóng lên cao, tràn ngập vân tiêu bầu trời, cơ hồ ở trong nháy mắt, liền đem nơi đây nuốt mất. Thiên Sát Ma Lang dẫn đầu xung phong xông trận, giống như là một ngọn núi, càng hoành đẩy tới, cơ hồ không người có thể địch. Mà hắn sau lưng còn đi theo một phiến ánh sáng rực rỡ, đó là Diệu Ngày Con Bướm. Chỉ cần Diệu Ngày Con Bướm ở đây, là được là hắn cung cấp liên tục không ngừng ma lực, trợ giúp hắn khôi phục căn nguyên. Ta tới. Thân Độ Uyển Nhi dẫn đầu dậm chân ra, lúc này nàng, tinh lực dư thừa, tay cầm võ uy thiên kiếm, đi về trước đột nhiên chém tới. Cái này chém một cái, liền để cho vùng lân cận thời không quy luật có chút giãn ra. Bành! Cũng chính là vào lúc này, võ uy thiên kiếm và Thiên Sát Ma Lang hung khí, hung hăng va chạm tới một chỗ. Hai người kịch liệt đụng sau này, chậm rãi tản ra. Mà thân Độ Uyển Nhi thì bay lên trời, lên như diều gặp gió, ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi chiếu nghiêng xuống, để cho nàng nhìn như, giống như một tôn tử viễn cổ chiến trường đi xuống chiến thần. Người đối thủ là ta. Thân Độ Uyển Nhi nhìn Thiên Sát Ma Lang, lạnh lùng nói. Mà Thiên Sát Ma Lang chính là cười nhạt hai tiếng, ánh mắt sắc bén như đao. Chỉ bằng ngươi, một cái con gái mà thôi, có cái gì tư cách tới và ta đánh. Hắn vậy trương giữ tợn thú trên mặt, lộ ra một chút nụ cười khinh thường. Thân Độ Uyển Nhi cũng không có và hắn nói nhảm, trực tiếp hơi ra võ uy thiên kiếm. Kiếm khí cuồn cuộn như nước thủy triều, lăn lăn cuộn sạch. Thân Độ Uyển Nhi kiếm đạo từ trước đến giờ như vậy, ở không quen thuộc đối phương dưới tình huống, trước làm lần đầu dò xét. Đối mặt này cùng kiếm khí, Thiên Sát Ma Lang di một tiếng. Bất quá rất nhanh, hắn liền bị cuồng bạo kiếm khí nuốt mất, kiếm chiêu nổi lên đạo đạo khí lưu, từ bên tai hắn gào thét chạy tới. Thiên Sát Ma Lang được chấn động, trong chốc lát không khỏi được liền lùi lại hơn 10.000 mét, lập định thân hình lúc đó, Diệu Ngày Con Bướm canh giữ ở hắn cỡ đó, thay hắn chặn lại công kích dư âm. Không nghĩ tới một mình ngươi con gái, vẫn còn có này chờ thực lực. Thiên Sát Ma Lang lúc này mới nhìn thẳng quan sát thân Độ Uyển Nhi. Bất quá ở ta trước mặt, người vùng vẫy vẫn như cũ là phí công. Thiên Sát Ma Lang cười lạnh một tiếng, chớp mắt bốc u xanh ánh sáng. Hắn móng vuốt sói giống như lưỡi dao sắc bén, hoảng sợ đánh ra, chạy thẳng tới thân Độ Uyển Nhi mặt. Một chiêu này tới được lặng yên không một tiếng động, vô cùng là mạo hiểm, thân Độ Uyển Nhi thần sắc biến đổi, lập tức vận dụng võ uy thiên kiếm. Sau đó hai người tới giữa, lần nữa bộc phát mênh mông công kích, bàng bạc như sóng chiều, người chung quanh thấy vậy, vội vàng lui về phía sau, căn bản không cách nào tham dự vào cái này cùng chiến cuộc trong đó tới. Võ uy thiên kiếm chính là tám đại thiên kiếm bên trong, uy lực khá mạnh tồn tại, liền liền Thiên Sát Ma Lang, cũng không dám đón đỡ cái này cầm thiên kiếm công kích. Hai người đấu được như dầu sôi lửa bỏng, khó phân cao thấp, mà Thiên Sát Ma Lang ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, thân hình hắn bên trái tránh bên phải tránh, tránh được võ uy thiên kiếm, chính là muốn tìm cơ hội, đối hắn sử dụng đại chiêu. Kim cương tan biến chi đạo. Thiên Sát Ma Lang nhất thời nổi giận, hắn thấp giọng gầm lên, lăn lăn ma khí giống như linh sơn, phóng lên cao, thẳng tới vân tiêu. Trong thoáng chốc, tràn ngập toàn bộ chân trời. Ở hắn cường lực chèn ép dưới, chung quanh đây khí lưu bị rất miễn cưỡng đẩy ra, hình thành một phiến phong bế tràng vực. Liền không khí linh lực cũng bị rút đi, hình thành bịt kín hư không, để cho thân Độ Uyển Nhi hành động đổi được vô cùng là chậm chạp. Nàng nhất thời hoảng sợ cả kinh. Thân Độ Uyển Nhi trước kia cũng không có đối phó qua cái loại này chiêu số, chỉ có thể liều mạng thúc giục huyết mạch trong cơ thể, nhưng không làm nên chuyện gì. Tạm thời tới giữa, nàng không khỏi có chút nóng nảy. Nếu như cần cởi khốn, sợ rằng còn muốn chút thời gian. Nhưng hiện tại cần nhất chính là thời gian à, tiếp tục như vậy nữa, chiến cuộc lập tức sẽ kết thúc. Liền để cho ngươi xem, cái gì là chân chánh thái thượng lực lượng, đối với các ngươi đám này con kiến hôi mà nói, đời này mở một lần tầm mắt vậy là đủ rồi.
Thiên sát ma lang lạnh lùng nói, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Một lát sau, hắn quơ lên móng vuốt, bỗng nhiên giết tới Thân Độ Uyển Nhi trước mặt. Thân Độ Uyển Nhi tạm thời chỉ có thể đem chuôi kiếm giơ ở trước người, chặn lại hắn một kích này. Oanh! Nàng thân thể trong thoáng qua gặp phải hỗn loạn, mắt xem sẽ bị móng vuốt sắc bén kia xuyên thủng. Trong thoáng chốc, một dấu bàn tay lăng không chạy tới, trực tiếp phá vỡ cái này phiến phong bế chàng vực. Nóng nảy khí lưu tràn vào, rốt cục thì để cho Thân Độ Uyển Nhi tìm được thở dốc cơ hội, nàng nhanh chóng lui ra mấy ngàn mét, bày trận mà đợi, bên khôi phục bên xem xét. Mà người xuất thủ, chính là Diệp Thần, hắn phi thân tới, mũi chân ở trong hư không một chút, cả người như tiên dáng trần bồng bềnh, nhưng lại hàm chứa vô cùng khí thế uy nghiêm. Ngươi nếu dám tổn thương nàng, ta tất để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Diệp Thần nhất thời mở miệng, thanh âm mạc vô cảm tình. Hắn lấy ra Long Uyên Thiên Kiếm, ngay tức thì cho gọi ra Huyết Long hư ảnh, mệnh hắn bảo vệ ở Thân Độ Uyển Nhi quanh thân. Huyết Long, tiếp theo nơi này giao cho ngươi. Ngươi cùng Uyển Nhi liên thủ đối phó hắn, ta qua bên kia. Vừa nói, Diệp Thần thân hình liền biến mất không gặp, nhưng trước khi đi vậy không quên cho Thiên Sát Ma Lang hơi ra hung hăng một quyền. Một bên khác, Tôn Dạ Dòng chính là ngăn cản Triệu Thanh Huyền, đối với trước mặt cái này đẹp đến tỏa sáng, nghiêng nước nghiêng thành cô gái, Triệu Thanh Huyền ngược lại là khá có hứng thú. Tay nàng chấp một cái đỏ rực roi, giống như nắm trong tay một đầu lửa cháy mạnh rồng thần. Rất tốt, ta chỉ thích ngươi số tiền này, có lúc và người đàn ông đánh tới đánh lui thật không có ý nghĩa. Triệu Thanh Huyền lè lưỡi, liếm môi một cái, một khắc sau liền biến mất không gặp. Tôn Dạ Dòng thân là Thanh Liên tiên tử người kế nhiệm, cảm giác vô cùng bén nhạy, nàng đi phía bên phải thuấn di nghìn mét. Rồi sau đó nàng nghiêng người bổ một cái, hơi ra Thanh Liên thần kiếm, đóa đóa hoa sen làm thành ma trận, hướng đối phương đi giết, nhất thời xuyên qua thân thể. Thấy một màn này, Tôn Dạ Dòng ánh mắt thay đổi, bởi vì cái này là đối phương lưu lại tàn ảnh. Tôn Dạ Dòng con người hơi co rúm một cái, có thể đây là nàng lại nghe được bên tai truyền đến một giọng nói, hà hơi như lan, mị hoặc nhân tâm. Ngươi là ở tìm ta sao? Tôn Dạ Dòng nhanh chóng né tránh, lui tránh ra tới, kéo ra khỏi một khoảng cách, hoảng sợ phát hiện Triệu Thanh Huyền lại ở bên cạnh mình 3 mét không tới vị trí. Nàng là như thế nào tới đây? Sử dụng vì sao loại thủ đoạn? Không muốn tính toán ta tu vi, dù sao không phải ngươi có thể đối phó. Triệu Thanh Huyền lại là cười một tiếng, ngay sau đó giọng trở nên có chút tiếc nuối. Nếu không phải thiên nữ đại nhân thúc giục phải gấp, ta còn muốn cùng các ngươi cứ việc chơi chơi đây, bất quá hiện tại mà, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Nàng vừa dứt lời, cả người liền lắc mình cướp ra, cường đại lực trùng kích, giống như một đạo hoa mỹ sao rơi, đi thẳng tới Tôn Dạ Dòng trước mặt, đụng ở Thanh Liên thần kiếm trên. Một bên Diệp Lạc Nhi không có ra tay, nàng thần sắc đổi được càng thêm ngưng trọng. Tôn Dạ Dòng mặc dù lợi hại, nhưng Triệu Thanh Huyền nhưng mà Thái Thượng Thiên Nữ đào tạo ra được cao cấp sát thủ, tu vi sâu không lường được, sợ rằng xa ở Tôn Dạ Dòng bên trên. Bọn họ ba người, vừa có thể chống đỡ được bao lâu đây? Diệp Lạc Nhi trong lòng nghĩ như vậy đến, tràn đầy lo âu. Chủ chiến trận trong đó, Diệp Thần một thân một mình nghênh chiến ám ảnh quân đoàn, những cái kia bóng đen một tầng điệp một tầng, đem hắn bao vây. Giống như trong bóng tối âm hồn, hơi thở vô cùng là cường hãn, hơn nữa lộ ra một cổ không đoán ra cảm giác thần bí. Cho dù Diệp Thần thân đánh trăm trận, cũng không có đồng thời bị ba đại chư thiên vạn giới cao cấp tông phái đệ tử đồng thời vây công qua. Vạn Khư Thần Điện, Cựu Nhật Minh, Nguyện Vọng Thần Giáo, cái này ba cái đồ vật khổng lồ, đồng loạt điều động, chính là vì ngăn cản hắn đạt được Luân Hồi Thiên Kiếm. Này cùng khảo nghiệm, có thể nói 10 phần gay gắt. Nếu như đổi thành những người khác, nghe được cái này ba đại tông môn ở giữa tùy ý một cái đuổi giết mình, sợ rằng đều bị sợ xón đái. Nhưng Diệp Thần là ai? Hắn là Luân Hồi Chi Chủ, có chư thiên khí vận bằng thân, sanh ra liền nhất định phải đổ nghịch càn khôn, khai sáng thuộc tại huy hoàng của mình đế đường. Hắn lại làm sao có thể tùy tiện nhận thua đầu hàng? Đây là, ám ảnh thủ lĩnh thanh âm chậm rãi vang lên. Buông tha đi, Vũ Hoàng đại nhân phái chúng ta tới đây. Chỉ là vì ngăn cản ngươi bắt được Luân Hồi Thiên Kiếm, chỉ cần ngươi bây giờ chọn lựa buông tha, lại nữa bước vào vậy trương Luân Hồi cửa, chúng ta liền có thể lập tức rút lui. Vậy cầm đầu ám ảnh thủ lĩnh, vóc người to lớn, khí tức trầm ổn,
giống như vực sâu như vậy không thể dò xét. Hắn lòng bàn tay nhọn có một đoàn hắc quang, chậm rãi ngưng tụ, sau đó kéo trưởng thành một cái màu đen vật kiện. Tựa như sương mù nhẹ nhàng, vừa tựa như thép vậy phong phú, đây cũng là bọn họ mang theo bổn mạng vũ khí, lực sát thương thập phần cường đại. Vũ Hoàng Cổ Đế thì như thế nào, mà Tổ Vô Thiên thì thế nào? Người cản đường ta, ta liền muốn để cho hắn đi trên đường suối vàng đi một lần. Diệp Thần ưỡn ngực ngẩng đầu, ánh mắt từng cái quét qua chung quanh người xâm lăng, tràn đầy nhìn bằng nửa con mắt cùng khinh thường. Hắn trong mắt, chiến ý cháy, ba cây thiên kiếm kỳ xoát xoát vọt ra, treo ở sau lưng. Theo hơi thở dâng lên, chiều dài chợt tăng, giống như ba cây kình thiên cự trụ, sừng sững ở trong hư không. Luân hồi chi chủ có thể bại có thể mất, nhưng tuyệt sẽ không lùi bước. Đây là khắc ở trong xương tín niệm, vậy thì không cách nào xóa nhòa kiêu ngạo. Ám ảnh thủ lĩnh gật đầu một cái, hắn đã biết Diệp Thần ý tưởng, khuyên nữa cũng là vô dụng. Đã như vậy, vậy thì chỉ có chiến đấu. Trong thoáng chốc, ám ảnh thủ lĩnh ra giấu tay, vây ở Diệp Thần bên người bóng tối chiến sĩ, như điên gió vậy lược động, ngay tức thì hóa là ma quỷ, hai tay đánh ra, hướng luân hồi chi chủ vỗ tới. Nhưng bọn họ nhưng bổ vào một phiến ánh sao bên trên, bởi vì Diệp Thần đã triệu hoán ra nguyện vọng thiên tinh, làm phòng ngự. Nguyện vọng thiên tinh ước chừng chống đỡ một phút thời gian, ở chỗ này trong quá trình, hắn lại thả ra tuyết táng tinh trần. Đóng băng lực lượng, nhanh chóng thoát ra, lập tức lan tràn, thuộc về duy nhất 33 thiên thái thượng hơi thở bùng nổ, để cho người bất ngờ không kịp đề phòng. Luân hồi chi chủ, quả nhiên là trời xanh lưng đeo đại khí vận người, thân trong lòng nguyện vọng thiên tinh, tuyết táng tinh thần, thiên kiếm cùng chân quý bảo vật, ở như vậy nghiêm nghị vây công dưới, còn có thể ung dung đối mặt. Ám ảnh thủ lĩnh núp ở dưới mặt nạ gương mặt, thần sắc chấp động, hắn tựa như đã dự liệu được Diệp Thần kế tiếp kết quả. Đen nhánh kia trên lưỡi kiếm, mọc lên chấm ánh sáng lạnh lẽo, vô cùng lạnh như băng nói thì dưới vào trong đó, mang theo một phiến đen nhánh mũi nhọn. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Đêm tối bên trong, từng luồng như có như không hắc khí, dọc theo đo quỹ tích, truyền đến trong cơ thể. Lực lượng cuồng bạo thậm chí để cho hư không cũng mơ hồ muốn sụp đổ. Ám ảnh thủ lĩnh khí thế, chính là đổi được càng phát ra mạnh mẽ. Kiếm trong tay hắn, một mực ở tụ thế. Giống như là quyên quyên tế lưu, tụ vào biển khơi, đi qua đường nhiều, cũng thay đổi được mãnh liệt dâng trào. Ám ảnh thủ lĩnh kéo thanh kiếm kia, trong mắt sát ý bay lên. Hắc ám lực quấn quanh không đi, dường như muốn ở trong nháy mắt xuyên thủng nơi này. Đè bể hư không, hủy diệt hết thảy. Bóng tối vô song kiếm. Ám ảnh thủ lĩnh một kiếm này, mang theo mênh mông hư không hơi thở, trực tiếp khuấy chu vi mấy trăm ngàn cây số vân tiêu, xen lẫn hùng vĩ cự lực. Chưa từng có từ trước đến nay, ngang nhiên rơi xuống. Ở chỗ này cùng kiếm khí chiếm đoạt dưới, Diệp Thần xây dựng đi ra ngoài thiên kiếm phòng ngự trận, lại có thể bị một chút xíu chiếm đoạt. Trận kia hắc khí, thần bí lại mạnh mẽ. Để cho Diệp Thần đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Bốn phía đối chiến người, đều bị cái này cổ hắc khí hấp dẫn, đồng loạt xoay đầu lại, nhìn về nơi này. Vô luận là nguyện vọng thần giáo Triệu Thanh Huyền, vẫn là cựu Nhật Minh Thiên Sát Ma Lang, cũng không khỏi lộ ra một chút cười nhạt. Người khác có lẽ không biết những thứ này bóng tối chiến sĩ là làm cái gì, nhưng bọn họ thân là mỗi người tông môn thành viên nòng cốt, tự nhiên rõ ràng Vũ Hoàng Cổ Đế phái ra ám ảnh quân đoàn tới. Ý vị như thế nào? Ám ảnh quân đoàn, chính là Vũ Hoàng Cổ Đế dưới quyền trực thuộc thân vệ quân, trong ngày thường núp ở trong bóng tối, không hiện núi hạt xương. Chỉ có đến nhiệm vụ trọng yếu để gặp, liền sẽ đi ra ngoài thi hành, lấy sấm rền gió cuốn thủ đoạn giải quyết đối thủ. Ám ảnh quân đoàn mỗi một người chiến sĩ, đều là quan quả cô độc người, không chịu thiên đạo quy tắc hạn chế, cũng không sợ nhân quả tuần hoàn, luân hồi báo ứng. Người như vậy, thường thường có thể trở thành một tên ưu tú tử sĩ. Hiện tại cùng Diệp Thần dây dưa mấy chục tên ám ảnh quân đoàn chiến sĩ, cũng là như vậy. Làm Diệp Thần vận dụng luân hồi lực lượng, muốn lấy này phá cuộc lúc đó, nhưng phát hiện bọn họ vận mệnh căn bản không có cùng thiên đạo liên hệ với nhau. Như vậy thứ nhất, vậy hắn vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, liền mất đi tác dụng. Ngươi một kiếm này, chặt đứt thiên đạo, căn bản cũng chưa có vận dụng linh lực quy tắc lực lượng. Diệp Thần trầm giọng nói, sắc mặt không được tốt xem. Vậy ám ảnh thủ lĩnh cười hai tiếng, giọng có chút trầm thấp, quả thật như vậy, không hổ là luân hồi chi chủ,
có thể điều tra ra ta một kiếm này bí mật, nhưng ngươi biết thì có ích lợi gì? Ngươi cậy vào luân hồi lực lượng, tại ta mà nói, cũng không nửa điểm tác dụng. Ám ảnh thủ lĩnh mặt mũi núp ở mặt nạ dưới, nhưng Diệp Thần giờ phút này có thể cảm giác được, hắn khóe miệng có một màn châm biếm. Diệp Thần không có cưỡng ép khoe tài, mà là nhanh chóng lui về phía sau, muốn phải tránh một kiếm này. Một kiếm này không có dẫn động thiên địa lực lượng, cũng không có câu thông nhân quả, cùng đại lộ cắt ra liên lạc. Nếu như đánh trúng hắn, sợ rằng sẽ đối với luân hồi đạo quả sinh ra không thể nghịch chuyển tổn thương. Cho nên hắn quyết định trước tránh thì tốt hơn. Ngay tại Diệp Thần lui về phía sau thời điểm, ám ảnh thủ lĩnh vậy tăng nhanh tốc độ, tay cầm vậy cầm hắc xà vậy giãy giụa ám ảnh thần kiếm, lăng không đánh tới. Nồng đậm hắc khí hoảng sợ thành hình, nổ tung hư không, phải đem Diệp Thần hoàn toàn áp chế, cuốn vào trong đó, hồn phi phách tán, không còn tồn tại. Diệp Thần trước mắt, đậm đà kiếm khí sình sệt tới cực điểm, áp chế ở đầu người trên, để cho người không thở nổi. Vậy một đạo đáng sợ đậm đặc kiếm quang, đã tới Diệp Thần bên cạnh. Để lại cho Diệp Thần thời gian, còn sót lại ngắn ngủi mấy hơi thở. Ở nơi này một cái chớp mắt, Diệp Thần ngay tức thì mở ra luân hồi mộ địa, mấy đạo hư ảnh bay ra, ngăn ở trước mặt hắn. Oanh! Một đạo lôi quang xen lẫn ra, ngay tức thì tạo thành một mặt thật dày tấm thuẫn. Bành! Mà ở đó lôi quang tấm thuẫn ra, ngọn lửa không gió tự cháy, nhiệt độ nóng bỏng, đốt được cái này mảnh không gian đều có chút biến hình. Hô! Mãnh liệt bão gào thét mà qua, cuốn lên ngàn đống đá vụn, hướng những cái kia bóng đen ngang nhiên đập tới. Phong hỏa lôi ba tên hỗn độn thần đế, đều là từ luân hồi mộ địa bên trong đứng ra, thay Diệp Thần chặn lại trước mắt thế công. Đứa nhỏ, mấy người chúng ta lão gia chỉ còn lại một món tàn hồn, ở luân hồi mộ địa bên trong kéo dài hơi tàn, cũng cùng thiên đạo đã sớm không có liên lạc, vừa vặn có thể đối phó những công kích này. Hỗn độn viêm đế cao giọng cười to, cởi mở nói. Cái khác hai người hỗn độn thần đế, cũng là đồng thời ra tay. Giống như tựa như mộng ma thú như vậy từng bước xâm chiếm mà đến màu đen ám ảnh thần kiếm, gặp phải gió, lửa, lôi tầng ba lực lượng ngăn trở. Có cái này chốc lát thời gian ngăn trở, Diệp Thần được rút đi tới khu vực an toàn, dài thở phào nhẹ nhõm. Ám ảnh thủ lĩnh ngẩng đầu nhìn lại, nhận ra được cái này ba cổ hơi thở sau đó, thần sắc nhất thời có chút ngưng trọng. Cái này ba cổ hơi thở cũng là chặt đứt thiên địa liên lạc, độc thành nhất phái, uy lực không thể khinh thường. Bất quá ám ảnh thủ lĩnh, nhưng vui mừng không sợ. Luân hồi chi chủ, ta đã cho qua ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi rút đi, chúng ta tới giữa là được bình yên vô sự, nhưng ngươi nếu không phải nguyện ý, vậy ta hôm nay liền để cho ngươi xem, vạn khư thần điện bóng tối kiếm đạo, không phải các ngươi có thể chống lại. Hắn nơi cầm kiếm đạo, băng lạnh đến trình độ cao nhất, tựa như vậy vạn năm không thay đổi hàn xương. Diệp Thần thử nghiệm vận dụng ba cây thiên kiếm lực lượng, cùng kêu lên ông minh, rung động không dứt, nhưng không cách nào cắt rời vậy than sền sệt chất lỏng màu đen. Ngươi muốn thương tổn đến chúng ta ba người nhận định tồn tại, còn được xem chúng ta có đồng ý hay không. Ba tên hỗn độn thần đế cùng kêu lên hừ lạnh, vô tận sát ý hội tụ. Đoạn thời gian này xuống, bọn họ cũng cùng Diệp Thần chung sống hồi lâu, từ vừa mới bắt đầu đối Diệp Thần vô cùng là khinh thường, rồi đến sau lộ vẻ xúc động. Bọn họ cố nhiên là một đạo tàn niệm, cũng không có bản thể, nhưng, bọn họ đánh trong đáy lòng cầm Diệp Thần coi thành mình cuối cùng một tên đồ đệ. Học trò gặp nạn, bọn họ làm sao có thể không giúp? Gió, lửa, lôi khí thế cấp tốc leo lên, cùng vậy đoàn sền sệt kiếm khí màu đen, hình thành địa vị ngang nhau thế. Mà Diệp Thần chính là thần sắc như thường, thừa dịp này cơ hội, lùi đến luân hồi cửa bên cạnh. Ba tên hỗn độn thần đế tạm thời giúp hắn cản lại ám ảnh thủ lĩnh, mà ở ngoài ra hai chỗ chiến trường bên trong, Thần Đồ Uyển Nhi cùng Tôn Dạ Dòng cũng là lâm vào quyết chiến. Được mau sớm muốn một cái phá cuộc chi đạo mới là, không thể hao tổn nữa. Diệp Thần trong lòng nghĩ như vậy nói. Mà ngay lúc này, hắn tựa hồ cảm ứng được một cổ thần bí triệu hoán, thần sắc đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn lại, nhìn chăm chú vào cánh cửa kia luân hồi cửa. Từ ngoài mặt xem, luân hồi cửa cũng không biến hóa gì. Nhưng Diệp Thần xuyên thấu qua luân hồi thiên nhãn, có thể thấy cửa chung quanh sông ra uy nghiêm thiên địa dị tượng, khí thế cường thịnh, dường như muốn biến dạng thiên địa. Mà Diệp Thần trong cơ thể luân hồi lực, vậy sinh ra loại nào đó xung động, không ngừng đi trào ra ngoài đi.
ở đó luân hồi cửa trong đó, hình như là có vật gì đang kêu gọi. Cùng là luân hồi huyết mạch lực lượng, nhất mạch tương thừa. Diệp Thần một thoáng thời gian đã tới luân hồi cửa trước mặt, đưa tay tìm kiếm. Trước cứng rắn như thiết, bền chắc không thể phá được luân hồi cửa, giờ phút này lại như giấy cửa sổ vậy, vừa chạm vào tức phá. Diệp Thần tiếp tục thúc giục luân hồi huyết mạch lực lượng, dưới vào trong đó, không lâu sau, trước mặt hắn liền hình thành một cái chậm rãi xoay tròn hư không lối đi, thẳng tới phía trước. Cái cửa lớn này, rốt cuộc mở ra. Diệp Thần thần sắc, nhất thời chấn động một cái. Hắn ngoài mặt tỉnh bơ, rồi sau đó truyền âm cho liền hai cô gái cùng với Tam Đế. Nhưng bọn họ lúc này cũng lõm sâu chiến đấu bên trong, không cách nào tùy tiện thoát thân. Diệp Thần ngẩng đầu, nhìn cái này tôn luân hồi cửa, dần dần đem một món ý thức dung nhập vào trong đó. Nếu ngươi chủ động triệu hoán ta tới, vậy thì phải nghe mệnh lệnh ta. Cộng là luân hồi một thể. Diệp Thần lấy vô cùng ngang ngược tư thái, làm chủ trong đó, luân hồi cửa vừa mới bắt đầu còn có chút phản kháng. Nhưng là Diệp Thần không lưu chút nào tình cảm, trực tiếp lấy huyết mạch lực lượng nghiền ép, lúc này mới để cho nó trung thực xuống. Chợt Diệp Thần tâm niệm vừa động, trực tiếp điều động luân hồi cửa bộ phận hơi thở, giống như sóng biển dâng như vậy, mãnh liệt vọt ra. Lần công kích này không khác biệt, nhằm vào tất cả người. Chu vi 10.000 cây số bên trong hư không, đều là luân hồi sóng biển dâng đến mức, mãnh liệt dâng trào, càn quét hết thảy. Đối chiến người, cũng không khỏi không tạm thời thu tay lại, xây dựng trận pháp phòng ngự, để che ở đây lần luân hồi sóng biển dâng tập kích. Bọn họ bên trong không người nghĩ đến, đây là Diệp Thần nơi điều động một lần công kích. Làm vậy đầy trời sóng biển dâng cuộn sạch ra lúc đó, trong đó còn nghiêng bọc mấy đạo luân hồi nhu hòa lực lượng. Thân Độ Uyển Nhi và Tôn Dạ Dung nhận được Diệp Thần truyền âm sau đó, cũng không có làm ra phòng ngự, mà là mặc cho vậy mấy đạo luân hồi lực lượng đem mình quấn lấy, ngược dòng kéo hồi. Làm Diệp Thần đem tất cả mọi người đều nhận được luân hồi cửa trước mặt lúc đó, chợt mang bọn họ bước vào trong đó. Đi thôi, luân hồi cửa đã mở. Diệp Thần nói nhanh. Hai cô gái nhất thời thần sắc sáng lên, theo Diệp Thần cùng tiến vào trong đó. Không hổ là luân hồi chi chủ, cũng biết ngươi có thể giải quyết. Thân Độ Uyển Nhi nụ cười xinh đẹp, hướng về phía Diệp Thần nói. Nàng cho tới bây giờ đều hết sức tin tưởng Diệp Thần, cho dù là ở vô cùng nguy nan thời cuộc, nàng cũng tin tưởng Diệp Thần có thể đứng ra, cố gắng xoay chuyển tình thế. Mấy lần trước là như vậy, lần này cũng vậy. Thằng nhóc giỏi, việc này không nên chậm trễ, đuổi mau vào đi thôi. Hỗn Độn Lôi Đế vỗ Diệp Thần bả vai, khá là vui mừng cười nói. Mấy người bọn họ không do dự nữa, bước vào trong đó, mà lúc này, một cái sáng chói lối đi bất ngờ hiện lên ở trước mặt, nhô lên ra ánh sáng màu vàng, nhu hòa thêm thần thánh. Cùng bọn họ đi một khoảng cách sau đó, vậy ánh sáng màu vàng mới có thu liễm. Không hổ là trong truyền thuyết luân hồi thiên kiếm, biểu hiện sau đó không chỉ có chế tạo ra liền một đạo lại một đạo phòng thủ kiên cố phòng ngự, hơn nữa còn có như vậy lực lượng hùng hậu. Thân Độ Uyển Nhi không khỏi thở dài nói. Nàng đã từng ở thân đồ gia tộc trong cổ tịch, thấy qua luân hồi thiên kiếm ghi lại, đó là một cái cực kỳ cường đại cổ kiếm, lệ thuộc tại luân hồi chi chủ. Mỗi tương ứng thiên hạ đại loạn, chư thiên vạn giới mưa gió hồi sinh lúc đó, luân hồi thiên kiếm liền xảy ra đời, tìm vậy vừa đảm nhiệm luân hồi chi chủ, hoàn thành giao tiếp cùng chấp trưởng. Nếu như thành công, luân hồi thiên kiếm liền theo luân hồi chi chủ, cộng bước lên đỉnh cấp, cộng chế huy hoàng. Nếu như thất bại, luân hồi thiên kiếm chính là sẽ tìm được một nơi bế quan, đem mình phong ấn, chờ đợi nhất thế người kế nhiệm xuất hiện. Vô luận như thế nào, luân hồi thiên kiếm chọn đời bất diệt, hắn thừa tái lục đạo luân hồi lực lượng, thông suốt cổ kim, là cõi đời này nhất là mãi mãi trường sinh thần binh một trong. Diệp Thần trong máu vậy cổ cảm ứng, càng ngày càng mãnh liệt. Hắn có thể nhận ra được, luân hồi thiên kiếm liền tại tiền phương. Đi ở hư không lối đi bên trong, màu vàng kim quang vũ phân bay loạn vũ, còn có trong suốt cánh hoa, vẫn rơi xuống, đem nguyên cái hư không lối đi chiếu được trói lọi thánh khiết. Khi bọn hắn trước mắt ánh sáng biến mất lúc đó, chính là đi tới một nơi phong cách cổ xưa đồng xanh đại điện. Chỗ này đại điện khá là bát ngát, bốn cây cột chia làm ở đông nam tây bắc, giống như thông thiên trụ, thật cao hùng khởi, sừng sững không ngã. Mà khi bọn hắn đi tới vậy phiến hư không chỗ sâu thời điểm,
luân hồi cửa bên ngoài, những người khác vậy đã tìm đến nơi này. Những người đó tức giận bất bình, lộ vẻ được có chút nổi nóng. Đáng chết luân hồi chi chủ, hắn nhất định là đã cùng luân hồi cửa lấy được liên lạc, mới đến cố ý thúc giục luân hồi lực lượng, mê muội chúng ta tầm mắt. Đi, chúng ta vậy tới nơi này mặt đi, nhất định không thể để cho hắn đoạt được luân hồi cửa. Việc này không nên chậm trễ, nhanh lên đường. Truy đuổi tới đây người rối rít tiến vào luân hồi cửa, bọn họ ngoài miệng mặc dù nói không để cho Diệp Thần đạt được luân hồi thiên kiếm, nhưng trong lòng nhưng đánh những thứ khác tính toán. Bọn họ mặc dù chưa dùng tới luân hồi thiên kiếm, nhưng chứ ngăn cản Diệp Thần đạt được ra, còn có thể đem thiên kiếm bắt vào tay, đưa về tông môn bên trong, giao cho trưởng lão nghiên cứu. Dẫu sao luân hồi thiên kiếm, nhưng mà cái này thế gian chí bảo vật, không là mỗi người cũng có thể có được. Nếu như bọn họ có thể từ trong hiểu thấu đáo ra chút bí mật, có lẽ là được đạt được cơ duyên, từ đó một bước lên trời. Nếu như lại còn cơ duyên nhất định, phá giải luân hồi thiên kiếm hạn chế, mình chấp trường, vậy tất nhiên có cơ hội xưng bá thái thượng. Đi qua mấy vòng đụng, bọn họ rốt cuộc phá vỡ luân hồi bên ngoài cửa bình phong che chở. Kế tiếp, chính là bước lên vậy cái màu vàng kim lối đi, ở đó hai bên đường, màu vàng kim quang cùng rơi xuống, thần thánh thêm mông lung. Nhưng bọn họ đồng dạng là người thân đánh trăm trận, biết trong này nhất định không đơn giản như vậy. Luân hồi thiên kiếm, trên thực tế xảo quyệt cực kỳ, mọi người nhất định phải chú ý, chớ trúng kế. Mới vừa chính là luân hồi chi chủ, dùng chút mưu kế, thành công cứu đi những người khác. Mấy phương nhân mã tiến vào nơi này, thông qua điều này kim quang lối đi lúc đó, trong lòng khá là kinh ngạc. Vì sao đoạn đường này lại sống yên ổn với nhau vô sự, không có gặp phải nguy hiểm gì? Mà lúc này, đã tới trong đại điện Diệp Thần, nhưng cảm giác được bọn họ tồn tại. Diệp Thần ánh mắt hơi đổi, chợt hừ lạnh một tiếng. Muốn bình an vô sự đi vào, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Diệp Thần đã cùng nơi này luân hồi lực lượng lẫn nhau câu thông, sinh ra nhất định cảm ứng, vì vậy liền đem một chút sấm sét lực lượng dung nhập vào trong đó, hơn nữa ngàn lần gấp vạn lần, tiến hành mở rộng. Làm những thứ này sấm sét lực lượng truyền tống đến trong hư không lúc đó, hình thành một tầng có tầng một lưới sét, để cho người bất ngờ không kịp đề phòng, hoảng sợ thất sắc. Chú ý, những cái kia sấm sét tựa hồ cũng không đơn giản, có cực kỳ mạnh lực sát thương lớn. Trước mặt người nhắc nhở, còn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền nghe được oanh thanh âm ùng ùng. Ngẩng đầu vừa thấy, lại là vô cùng ánh sáng, ầm ầm rơi xuống, vào giờ khắc này, sấm sét hóa thân là dã thú hung mãnh, đem đám người vây quanh bao vây, mặc dù có người nhanh chóng phản ứng. Thế nhưng sấm sét thế tới 10 phần hung mãnh, vẫn là thương tổn tới không thiếu cường giả. Diệp Thần muốn, chính là hiệu quả như vậy. Chỉ cần có thể đem bọn họ hơi thêm ngăn trở là được, vì mình tranh thủ một chút thời gian. Hình ảnh lại lần nữa hồi đến trong đại điện, đồng xanh đại điện phong cách cổ xưa tao nhã, lại không mất uy nghiêm, mà tại đại điện chỗ sâu, cũng chính là trung ương, lơ lửng một cái màu vàng kim kiếm. Phong cách cổ xưa ngai vàng, uy nghiêm vĩ đại. Cho dù xa xa cách, vậy có thể cảm nhận được trên đó tản ra lực lượng kinh người. Vậy một hồi triệu hoán thanh âm, càng ngày càng đậm hơn, đổi được vô cùng cường thịnh. Trong sâu thẳm, hình như là có hai cái từ trường lẫn nhau liên kết vào giờ khắc này hóa là lực lượng mãnh liệt, chấn động truyền ra, liền cái khác mấy người cũng cảm giác được như vậy dị tượng. Diệp Thần bàn tay về phía trước lộ ra một bước, chạm tới tầng kia mông lung kết giới. Nhất thời, hắn ý thức. Tựa như tiến vào một người vô cùng hắn rộng rãi thế giới. Nơi đó là một phiến màu vàng kim đại dương, cùng hắn trước nhìn thấy vùng biển chênh lệch không bao nhiêu, loạn thạch xuyên không, sóng lớn chụp san hô, vắt ngang ở trên trời bên trong màu vàng kiếm ảnh, sáng chói chói mắt. Diệp Thần thấy một màn này, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Oanh! Vậy cái hải vực kịch liệt rung chuyển, cuốn lên ngàn tầng vạn tầng linh lực gợn sóng. Một cổ lực lượng thần bí thì phải đem Diệp Thần hút vào trong đó. Hắn không có bất kỳ do dự, trực tiếp đem ý niệm rút ra, trở về bản thể, trước mắt lại lần nữa khôi phục trong sạch. Mà hắn vừa mở mắt, liền gặp được thân Đỗ Uyển Nhi cùng Tôn Dạ Dung, đã tới bên cạnh, mặt đầy lo lắng nhìn hắn. Không có sao chứ? Hai cô gái hai miệng đồng thanh, mở miệng hỏi nói. Tiếp theo hai người sửng sốt một chút, tầm mắt giao hội sau này, nhanh chóng lấy ra. Mới vừa rồi ngươi giống như là bị rút đi linh hồn vậy, đứng ngẩn ngơ ở chỗ này,
ta còn lấy vì ngươi bị người tập kích. Thân Độ Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm, nói. Tôn Dạ Dòng giống như vậy, hiện tại ở bọn hắn trong lòng, Diệp Thần đã trở thành không thể thiếu vậy một phần chia. Ta không có sao, yên tâm đi, chỉ là được luân hồi thiên kiếm triệu hoán, ta cũng không biết rốt cuộc là phúc hay là họa. Diệp Thần trầm ngâm hồi lâu, lên tiếng đáp. Từ bước vào luân hồi cửa bắt đầu, liền một mực có lực lượng thần bí gọi về hắn, lại là hấp dẫn hắn tiến vào nơi này. Tiền bối, các ngươi vậy phát giác, đúng không? Diệp Thần vừa quay đầu lại, thấy ba vị hỗn độn thần đế, đang dừng chân trầm tư, nhìn chằm chằm vậy luân hồi thiên kiếm. Hỗn độn ba thần đế sống sót năm tháng cực kỳ rất xưa, lịch duyệt phong phú, gặp qua không thiếu quang quái lục ly sự việc. Vì vậy bọn họ có thể đoán được, tình huống trước mắt rốt cuộc như thế nào. Đây là dành riêng cho ngươi luân hồi vũ khí, cùng ngươi mà nói, dẫu sao sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, vì vậy ngươi không cần lo lắng. Hỗn độn viêm đế một tay nhờ tai, cân nhắc một phen sau đó, mở miệng nói. Diệp Thần gật đầu một cái, cảm thấy nói có lý. Bất quá theo ngươi mà nói, cái này luân hồi thiên kiếm lấy được độ khó cực lớn, lại từ trước kia mấy đạo bình phong che trở tới xem, tựa hồ có một cổ ẩn bên trong ý thức chi phối trước thanh kiếm này, có lẽ cũng là ngươi cần chinh phục bộ phận. Hỗn độn lôi đế vậy mở miệng nói. Diệp Thần nghe vậy, nhất thời thần sắc như thường. Cường địch ở phía sau, hắn nơi bố trí sấm sét pháp trận không kiên trì được bao lâu. Nếu như vào lúc này tùy tiện thu phục luân hồi thiên kiếm, còn không biết sẽ phát sinh dạng gì biến cố. Hơn nữa hắn vậy lo âu tại chỗ người an nguy. Trong chốc lát, từ trước đến giờ quả quyết tuyệt hắn lại do dự. Thân Độ Uyển Nhi nhìn thấu Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, vì vậy đi hắn bên người đến gần một bước, ôn nhu nói. Chúng ta đi tới nơi này, không phải là vì thu lấy luân hồi thiên kiếm sao? Không cần lo lắng như vậy nhiều, vô luận thành bại hay không, đều đi làm chuyện ngươi. Hết thảy thuận theo thiên đạo mà là. Hỗn độn ba thần đế, chính là đi tới đồng xanh đại điện lối vào. Thằng nhóc, yên tâm đi đi, nơi này có chúng ta chống, chân thực không được, liền đem bên trong cơ thể ngươi hỗn độn thần lôi hoàn toàn dùng đến, đưa tới thiên lôi kiếp, đủ để đem bọn họ ngăn cản cái 30 đến 50 ngày. Hỗn độn viêm đế cười nói. Hắn từ trước đến giờ không sợ trời, không sợ đất, thân ở địa vị cao nhiều năm. Há lại sẽ sợ hãi đám này hạng người xấu. Cho dù hiện tại chỉ còn lại tàn hồn, nhưng cũng không phải những người này có thể tùy tiện xông phá. Hỗn độn lôi đế cùng hỗn độn phong đế không có lời nói, xoay người, lấy hồn thể hình thái, đối mặt mờ mịt hư không. Bọn họ là thiết tim, muốn là Diệp Thần xây dựng dậy một đạo phòng tuyến. Tôn Dạ Dòng vậy gật đầu, biểu thị đồng ý. Đi đi, chờ ngươi lấy được rồi luân hồi thiên kiếm. Bọn họ liền sẽ biết cái gì gọi là làm chân chính đáng sợ. Hai cô gái phân biệt rút ra võ uy thiên kiếm cùng thanh liên thần kiếm, chia nhóm Diệp Thần chừng. Diệp Thần thấy một màn này, trong lòng thoáng qua mọi thứ suy nghĩ, hắn nắm chặt quả đấm, thần sắc vậy chậm rãi từ do dự đổi được kiên định. Hắn bây giờ nghèo rất mồng tơi, nhìn chung quanh mờ mịt, còn muốn khắp nơi phòng bị người khác đánh bất ngờ. Cuối cùng, hay là thực lực không đủ? Nếu như thực lực chí cường, thì có thể hoành đẩy hết thảy, lại sao sẽ như vậy suy đi nghĩ lại. Đối với võ giả mà nói, một viên cường giả chi tâm rất là trọng yếu. Do dự bất quyết, chỉ sẽ trở ngại đạo tâm, trở thành tu luyện trên đường chướng ngại vật. Luân hồi chi đạo, chính là ở giữa đất trời này nhất là thần thánh cường đại võ đạo. Ta có đạo tâm một viên, có thể đạp trời, lấy nhật nguyệt, bình ngân hà, được hư không? Diệp Thần như là lầm bầm lầu bầu, một mình nhắc tới. Hắn thanh âm càng ngày càng lớn, bước chân cũng thay đổi được càng phát ra kiên định. Bành! Khi cuối cùng một chữ, tiếng nói rơi xuống, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo, hắn cả người tiến vào ngoài ra một phiến hư không. Đồng xanh trong đại điện hai nữ hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhỏ không thể tra gật đầu một cái. Các nàng nhất định phải tuân thủ ở trận này. Diệp Thần lần nữa trở lại vậy phiến màu vàng kim vùng biển. Mà lần này hắn lại nữa chủ trừ không tiến lên, mà là hóa là một đạo sao rơi, trực tiếp chạy về phía vùng biển chỗ sâu. Ở nơi đó, có hắn đồ mong muốn. Làm hắn tiến vào trong đó, chỉ gặp vậy bình tĩnh sóng biển nhất thời điên cuồng dòng nước chảy, lại có thể trong mơ hồ thay đổi là đỏ nhạt máu tanh màu sắc. Oanh! Vậy dưới đáy sóng biển giống như là một con cự thú,
liền nhìn chăm chú vào Diệp Thần, cuồng tập tới, để cho người bất ngờ không kịp đề phòng. Đối mặt cảnh này, Diệp Thần như cũ giữ cao tốc chạy nước rút, cùng lúc đó, cánh tay đi xuống hung hăng đè một cái, vậy mênh mông luân hồi lực lượng, theo mạch máu kinh mạch hướng ra ngoài cuồng lưu. Hai cổ huyết sắc lực lượng, một lớn một nhỏ, ngang nhiên đụng, sinh ra cực hạn lực bộc phát. Vô tận gió lớn, hướng bốn phía lan truyền, tẩy rửa trong hư không tạp chất, ngưng tụ thành một tầng mong mỏng bọc nước ối. Mà tầng kia nhàn nhạt bọc nước ối trong đó, lại có thể chậm rãi rạn nứt, lộ ra tí ti kim quang. Rắc rắc, gãy lìa thanh âm, lộ vẻ được cực kỳ đột ngột. Nhưng chính là vào giờ khắc này, Diệp Thần bỗng nhiên lúc này thu được một loại cảm ngộ mới, đó là chưa bao giờ có thông suốt, đem trước khi khẩn trương cùng kiềm chế quét một cái sạch. Chuyện gì xảy ra? Còn ở Diệp Thần nghi ngờ lúc đó, trời bên kia bỗng nhiên lái ra một đạo chói mắt kim lăng ánh sáng, xua tan nguyên mảnh không gian khói mù, rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Ngay tại lúc này, hắn trong đầu truyền đến huyết long thanh âm. Chủ nhân, cái này cổ luân hồi lực lượng, thật giống như khá là không kém. Ta thậm chí cũng muốn đi trước đem chiếm đoạt. Huyết long giống như là một tham ăn, thanh âm trong đó tràn đầy khát vọng. Diệp Thần cũng có cảm giác tương tự, hắn suy tư chốc lát sau, bước đi tới vậy nứt ra màu máu quang vũ trước mặt, tay áo bào một quyển, đem trận kia mưa máu toàn bộ cất vào tay áo gian. Rào 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 rào. Mảnh vỡ hóa là từng tia nhẹ nhàng ánh sáng, chui vào Diệp Thần trong cơ thể, tư bổ hắn thân xác. Diệp Thần nhất thời chỉ cảm thấy được, một hồi nhẹ nhàng lực lượng vào cơ thể, làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Cái này cổ luân hồi lực lượng vừa mới bắt đầu coi ta là cừu địch, mười phần hung mãnh, vì sao lại đột nhiên gian đổi tánh. Diệp Thần có chút không rõ ràng, nhưng vào giờ phút này tăng lên thực lực trọng yếu nhất, hơn nữa trước mặt cái này cổ luân hồi lực lượng, quá mức thuần túy, thật là có thể gặp không thể cầu. Cho nên hắn không chút do dự liền nuốt vào. Còn như có thể hay không nắm trong tay, hắn vẫn là có lòng tin. Thân là luân hồi chi chủ, nếu như không thể nắm trong tay đồng căn đồng nguyên luân hồi lực lượng, đối hắn mà nói, đó chính là một loại sỉ nhục. Cuối cùng, nguyên phiến tan vỡ quang vũ, hóa là thác nước, cạnh tốc chui vào Diệp Thần trong cơ thể. Đồng thời mà đến người được lợi, còn có huyết long, một phần chia luân hồi lực lượng tiến vào nó trong cơ thể, ở luân hồi thiên kiếm không gian bên trong, huyết long trên thân thể miếng vảy không lành lặn, cũng bị cái này đạo luân hồi lực lượng dần dần bổ sung đủ. Huyết long, hiện tại cảm giác như thế nào? Diệp Thần mở miệng hỏi nói. Chủ nhân, mắt ta trước thật giống như xuất hiện chuôi này luân hồi thiên kiếm ảo ảnh. Nó đang kêu gọi chúng ta. Cái loại này cảm giác rất kỳ quái, ta không biết cái này ý vị như thế nào. Huyết long con người híp lại, do dự mấy giây, mới hồi đáp. Vậy thì đúng rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Thần nhận đúng trong hư không một phương hướng, tiếp theo hướng bên kia đi tới. Hắn hiện tại cùng huyết long cùng, được cái này một chút luân hồi lực lượng cho ăn, vậy như vậy thu được cảm ngộ mới. Đang phi hành trong quá trình, một người một rồng cũng cảm nhận được liền từ trong cơ thể thai nghén ra sát cơ mãnh liệt. Phải biết, huyết long ra đời liền cùng giết hại có liên quan, hắn đối với ý định giết người cực kỳ nhạy cảm, thậm chí đối với tại sát cơ cảm ngộ vượt xa bất kỳ tồn tại. Có thể trước mắt ý định giết người, rất cường đại. Mạnh mẽ bên trong lại không cách nào dùng lời nói miêu tả. Đây là... Diệp Thần nhất thời có chút kinh ngạc, làm hắn giơ tay lên lúc chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái kiếm quang. Thanh kiếm này không phải cái khác, mà là thuần túy luân hồi huyết mạch ngưng tụ mà thành. Chợt vừa thấy dịu dàng như ngọc, nhưng thực thì ý định giết người ngầm. Huyết long bóng người nổi lên, đỉnh đầu nó trên dài ra một cây sắc bén sừng rồng. Cùng Diệp Thần trong tay kiếm quang màu sắc giống nhau như đúc, đều là do huyết mạch ngưng tụ thành. Hống! Huyết long ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng chấn động vạn dặm, mà theo hắn thân thể dẫy giụa, còn có vậy một cây quang sừng rồng, tùy ý chém ra, liền đem trước mặt không gian xé ra một đạo thọc sâu vạn dặm kẽ hở. Diệp Thần tùy ý huy động trong tay kiếm quang, hư không chập chờn, cường đại kiếm ý giống như trời cự thú chiếm đoạt hết thảy, lại vậy sinh ra hiệu quả như vậy. Mũi nhọn sắc bén, long trời lở đất. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, hắn suy tư sau hồi lâu, vừa nghĩ đến trong đó mấu chốt. Chúng ta hấp thu chính là luân hồi thiên kiếm kiếm ý. Diệp Thần cơ hồ lấy bình tĩnh giọng. À,
Nhưng không phải còn không có được luân hồi thiên kiếm sao? Thì như thế nào hấp thu kiếm ý? Huyết Long nhất thời có chút nghi ngờ. Diệp Thần cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn viễn không, ánh mắt dần dần đổi được thâm thúy. Ai nói luân hồi thiên kiếm lại không thể phân tán kiếm phong? Ngươi cũng đừng quên, luân hồi thiên kiếm trong đó nhưng mà có chứa thiên đế cốt, cùng huyết mạch ăn thông. Cũng có thể hiểu rõ ý niệm. Nghe lời nói này, Tuyết Long thân rồng nhất thời chấn động một cái. Hoảng hốt tới giữa, hắn tựa hồ vậy nghĩ rõ ràng liền cái gì, vì vậy dò xét tính hỏi. Chủ nhân, ý ngươi là nói, luân hồi thiên kiếm đã có độc lập linh trí, đang chỉ dẫn chúng ta tiến về trước. Diệp Thần gật đầu một cái. Hắn trước đây cùng luân hồi thiên kiếm vậy chưa có tiếp xúc qua, vì vậy không ít chuyện, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Thí dụ như hiện tại, hắn suy đoán hết thảy các thứ này đều là luân hồi thiên kiếm bố trí xong. Một người một rồng lăng không lên, dự định chạy tới vậy phiến hư không. Bọn họ xuyên qua mấy chục ngàn dặm, mà bốn phía không gian chính là đổi được càng ngày càng hư ảo. Rộng rãi mặt biển dần dần biến mất, hướng xuống dưới nhìn lại, chỉ có thể thấy từng tầng sương mù dày đặc, liền phía dưới cùng có cái gì cũng nhìn không biết. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ thời gian, bọn họ rốt cuộc ngừng lại. Bởi vì trước mặt, đã không đường. Vực sâu vạn trượng, ngang trời đứng. Tiếp theo nên đi như thế nào? Giữa lúc Diệp Thần nghi ngờ lúc đó, một giọng nói, không biết từ đâu truyền tới, mười phần xa xưa thần bí. Tiếp tục đi, không muốn ngừng. Đây là đạo thanh âm kia cho ra chỉ thị. Diệp Thần nhất thời có chút nghi ngờ, sinh lòng cảnh giác. Trước mặt nhưng mà vách đá. Tại sao phải để cho mình đi phía dưới vách đá đi? Ở trong đó còn không biết cất giấu thứ gì, nguy hiểm không biết để ngang trước mắt. Huyết Long còn nghi hoặc, cái này vách đá tựa hồ không có bờ bến, không tìm được cuối. Nhưng một khắc sau Diệp Thần trước mắt xuất hiện một món rõ ràng ý thức, giống như là ở chỉ dẫn hắn. Lóe lên luân hồi thiên kiếm chỉ dẫn hắn. Vậy đạo luân hồi hơi thở mười phần thuần khiết, Diệp Thần có thể xác định không phải là giả. Trầm tư chỉ chốc lát sau, Diệp Thần một bước bước ra. Sau đó mặc cho mình thân thể, đi vậy vô tận vách đá rơi xuống đi. Chỉ bất quá hắn tiến vào cái này vách đá sau đó, thân thể không hề bị mình khống chế, ngược lại là thăng lên trời cao, phóng lên cao, giống như vỗ cánh bay lượn như vậy. Một màn này ở máu trong long nhãn xem ra giống như là Diệp Thần tự động bay lên. Chủ nhân, Huyết Long đuổi đuổi sát theo, nó đi lên bay đi, nhưng sử ra lực nhưng là đi xuống mặt trầm. Kỳ quái. Huyết Long suy nghĩ đầu mình tương đối cứng rắn, vì vậy liền đi lên dập đầu. Nhưng chợt nó kịp phản ứng, không đúng lắm. Chỗ này có chút quái dị, vì sao nó hướng lên bay thời điểm, thân thể nhưng ở rơi xuống. Bất quá rất nhanh Huyết Long liền nghĩ rõ ràng. Lưỡng cực trọng lực. Khi bọn hắn đi lên sử lực thời điểm, thân thể liền sau đó nặng, chính là bởi vì phản ảnh hưởng của trọng lực. Nhất niệm hiểu rõ sau đó, Huyết Long chìm xuống đi, đúng như dự đoán, người của nó dần dần bay lên không. Một người một rồng, ở cái này trong không gian hư vô tiếp tục lên thăng. Nhìn qua là đang tăng lên, nhưng thực tế lại là đang chìm xuống. Huyết Long đi theo Diệp Thần phía sau yên tĩnh chờ đợi, hắn không hề lo lắng. Như vậy cao độ, đối với Diệp Thần như vậy thực lực mà nói, cũng không coi vào đâu. Diệp Thần vậy phát hiện cái này một hiện tượng quái dị, bất quá hắn rất nhanh liền thư thái, theo lực lượng phương hướng đi lên đi, xuyên phá liền trùng trùng tầng mây. Dựa theo khuynh hướng này, đột phá tinh không cũng có thể. Rốt cuộc hắn thân thể dừng lại, dương mắt nhìn lên, trước mắt ngân hà đập vào mi mắt. Tầng kia tinh thần thật đang ở trước mắt. Cổ ngữ từng nói, khoảng cách sinh ra đẹp, trên đất bằng tinh thần tỏa sáng lấp lánh, như mộng như ảo, nhưng chân chính đến tinh thần phía dưới lúc đó, cũng chỉ phát hiện bất quá là một chồng phát ra ánh sáng mang tháo đá thôi. Diệp Thần quanh thân, mây mù cuồn cuộn, thật giống như một khắc sau thì sẽ sinh ra thiên địa kỳ cảnh. Diệp Thần coi là tìm được một nơi an ninh thánh địa, cực kỳ thích hợp tu thân dưỡng tính. Mà ở nơi này đám mây tiêu bưng, lại có thể loáng thoáng thấy một nơi đỉnh núi, đã thọt đến nơi này. Diệp Thần dừng chân dừng lại thời điểm, Huyết Long vậy bay lên, hóa thành hình người, thả đứng sóng vai. Chủ nhân nơi này có cái gì? Huyết Long có chút nghi ngờ hỏi. Diệp Thần lắc đầu một cái, thật ra thì hắn vậy không phải rất rõ, nhưng chính là có một loại dự cảm mãnh liệt.
theo một người một rồng đến, nơi đây mây mù lại dần dần tản ra, lộ ra khoáng đạt kiến trúc một góc. Huyết Long lúc này nói, chủ nhân, ta cảm giác được có điểm không đúng, tựa hồ có cái gì tồn tại đang thức tỉnh. Hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn vậy phát giác vậy một hồi hơi thở, tựa như theo mây mù tản đi, từ loại nào đó yên tĩnh xó xỉnh tỉnh lại. Một đạo kim quang hướng dương mở ra, tràn ra tới, chậm rãi hội tụ thành mấy chữ to. Luân hồi có nói, thiên mệnh vô thường. Thấy cái này tám cái kim quang lòe lòe chữ to, Diệp Thần không khỏi được sửng sốt một chút. Thiên đạo vô tình, luân hồi có tình ý, cõi đời này thất tình lục dục, đều là do tim lên, vì sao phải thiên đạo tới quyết định. Ha ha, cái này một giọng nói phong cách cổ xưa, thê lương, còn hàm chứa nhàn nhạt buồn bất đắc chí. Trong thoáng chốc tựa như xuyên thấu rất xa thượng cổ thời không, quanh quẩn ở Diệp Thần bên tai, thật lâu không tiêu tan. Ngươi là ai? Diệp Thần không nhịn được hỏi. Trước mắt màu vàng đại điện, uy nghiêm như biển, vắt ngang ở tây chỗ trống bên trong, tựa như lâm vào trạng thái ngừng. Ta là ai? Loạn đồi táng anh hào, ta đến từ tại hư không chi địa, ra đời ở quỷ quyệt cấm địa, biến mất ở không đáy hắc động. Ngươi muốn biết ta là ai chăng? Nghe đến lời này, Diệp Thần nhíu mày, lâm vào sâu đậm suy tư. Tên này rốt cuộc là ý gì? Lại có thể như vậy trong lời nói có lời. Bất quá một khắc sau, ngực hắn vị trí, một chuôi kim mang bắn ra bốn phía kiếm quang bay ra, phảng phất là được loại nào đó chỉ dẫn. Còn chưa cùng Diệp Thần có động tác, vậy đạo kim mang liền bắn vào kiến trúc cổ xưa cửa trong đó. Mà lúc này giống như là chìa khóa nhập lỗ, mở ra xa xôi thời không môn hộ. Nguyên mảnh không gian cũng sau đó kịch liệt rung chuyển. Oanh thanh âm ùng ùng, từ chân trời chỗ sâu, tràn ngập ra, bên tai không dứt. Đây là... Diệp Thần và Huyết Long nhìn một màn trước mắt, đều sợ ngây người. Nho nhỏ kim mang, hóa là ngút trời lợi kiếm, trực tiếp xuyên thấu mà vào, đem cái này cổ xưa kiến trúc chém là hai nửa. Qua nửa khắc đồng hồ thời gian, cả ngọn núi thể văng tung tóe mở, phân là hai đoạn, to lớn kẽ hở hoảng sợ nổi lên. Vực sâu kẽ hở, ánh sáng thấm ra, tựa hồ có muôn vàn trọng ảnh tử ở bên trong đung đưa, chập chờn lúc đó, uy áp hiện ra hết. Diệp Thần đi vào bên trong, nhưng trong đầu vẫn còn nhớ thần bí nhân kia đã nói qua. Loạn đồi táng anh hào. Mấy chữ này ấn vào huyết mạch hắn trong đó, cùng cả người hòa làm một thể, không thể quen thuộc hơn nữa. Diệp Thần trong lòng, trong mơ hồ nhiều hơn một phần suy đoán. Cái này một tòa cung điện mặc dù bị đạo kim quang kia phân là hai nửa, nhưng đại điện như cũ gìn giữ hoàn hảo, hắn cùng Huyết Long cùng, thu dọn cấp lên. Diệp Thần có một loại dự cảm mãnh liệt, nơi này mới thật sự là đồng xanh đại điện, bên ngoài vậy một tầng, bất quá là giả tưởng thôi. Mà bọn họ du ngoạn đại điện lúc đó, gặp được cảnh tượng bên trong, không khỏi được con người co giúp một cái. Ở trong đó cảnh tượng, có chút kinh người. Một vòng nồng nặc màu máu. Tràn ngập trong đó, phảng phất là địa ngục xâm la. Diệp Thần vẹt ra những huyết vụ này, gặp được đại điện cuối có một nơi ngai vàng. Vậy một tôn ngai vàng, còn có một người. Chỉ bất quá nhưng là người chết. Hắn ăn mặc màu đen kim văn long bào, bị một cái gì xét kiếm sắt đâm xuyên ngực, hung hăng đóng vào ngai vàng. Mặc dù đã chết, nhưng hắn nhưng đang ngồi ngay thẳng, lưng rất được dị thường thẳng tắp. Mà vậy ngai vàng chung quanh. Như cũ lưu lại một chút nhàn nhạt khí tức kinh khủng. Bị xếp hư không, bị nghiền ép quy luật, không một không ra ra, nơi đây từng phát sinh qua một trận đại chiến. Long bào này nam tử cần phải là sau cùng người thua. Nhưng hắn vì sao sẽ ở luân hồi thiên kiếm không gian bên trong? Diệp Thần suy nghĩ mãi không xong, hắn nhích tới gần hai bước, muốn phải thấy rõ long bào người đàn ông tướng mạo. Nhưng mặt của đối phương mục. Nhưng thủy chung dần dần không nhìn thấy ở một phiến mông lung trong đó, cho dù hắn vận dụng luân hồi thiên nhãn, cũng không cách nào xuyên thủng. Huyết Long, người trước kia có từng tiếp xúc qua tương tự hơi thở. Diệp Thần quay đầu lại hỏi nói, bởi vì hắn phát hiện Huyết Long rơi vào trầm tư trong đó, tựa hồ là nhớ lại cái gì. Tất nhiên có một chút đầu mối. Huyết Long nói, chủ nhân, ta cũng không có tiếp xúc qua loại này hơi thở, nhưng ta tổng cảm thấy hắn rõ vẻ mặt có chút quen thuộc. Thật giống như đã từng quen biết. Giống như đã từng quen biết. Diệp Thần nghi ngờ trong lòng càng phát ra nồng nặc. Hắn mới vừa ở trong hư không nghe được nói, chắc là người này lưu lại,
trong đó tràn đầy không cam lòng, oán niệm cùng với hối hận. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra dạng sự việc, mới biết để cho này nhóm cường giả sinh ra như vậy nhiều thay đổi tâm trạng, ở sau khi chết như cũ quanh quẩn ở chỗ này, không cách nào tản đi. Diệp Thần từ phía sau vòng qua tới, gặp được vậy ngai vàng sau lưng là một phiến trống rỗng hư không. Hơn nữa ở ngai vàng kẽ hở trong đó, còn có máu tươi tí tách chảy ra, tụ vào vậy phiến sâu không thấy đáy không gian, không biết lưu đi phương nào. Máu tươi kia không phải đỏ thẫm, ngược lại hắc đến vô cùng thuần túy. Chỉ là xem một chút, liền có thể để cho trong lòng người phát hoảng. Từ cảnh tượng như vậy tới xem, ngai vàng tên này thần bí nam tử rơi xuống thời gian, sợ rằng đã du lâu vạn năm. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao chết ở chỗ này? Lại là ai có thể ở luân hồi trong không gian giết chết hắn? Mà hắn cuối cùng lưu lại oán niệm lời nói, lại là như thế nào chuyện xảy ra? Diệp Thần trong lòng cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Đứng ở sau lưng hắn Huyết Long mở miệng nói, chủ nhân, ta biết là lạ ở chỗ nào, từ ta trong lòng mà đến vậy cổ cảm giác quen thuộc, khởi nguyên từ huyết mạch. Diệp Thần tâm niệm vừa động, chợt mang Huyết Long đi tới mặt bên, làm hắn thấy giọt kia rơi máu tươi màu đen lúc đó, trong mắt nước mắt một tí tuôn ra ngoài, tựa hồ là không bị khống chế vậy nhô lên. Đúng, chính là cái này cổ huyết mạch, cùng trong cơ thể ta luân hồi cầm máu có chút liên quan, ta có thể cảm ứng được nó tồn tại, hơn nữa hô ứng cực kỳ mãnh liệt. Huyết Long gắt gao nhìn chằm chằm vậy một giọt lại một giọt rơi vào hư không màu đen máu, chắc chắn địa đạo. Cái này một tí, để cho Diệp Thần sinh ra không nhỏ nghi hoặc. Tại hắn mà nói, cũng không có cái loại này phương diện huyết mạch đồng tình cảm. Ngược lại, khi nhìn thấy liền cắm vào nam tử ngực thanh kiếm kia sau đó, Diệp Thần ngược lại có một hồi quen thuộc. Thanh kiếm kia đã rỉ sét, nhìn qua cũng không phong phú, cũng không sắc bén, cùng tầm thường kiếm sắt cũng không khác gì nhau. Nhưng chính là thanh kiếm này, mất đi liền ngai vàng người đàn ông này tất cả sinh cơ. Diệp Thần sơ lược phán đoán, cái này nam tử khi còn sống ít nhất là thiên quân cấp bậc thực lực, cho dù bị kiếm sắt đâm xuyên qua tim, nhưng tu luyện tới một cấp này đừng, dù là chỉ còn lại có một giọt máu cuối cùng, cũng có thể dục hỏa sống lại, niết bàn đứng. Cái này vạn năm qua, chính là thanh kiếm này, đem chàng trai thân thể cùng linh hồn toàn bộ đóng đinh, để cho hắn chỉ có thể ở thống khổ cùng trong đau khổ dần dần chết đi. Những cái kia máu tươi hóa là màu đen cũng là như vậy. Bởi vì bản thể đã mất đi sức sống. Mà lúc này, hoàng lão thanh âm truyền tới. Thằng nhóc, ngai vàng cái này cái thân xác, trước khi chết có lẽ có thể xưng là vô địch. Diệp Thần biết hoàng lão kiến thức rộng, kinh văn lời ấy, không khỏi có chút ý động, liền truy hỏi nói, hoàng lão tiền bối, ngài lời này là ý gì? Ha ha, người này bị thanh kiếm kia phong bế con đường sống, biết được mình không cách nào chạy khỏi. Nhưng thân thể còn thừa lại lực lượng còn chống đỡ hắn sống hồi lâu, người xem hắn bộ mặt lực lượng cấm kỵ còn chưa loại trừ, đó chính là thân xác tự động ngưng tụ thành một tầng phòng ngự. Thân là lúc còn sống đế hoàng, hắn có lẽ không muốn bị người thấy mình sau khi chết như vậy bộ dáng thê thảm. Đi qua hoàng lão như thế vừa giải thích, Diệp Thần phát hiện quả thật như vậy. Thằng nhóc, như người muốn đổi được mạnh hơn, có thể nghĩ biện pháp lấy ra cái này cái thân xác. Đem bên trong cơ thể ngươi tất cả luân hồi máu cũng chuyển tới ở trong đó đi, là được lập đột phá. Trở thành thiên quân. Hoàng lão lại cho ra một cái đề nghị. Diệp Thần nghe vậy, chính là lắc đầu một cái. Cho dù từ trên lý thuyết mà nói, sự thật quả thật như vậy, nhưng hắn không cần thiết vì nho nhỏ này tạm thời thực lực, mà lựa chọn yết mầm giúp dài. Ở lần nữa dung hợp trong quá trình, còn không biết sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ, dẫu sao luân hồi máu vô cùng mạnh mẽ. Không phải mỗi một cái thân thể cũng có thể chịu được. Trời xanh luân hồi thần thân thể ứng vận nhi xanh, vâng chịu vượt qua thiên đạo ý chí, tương lai hạn mức tối đa không cách nào lường được. Diệp Thần dĩ nhiên sẽ không như vậy ánh mắt thiển cận. Bất quá hoàng lão cũng chỉ là chỉ đùa một chút thôi, hắn cũng biết Diệp Thần thân thể cường hãn, tuyệt sẽ không dễ dàng thay đổi. Diệp Thần thở dài. Nếu như có thể đem cái này cái thân thể lấy ra, chế tạo hình một người đồ đựng, lại đem luân hồi mộ địa ở giữa một ít thần hồn bỏ vào tới, sợ rằng lập tức liền sẽ đột phá cực kỳ là cường hãn cảnh giới. Dĩ nhiên, trong này còn cần rất nhiều thủ đoạn phụ trợ, tỉ như linh dược, linh thảo, bảo khí, đều là thiếu một thứ cũng không được. Ta biết thằng nhóc ngươi không tốt như vậy lắc lư, ha ha, nếu là có cơ hội ta cũng muốn dung nhập vào cái này cái thân xác,
nhưng hiện tại tới xem thân thể này thừa tái không nhỏ oán nghiệp, cưỡng ép dung đi vào chỉ sẽ gặp phải cắn trả, khi đó coi như cái mất nhiều hơn cái được. Hoàng lão ha ha cười nói. Diệp thần đối với lần này, thần sắc đổi được nghiêm nghị đứng lên. Vô luận ngai vàng cường giả là ai, lúc còn sống hành động đã thực hiện là đúng hay sai. Chỉ là đối mặt cái chết phần này ngạo nghễ cùng cương nghị, liền đủ để cho người tự nhiên dậy kính. Từ xưa đến nay, cường giả chân chính dù là tử vong, đều là đứng chết, chưa bao giờ sẽ khom người uốn gối, ủy khuất cầu toàn. Coi như cái này cái thân thể rất tốt dung hợp, ta cũng không sẽ đem hắn làm của riêng. Người này khi còn sống cần phải là một đời hào kiệt, cao nhất đế quân, cho dù chết, cũng không nguyện ý co giúp, như vậy có thể gặp hắn ý chí cường đại, người bình thường cùng căn bản không cách nào so sánh. Chư thiên vạn giới, người mạnh là vua, cho dù là chết, mọi người cũng chỉ sẽ tôn kính cường giả chân chính. Một bên huyết long cũng là âm thầm gật đầu, cảm thấy kính nể. Cường giả chân chính tới giữa, cũng có tâm ý tương thông điểm. Ha ha, võ đạo thế giới đã là như vậy, người mạnh nhận người mạnh, tự có núi cao đồi. Chỉ có mình không ngừng thúc giục, không ngừng chui luyện, mới có thể lưu một cái mạng. Hoàng lão lời nói tới giữa, tràn đầy thổn thức xúc động. Diệp thần nhìn vậy ngai vàng thi thể, trong lòng không có từ trước đến nay có một hồi vẻ bi thương, hắn từ không gian cất đồ bên trong lấy ra một bình rượu, còn có hai ly rượu. Tiền bối, ta không biết ngươi vì sao chết ở luân hồi không gian bên trong, chắc hẳn có nguyên nhân khác, bất quá vậy cũng không trọng yếu, một ly này, ta mời ngươi bất khuất cùng khí tiết. Diệp thần xách bình rót rượu, đem ly rượu rót đầy. Sau đó chậm rãi vẩy ra liền một ly rượu, hạ xuống ngai vàng trước điện. Mà chính hắn chính là uống một hơi cạn sạch. Uống hết rượu sau đó, Diệp thần dự định rút ra vậy cầm dỉ xét kiếm sắt. Nơi này đồng xanh đại điện, trừ thanh thiết kiếm kia ra, cũng không có những thứ khác vật kiện. Diệp thần chính là muốn thử một lần, kiếm này rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Nhưng vào lúc này, một đạo sang sảng tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền tới, tràn ngập ở toàn bộ đồng xanh trong đại điện. Không sai, thằng nhóc người vậy coi là có tình có nghĩa, một ly rượu này ta nhận. Diệp thần nhất thời làm sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại, hồi âm lượn quanh lương, phiên quyển không tiêu tan. Làm Diệp thần đưa mắt thu lúc trở lại, thần sắc nhưng là đột nhiên biến đổi. Bởi vì vậy trên ngai vàng người, lại động. Không chỉ có động, thậm chí còn rời một khoảng cách, mà một mực bao phủ ở hắn khuôn mặt lên vậy đoàn sương mù, vậy dần dần tản đi, lộ ra một tấm hai màng tang nhỏ trắng người đàn ông mặt mũi. Ngai vàng bóng người, hơi thở hồi phục, lại chậm rãi tỉnh lại. Một màn này để cho Diệp thần giật mình không thôi. Hắn không cách nào phán định người này trước mặt rốt cuộc là thật là xấu xa, đối hắn phải chăng có địch ý, vì vậy nhanh chóng lui về phía sau, và huyết long đứng sóng vai, kéo ra dáng điệu chiến đấu. Bóng người kia trong mắt hoàn toàn mở ra, thả ra một đoàn chiếu sáng thế gian ánh sáng màu vàng. Khi nhìn thấy cái này đoàn kim quang thời điểm, Diệp thần vậy cảnh giác thần sắc dần dần thối lui, thay vào đó, là không thể tưởng tượng nổi khiếp sợ. Cùng lúc đó, một chỗ khác đồng xanh trong đại điện, bộc phát kịch liệt chiến đấu. Từ bên ngoài xông vào các thế lực lớn cường giả, rối rít vận dụng trong nhà bản lãnh, định xông qua cửa ải này. Nhưng ba đại hỗn độn thần đế liên thủ, bày ra một đạo phong lôi hỏa trận. Gió, đại biểu tốc độ cực hạn, cuồng cuốn tới, ở nơi này đồng xanh cửa đại điện miệng, hoảng sợ thành hình. Lôi, đàn xanh vu vân tiêu tới giữa, đột nhiên hạ xuống, cùng cái này hư không liên làm một thể. Lửa, tựa như có thể cháy thế gian hết thảy, quanh mình ngàn dặm, nhiệt độ lên cao, vạn vật đốt tuyệt. Cái này ba đạo hỗn độn lực lượng ngưng ở nơi này, cứ việc không có ở đây trạng thái tột cùng, nhưng cũng sinh ra chấn động không nhỏ. Thân ở đồng xanh bên ngoài đại điện mấy tên cường giả, ai cũng không có cách nào phá vỡ bọn họ bày ra trận pháp phòng ngự. Dĩ nhiên, vậy không có cách nào thấy che giấu thân hành động hỗn độn ba thần đế. Bọn họ lấy làm cho này là Diệp thần bày ra trận pháp, trong chốc lát, rối rít ngạc nhiên không thôi. Trận pháp thật là cường đại, cổ lực lượng này tựa hồ cũng không thuộc về chư thiên vạn giới. Thiên sát ma lang cảm giác 10 phần bén nhạy, hắn vậy đôi lục sâu kín thú đồng nhìn chằm chằm phong hỏa lôi trận, nhất thời trầm giọng nói. Không cần hắn làm qua mạnh bao nhiêu điều, Triệu Thanh Huyền vậy đã nhìn ra vấn đề ở chỗ. Một bên khác, Vạn Khư Thần Điện hai người cao cấp đệ tử nòng cốt,
lúc này đã khôi phục thực lực, vừa vặn đi tới nơi này. Nếu như bọn họ không cách nào tiến vào đồng xanh đại điện, cũng không thể lấy được luân hồi thiên kiếm. Như vậy tới một cái, bọn họ chuyến này mục đích cũng chỉ mất đi ý nghĩa. Nếu không chúng ta liên thủ đi, chỉ có liên thủ mới có thể phá được đại trận này. Tên kia bị áo bào đen bao phủ ám ảnh thủ lĩnh chậm rãi nói. Những người khác suy tư hồi lâu, không lâu sau, vậy gật đầu đáp ứng. Hiện tại cưỡng bức tình thế, bọn họ mới liền khởi thủ tới, đánh vỡ cái này cùng đại trận. Cùng đi vào bên trong sau đó, lại đi bàn phân phối cũng không muộn. Đến lúc đó chính là bằng bản lãnh của mình. Chỉ như vậy, mấy phương chư thiên vạn giới thế lực cao cấp, đạt thành trên đầu môi hợp tác. Bất quá cái này hợp tác hiệp nghị rốt cuộc có hay không dùng, liền chờ đột phá trận pháp này sau lại xem. Mấy nhóm người tất cả mang ý xấu, lấy ra trên mình mạnh nhất vũ khí. Phịch, oanh, đồng xanh cửa đại điện bên ngoài, tất cả loại phá sập tiếng, bên tai không dứt. Bọn họ đều là thiên quân cấp bậc cao cấp cường giả, hôm nay đang đứng ở thực lực trạng thái cường thịnh. Kim quang diệu thế, ma vân lăn lăn, trong thoáng chốc thiên địa đột biến, mưa gió kích động. Hỗn độn ba thần đế thân đánh trăm trận, vô cùng mạnh mẽ, nhưng hiện tại bọn họ vậy cảm thấy cố hết sức. Dẫu sao chỉ còn lại một món tàn hồn, sao nhưng đối với kháng mãnh liệt minh mông lực lượng. Bọn họ có thể làm được, chính là trì hoãn thời gian. Đứng ở trong đại điện tôn giả dòng cùng thân độ uyển nhi hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đồng thời ra tay. Một thanh thần kiếm, một cái thiên kiếm. Cuồn cuộn kiếm khí, xông lên đi về trước phương. Chiếm cứ ở đó phong lôi hỏa trận bên trên. Đủ mọi màu sắc ánh sáng rực rỡ, tràn ngập ở cái này ở giữa thiên địa, nhấc lên một tràng lại một trận linh lực gió bão. Trong thanh đồng thần điện bên ngoài đấu được như dầu sôi lửa bỏng, tình huống chiến đấu kịch liệt, mà ở nơi này hư không nội bộ, Diệp Thần cuối cùng là thấy rõ ngai vàng bóng người kia chân thực hình dáng. Nhân khí nọ độ phi phàm, uy vũ anh tuấn, trên mình hắc kim long bào tản mát ra đạo đạo quang văn. Hiện lên hắn qua lại thân phận. Ngươi không cho ta rót nữa ly rượu sao? Thần bí kia người đàn ông ngực còn cắm thanh kiếm, hắn chỉ là đứng lên cũng đã mất rất nhiều khí lực, không cách nào thoát đi cái này cầm ghế ngồi. Thanh kiếm kia còn bao ở hắn ngực, vì vậy hắn còn không cách nào thoát khỏi nơi này, tự do đi đi lại lại. Hắn chia tay ra, cái đó cái ly không liền trôi lơ lửng ở trước người của nó. Diệp Thần trần chờ hồi lâu, nhưng vẫn là đi tới. Đi hắn trong ly rót đầy rượu, ngay sau đó lại vì mình thêm một ly. Tâm tính của ngươi cũng không tệ lắm, gặp được xem ta như vậy người chết, lại còn có thể ung dung ứng đối. Thần bí nam tử có nhiều hăng hái đánh giá Diệp Thần, trong mắt ẩn chứa ý vô tận giống nhau. Hai người cùng ly một cái, rồi sau đó đem rượu uống một hơi cạn sạch. Tiền bối, xin hỏi ngươi thân phận là? Diệp Thần có chút nghi ngờ hỏi. Vậy có trọng yếu không? Thần bí người đàn ông ngược lại đáp. Diệp Thần cau mày, rơi vào suy tư. Thần bí người đàn ông nói, bằng cho ngươi mượn linh trí, cần phải đã đoán được ta thân phận mới đúng. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc đổi được khá là kinh ngạc. Thần bí người đàn ông khẽ mỉm cười. Đối, có lẽ chính là như ngươi nghĩ như vậy, thật ra thì nhục thân của ta cùng thần hồn đều đã biến mất, hiện tại còn dư lại bất quá là một món chấp niệm mà thôi. Vậy hoặc giả là ta vẫn không có đến khi muốn thấy người kia, cho nên mới không chịu hồi quang phản chiếu. Thần bí người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua vậy cánh cửa, không biết thiếu nhìn vào phương nào. Hắn ánh mắt không có cuối, giống như tinh thần biển khơi như vậy, mênh mông bao la. Diệp Thần lặng lẽ đứng ở một bên, hắn quả thật không cách nào từ thần bí người đàn ông trên mình, phát giác bất kỳ sinh linh hơi thở. Từ thân xác đến linh hồn. Không một không phải mất đi thành trần. Bây giờ ý thức, bất quá là dùng chấp niệm khổ chống thôi. Diệp Thần suy tư sau này, thần sắc nghiêm túc, mở miệng hỏi nói, tiền bối, năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra sẽ để cho ngươi bị khốn đốn nơi này, hơn nữa ngươi thân phận lại từng là cái gì? Hắn ném ra liên tiếp vấn đề sau đó, liền yên tĩnh chờ đợi. Nếu như muốn biết năm đó chân tướng, liền muốn do người này trước mặt tự mình nói ra. Người đã chấp trưởng bộ phận luân hồi, so với tiên nhân mà nói, thực lực đã rất nhiều tăng tiến. Nhưng người muốn rõ ràng, cái này thế gian có thể được gọi là yêu nghiệt thiên tài, cũng không chỉ một mình ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải đổi được mạnh hơn,
theo ta đi. Thần bí người đàn ông nhàn nhạt nói, mang Diệp Thần đi tới vậy ngai vàng chỗ sâu không gian. Mà ở chỗ này Diệp Thần gặp được lóe lên văn bia, phía trên kia ghi lại chữ viết, để cho hắn đột nhiên cả kinh. Luân hồi cửu thế sách. Vì sao sẽ ở chỗ này? Hắn thân thể lăng không dâng lên, mà nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, luân hồi huyết mạch uy áp, hiển lộ ra. Thứ nhất đời, sinh linh vạn vật trở. Thứ hai đời, minh đỉnh tuổi trần giới. Đệ tam thế, loạn táng sống anh hào. Thứ tư đời, vùng biển tích chữ tường long. Thứ đời năm, thần minh khiếu chín tầng trời. Đời thứ sáu, phòng hoa hệ thương minh. Thứ bảy đời, quỷ trung xem bàn thờ thần. Thứ tám đời, khí phách ngàn lớn tuổi. Thứ cửu thế, luân hồi dò cửu tiêu. Diệp Thần đối với một vòng này thiên thư, vẫn là con số bất quá, tại là theo chân văn bia lên chữ viết, dần dần ngâm tụng, phát ra thê lương cổ xưa thiên đạo thần âm. Mỗi một đời, đều là một lần đối chư thiên vạn giới kêu gào. Bá đạo vô cùng luân hồi hơi thở, ngắn ngủi ngay tức thì, ngang trời đứng. Vắng lặng ý, nhất thời cuộn sạch mở ra, tiêu điều thê lương. Phong cách cổ xưa ý giống như nước sông cuồn cuộn. Chín cái luân hồi, vậy ý nghĩa chín đoạn truyền kỳ trải qua, cuộc bể dâu, bất quá một cái chớp mắt, mặc nó thần ma quỷ quái, yêu quái quỷ quái, cũng giàu có cực kỳ thần bí sắc thái truyền kỳ. Vô luận chuyện gì xảy ra, lòng trời lở đất hoặc là không nghe thấy không hỏi, cũng chẳng qua là muối bỏ biển mà thôi. Hư không luân hồi, đại đạo vô tình, vào giờ khắc này thể hiện được tinh tế. Diệp Thần trước mặt hiện ra một vòng lại một vòng thế giới nhỏ. Những cái kia thế giới nhỏ bên trong, diễn lại trong thế gian rất nhiều vui buồn hợp tan. Vô tận luân hồi lực lượng, giống như là một con sông, từ hư không bờ bên kia tới, chảy hướng vô tận điểm cuối. Oanh! Cậy mạnh mà cường ngạnh luân hồi lực, toàn bộ nghiêng xây xuống, ào ào, trải qua hồi lâu không ngừng. Vận mệnh bất công, liền nghịch thiên mà đi. Một cổ không cách nào xóa nhòa ý chí. Tự nhiên nảy sanh, ở Diệp Thần nội tâm kích động. Vào giờ phút này, Diệp Thần rốt cuộc có lĩnh ngộ, hắn có thể xác định trong lòng mình nghĩ là đối. Câu nói kia tiếng nói vang lên thời điểm, tất cả ngâm tụng cùng hát vang, đều ở đây ngay tức thì hóa là ngập trời bàng bạc lực lượng. Thế gian hiện hữu quy tắc, cũng không đại biểu hết thảy, người nếu như là muốn chân chánh thống nhất luân hồi, chấp trưởng sáu nói, thì nhất định phải lấy nhảy ra thực tế ánh mắt, để đối đãi cái này vạn vật quy luật. Nếu như chỉ là dừng lại ở nơi đây, trông nom cái này hiện hữu luân hồi, thì không cách nào xông phá cấm chế, hy vọng ngươi có thể rõ ràng đạo lý này. Thần bí người đàn ông không ngừng nhắc nhở. Mà Diệp Thần chính là xoay đầu lại nhìn hắn, không khỏi hỏi, tiền bối, ngươi vậy từng là luân hồi chi chủ. Vậy là ngươi vậy một đời. Diệp Thần có thể khẳng định, đối phương không phải đời trước mình. Đời trước, mình chết tại Huyền Cơ Nguyệt Tay. Hơn nữa một phần trí nhớ đã không ngừng tỉnh lại. Lời này vừa ra, thần bí người đàn ông thần sắc có chút đình trệ, bất quá rất nhanh, hắn liền trả lời, ta mới vừa hát là vậy một câu, chính là vậy một đời. Diệp Thần nhất thời liền biết, trước mắt cái này cái ngai vàng thần bí người đàn ông, chính là luân hồi chi chủ đệ tam thế. Vậy phải là biết bao lâu đời thời đại. Sợ rằng lúc ấy rất nhiều nhân vật lớn, cũng không có xuất thế. Cái này thế gian trừ nơi này ra, chỗ khác sợ rằng không có ta nơi lưu lại dấu vết, cho nên ngươi cũng không cần đi tìm. Thần bí nam nhân nói, trên mặt lộ ra lau một cái mỉm cười nhàn nhạt. Tiền bối, rốt cuộc là ai ra tay, lại đem ngươi phong ấn ở này? Diệp Thần không khỏi mở miệng hỏi nói. Thần bí người đàn ông trầm tư hồi lâu, ngay sau đó lắc đầu một cái, bây giờ biết những thứ này, cùng ngươi mà nói, cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Ngươi chỉ cần kiên định đạo tâm của mình, đi thẳng đi xuống, chờ ngươi trưởng thành đến như vậy bước, tự nhiên sẽ biết được hết thảy. Thần bí người đàn ông hiển nhiên là chẳng muốn quá sớm tiết lộ, trong này hoặc giả là hàm chứa thiên đạo nhân quả, Diệp Thần một khi biết, liền vậy sẽ dính vào. Bằng vào Diệp Thần hôm nay thực lực, sợ rằng còn chưa đủ để đối phó đến từ nguy hiểm không biết. Diệp Thần rõ ràng hắn ý tưởng, cũng không có quá nhiều truy hỏi. Hắn biết cái này thế gian rất nhiều quy luật, đều có bởi vì có quả, không được cưỡng ép đụng chạm. Nếu ngươi đã biết ta thân phận, vậy ta vậy không việc gì tất phải giấu giếm. Trên thực tế ta cùng trước mặt bọn họ, còn có phía sau các ngươi đều có nơi không cùng. Ta nhân quả là lúc tu luyện có được, không cách nào tránh khỏi, dĩ nhiên,
sau này luân hồi chi chủ nếu có thể hoàn toàn chấp trưởng chư thiên, quấn quanh ở trên người ta nhân quả cũng có thể tản đi. Diệp Thần mở miệng hỏi nói, tiền bối chết, và kia phe thế lực có liên quan. Cái này có thể tiết lộ sao? Thần bí người đàn ông trả lời, không thể, ta chỉ có thể nói cho ngươi, thời điểm đó toàn bộ chư thiên vạn giới, hoặc là nói toàn bộ vũ trụ, khi đó cũng lâm vào cực độ điên cuồng. Diệp Thần không nói một lời, rơi vào trầm tư. Trước mắt người này, chỉ là một món lưu lại hồn phách. Cho nên tạm thời tới giữa, có một số việc vậy không nhớ rõ. Thần bí người đàn ông tựa hồ đối với Diệp Thần khá là hài lòng, tiếp tục nói, ta bị vây ở chỗ này nhiều năm, sau đó mỗi một đảm nhiệm luân hồi chi chủ cũng từng đã tới, cũng muốn hỏi ta muốn món đồ kia, nhưng là ta cũng không có cho. Diệp Thần nhất thời làm ngẩn ra. Vậy kiện là thứ gì đồ? Hắn trước đây có thể chưa từng nghe nói qua. Bất quá rất nhanh hắn liền rõ ràng, đối phương nói, chính là luân hồi thiên kiếm. Mà luân hồi thiên kiếm đời trước, sợ rằng phải vượt xa một ít lịch sử, tám đại thiên kiếm ra đời trước, luân hồi thiên kiếm liền đã sớm lấy một loại hình thức khác tồn tại. Bọn họ lúc tới, cũng mang theo cực mạnh tính mục đích, dáng vẻ này ngươi như vậy, vô tình liền xông vào. Mà ta quyết định, đem món đồ này truyền cho ngươi. Nếu đã linh thể hóa thực, không lâu sau nữa, ta liền sẽ hồn phi phách tán, hoàn toàn không còn tồn tại. Mà lúc này, thần bí nam tử giơ tay lên, chậm rãi nắm cắm ở ngực mình thanh thiết kiếm kia. Lưỡi kiếm dỉ loang lổ, không có chút nào có thể đáng khen địa phương, hơn nữa nhiều chỗ rạn nứt, tựa hồ là muốn tách ra như vậy. Mà Diệp Thần vậy thấy rõ, thần bí chàng trai cái bàn tay kia trên hiện ra tầng tầng miếng vảy, căn bản cũng không phải là loài người tay. Ta cũng không phải là loài người khu, mà là yêu thể, bất quá thể chất có chút đặc thù, năm đó bất ngờ nuốt chửng một cái cường giả không lành lặn, tu luyện đến có thể hóa hình cảnh giới, tiếp theo chính là rời núi du lịch, ngàn vạn năm qua, vâng chịu luân hồi chi đạo. Nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi giết, đóng đinh nơi này chỗ. Thần bí nam tử nói được hời hợt, nhưng là ở Diệp Thần nhưng trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Hắn làm sao vậy không cách nào tưởng tượng. Trước mắt cái này thực lực cường đại thần bí người đàn ông, lại không phải là loài người. Diệp Thần trong ý nghĩ, chậm rãi nhiều một đoàn lâu đời trí nhớ, hắn thúc giục ý thức, đem mở ra, sau đó tiến hành dung hợp. Từ nơi này đoàn ý thức trong đó, hắn biết thần bí chàng trai qua lại. Không khỏi được vẻ mặt chấn động một cái. Lúc đầu thần bí này nam tử lại là một đầu kỳ lân. Thượng cổ trong thời kỳ kỳ lân, tồn tại năm tháng vô cùng là rất xưa. Ở vô số hồng hoang thần thú bên trong, kỳ lân chính là thánh khiết huy hoàng đại biểu, phàm là kỳ lân đến mức, liền sẽ tràn đầy thần thánh mà xinh đẹp ánh sáng. Mà đây đầu kỳ lân chính là bị thiên đạo chọn chúng, trở thành luân hồi chi chủ. Đệ tam thế luân hồi chi chủ, chính là một đầu kỳ lân. Nổ vậy tin tức, để cho Diệp Thần thật lâu không có phản ứng kịp, bị kinh được không biết nguyên do. Cái này đệ tam thế luân hồi chi chủ. Giống vậy tìm được lấy luân hồi chịu đựng kiếm, hơn nữa chấp trưởng kiếm này, đại sát tứ phương, kéo dài trước mặt hai đời luân hồi chi chủ huy phong. Hơn nữa thần thú khu bất tử bất diệt, từ trình độ nào đó mà nói, kỳ lân kéo dài luân hồi huy hoàng. Nhưng ở nơi này sau đó, trí nhớ nhưng đổi được mơ hồ. Trừ đầy trời chém giết, chính là vô tận điên cuồng hét lên. Diệp Thần không rõ ràng, vì sao luân hồi chi chủ sẽ gặp phải như vậy đuổi giết. Đối với này loại tình huống, hắn đầu óc bên trong chỉ nổi lên tám chữ. Không phải tộc ta, hắn tim có thể giết. Chính là cái này tám chữ, thể hiện năm đó nhân tộc cường thịnh quyền thế, cùng với rất không nói lý khống chế dục vọng. Diệp Thần trong lòng có kinh ngạc, không hề rõ ràng, nhiều hơn chính là tức giận. Mà hắn trong lòng lại là kiên định mình tín niệm, nhất định phải đặt chân luân hồi đỉnh, chấp trưởng sáu nói, trọng tố cái này thế gian thiên địa quy luật, vạn vật quy luật. Cái này thế gian phải có tộc loại khác biệt, nhưng tuyệt không phải đem không người tộc ta đuổi tận giết tuyệt. Mà luân hồi thiên kiếm chế tạo vì sao phải luân hồi chi chủ thiên đế cốt, sợ rằng thiên đế cốt và kiếm hội tụ, mới là luân hồi thiên kiếm. Vạn kiếm cũng có thể là luân hồi thiên kiếm. Mà cốt lõi nhất chính là luân hồi nhân quả cùng với vậy cái gọi là thiên đế cốt. Diệp Thần rõ ràng liền cái gì, tâm tư thông suốt, hắn gật đầu một cái, nói. Tiền bối mời yên tâm. Ta định sẽ tra ra chân tướng tới. Nên báo thù trả thù, nên thanh toán, nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời.
cùng là luân hồi người thừa kế, Diệp Thần tự nhiên càng nghiêng về thần bí người đàn ông bên này. Bất quá thần bí người đàn ông nhưng là cười lắc đầu một cái. Tiền đồ chuyện cũ đã thành mây khói, cuộc bể dâu bất quá một cái chớp mắt, những tên kia chỉ sợ cũng đã hóa là lịch sử bụi bặm, ta cũng là mượn một chút luân hồi lực lượng, mới có thể để cho cái này tia tàn hồn sống tạm nơi này, truy đuổi không truy cứu, cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Ta chỉ là muốn để cho ngươi biết luân hồi ý nghĩa, cũng không chỉ có dừng bước tại cái này chư thiên vạn giới, ban đầu ta chính là phát giác đầu mối, muốn đi sâu vào truy cứu, lại bị thiên đạo rơi xuống trừng phạt, bị thương không nhẹ. Nếu không thì đâu đến nổi để cho nhân tộc đuổi giết đến đây, không cam lòng chết. Diệp Thần rất rõ ràng, thần bí nam tử không hề sẽ lừa dối mình. Nếu như theo như lời hắn nói là thật, vậy thì đại biểu thiên đạo cũng là có nghiêng về tính. Tỉ mỉ muốn đến, nếu quả thật là như vậy chư thiên vạn giới quả thật có chút khủng bố. Giả thiết thiên đạo không phải quy luật tự nhiên ý chí, cũng không phải hết thảy phép tắc ngọn nguồn, mà chỉ là một đường nhân vật người hồn phách mà thôi, vậy thì đổi được cực kỳ đáng sợ. Nói cách khác, cái gọi là tinh thần vũ trụ, chư thiên vạn giới, cũng chỉ là trong mắt người khác bàn cờ mà thôi. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Diệp Thần hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không rõ ràng ý niệm. Hắn tạm thời không thể đi càng suy nghĩ sâu xa, nếu bị thiên đạo phát hiện, còn không biết hiểu sẽ sinh ra hậu quả gì. Thằng nhóc, ta khi còn sống cũng không phải là nhân tộc chấp trưởng luân hồi chi đạo, vậy chưa từng nghĩ tới phát triển mình thế lực cao cấp, nhưng như cũ ở phía trên thế giới để lại một cái huyết mạch tộc quần, ngươi như đi đến bên kia sau đó, có thể hay không thay ta tìm được bọn họ, đem vật này giao cho đi ra ngoài. Thần bí đầu của nam tử đỉnh chỗ, có như mực vậy đen nhánh thần vòng chậm rãi hiện lên. Đây là ta lưu lại kỳ lân hồn vòng, hao phí chưa nhiều tâm huyết, luyện chế được ba nói, trong đó một đạo dùng để giữ được ta cái này thần hồn, đem sẽ theo ta hồn phách cùng biến mất. Đây là đạo thứ hai, mà đạo thứ ba chính là bị ta ở lại tộc quần trong đó, lấy kéo dài tộc quần huyết mạch truyền thừa, chưa đến nỗi để cho tộc quần đứt rễ, xin ngươi hãy đem này vòng giao cho ta tộc quần. Thần bí nam tử sắc mặt nghiêm nghị, trịnh trọng nói. Hắn cả đời này cũng là cao ngạo kỳ lân vương giả, đấu thiên đấu, sôi sục bất khuất, còn từ không cầu qua người khác chuyện gì. Diệp Thần không có nửa điểm do dự, gật đầu liền đáp ứng. Hắn còn muốn hỏi chút gì, bất quá đối phương nhưng đưa ra một ngón tay tới, ở trán hắn trên nhẹ nhàng điểm một cái. Diệp Thần thân thể nhất thời chấn động một cái. Mà nhìn lại thần bí người đàn ông, hắn mặt lộ vẻ nụ cười, chỉ bất quá thân thể bắt đầu đổi được hư ảo, hóa là điểm điểm bạch quang, dần dần tiêu tán. Nhưng là những cái kia ánh sáng trắng cũng không có mất đi, mà là xuyên đến liền Diệp Thần trong thân thể, ở trong cơ thể hắn hội tụ thành một đầu chạy nhanh kỳ lân, theo huyết mạch, đến óc. Ta cả đời này không có truyền nhân, cũng không cho tộc quần lưu lại cái gì, thấy qua không ít luân hồi truyền nhân, mà ngươi, là ta coi trọng nhất vậy một cái, ở ngươi du ngoạn chư thiên trên đường, ta nguyện giúp một tay. Ngàn vạn không nên cô phụ ta kỳ vọng. Diệp Thần dừng một chút, hắn có thể cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lực lượng. Lực lượng này tựa như đến từ một cái tranh bá thời đại. Thần bí người đàn ông hoàn toàn tản đi mình cuối cùng một món thần niệm, coi như là đem những thứ này màu trắng luân hồi lực lượng tặng cho mình. Theo thần bí người đàn ông thân hình dần dần biến mất, vậy cầm gì xét kiếm sát tựa như vậy mất đi ý nghĩa tồn tại, theo hắn thân thể, hóa là cho tàn. Mà cách đó không xa huyết long, vậy được một phần huyết mạch quà tặng. Nó cùng kỳ lân cùng là long tộc, có thần thánh huyết mạch huy áp, vì vậy cũng có thể từ trong được ích lợi. Huyết long nhất thời làm vui mừng, đây chính là không thể có nhiều tu luyện cơ hội, liền cùng Diệp Thần như vậy ngồi xếp bằng xuống, yên tĩnh cảm thụ trong này lực lượng. Diệp Thần giống như pho tượng, động một cái không nhúc nhích, nhưng hắn vậy hướng lên nâng lên ngón trỏ, nhưng tóe ra đạo đạo màu trắng đậm ngọn lửa. Tuy là màu trắng, nhưng lại nóng bỏng cháy, nóng bỏng nhiệt độ, nhất thời truyền ra. Diệp Thần cũng không biết qua bao lâu, hắn thiển thường chiếp chỉ, bởi vì cái này kỳ lân huyết mạch lực lượng xác thực mạnh mẽ, không phải trong chốc lát có thể hấp thu cho hết. Hắn bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Mà bên kia, huyết long cũng đem vậy kỳ lân lực hấp thu xong, hắn chỉ cảm giác được mình trong cơ thể long chi đạo thì càng phát ra nguyên vẹn. Hơn nữa còn trộn toan nghê, tỳ hưu, huyền vũ, chu tước cùng thần thú lực lượng, tùy thời có thể đổi thành hình thái, đánh kẻ địch một cái trở tay không kịp.
Diệp Thần đã có thân, đi tới vậy ngai vàng sau lưng vực sâu trước mặt, hơi làm suy tư, một bước đạp đi vào. Huyết Long sau đó đuổi theo. Hai người truyền qua cái này phiến u tịch hắc ám, tựa như xuyên qua nguyên tầng chư thiên cấm địa. Khi bọn hắn sau khi đi vào, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến hóa. Bọn họ tựa như bước chân vào một cái kim quang đại lộ, nối thẳng cửu trọng thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chung quanh còn có sương mù quanh quẩn, gió mát nhẹ thổi tới. Diệp Thần cũng không có tâm tư chú ý những chuyện khác vật, hắn ánh mắt một hồi tìm kiếm sau đó, rất nhanh liền phong tỏa xa xa trên sân thượng một đạo kiếm ảnh. Đúng như dự đoán, hắn đoán phân nửa cũng không có sai, bên ngoài đồng xanh đại điện, chẳng qua là một cờ hiệu thôi. Chân chính luân hồi thiên kiếm, liền che giấu ở cái này ngai vàng sau lưng, nếu như không có đi qua thần bí người đàn ông cho phép, là tuyệt đối không cách nào có được. Nơi này tán phát hơi thở giống như là một phiến mông lung cổ, thần bí lại mê huyễn. Một nơi thang trời thọc sâu xuyên qua, hiểu rõ thiên địa, ở đó chân trời cuối, màu vàng kim bóng sáng chìm nổi. Đó chính là luân hồi thiên kiếm. Trong tin đồn luân hồi thiên kiếm, chính là cao nhất thần khí, tục truyền chân chính cấp bậc, đã vượt qua 33 thiên thái thượng thần khí nhóm. Bất quá còn chưa từng có để mặc luân hồi chi chủ, có thể đem nó uy lực mở rộng đến mức tận cùng. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Thần sinh lòng cảm ứng, mang mục nhảy mong, ánh mắt xuyên thấu đi, cùng vậy luân hồi thiên kiếm, xa xa nhìn nhau. Luân hồi thiên kiếm bên trong, lại có 6 đạo cực hắn khủng bố, chấn nhiếp linh hồn hơi thở, đó lại là 6 đạo kiếm hồn. Một thanh kiếm, chiếu lý mà nói, chỉ có thể có một đạo kiếm hồn. Sát kiếm và kiếm hồn Huyền Hàn Ngọc chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng luân hồi thiên kiếm nhưng là kinh người đối ứng 6 đạo kiếm hồn. Thậm chí vậy 6 đạo hơi thở có thể còn vượt qua kiếm hồn phạm vi. Mỗi một đạo đều là đủ để trở thành vạn kiếm đứng đầu. Có thể gặp luân hồi thiên kiếm cùng người khác không cùng. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Thần phát hiện luân hồi thiên kiếm ở giữa 6 đạo kiếm hồn, đối ứng vừa vặn cũng là lục đạo luân hồi. Và luân hồi thánh hồn thiên có chút tương tự. Luân hồi thánh hồn trời. Có 6 đạo mảnh vỡ, theo thứ tự là thiên thần hồn nói, diệt quỷ hồn nói, nhân gian hồn nói, vạn thú hồn nói, tu la hồn nói, địa ngục hồn nói. Mà một khi hoàn toàn luyện hóa luân hồi thánh hồn trời, là được thức tỉnh luân hồi hồn thể, linh hồn lực lượng, đủ để đạt tới thế giới hiện thật đỉnh cấp. Trước mặt 4 nói, Diệp Thần đã đạt được, hơn nữa hấp thu, trước mắt còn dư lại tu la hồn đạo và địa ngục hồn nói. Tu la hồn đạo có thể và thân đồ gia tộc có liên quan. Nhưng thân đồ Uyển Nhi không hề biết cụ thể. Địa ngục hồn đạo hôm nay cũng là rơi xuống không rõ. Mà luân hồi thiên kiếm ở giữa 6 đạo kiếm hồn, Diệp Thần loáng thoáng nhìn thấy 3 đạo kiếm hồn bóng dáng, còn như còn dư lại 3 đạo kiếm hồn, sợ rằng bởi vì một ít nguyên nhân thất lạc. 3 đạo kiếm hồn luân hồi thiên kiếm cứ như vậy kinh khủng, vậy còn lại 3 đạo nếu như trở về, vậy có phải hay không ý nghĩa có thể đối kháng Vũ Hoàng Cổ Đế? Thậm chí nói cách khác. Trong tay mình luân hồi thiên kiếm, có lớn lên tiềm lực. Bất quá trước mắt những thứ này cũng không trọng yếu. Hắn hiện tại phải lấy được luân hồi thiên kiếm, hoàn thành luân hồi dung hợp. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, không có phủ không đứng, cũng không có một bước lên trời, mà là dọc theo vậy cái thông thiên thần thang, từng bước bước lên nơi này. Hắn phảng phất là nhất tín đồ trung thành, cùng luân hồi thiên kiếm chính diện tương đối. Ước chừng qua gần nửa nén nhang thời gian. Diệp Thần rốt cuộc leo lên đỉnh núi. Luân hồi thiên kiếm, giống như một cái thông thiên thần trụ, treo ở trên đỉnh núi không, đứng một mình tại Vân Tiêu gia. Diệp Thần vẫn là khoảng cách gần xem xét luân hồi thiên kiếm. Thanh kiếm này toàn thân phơi bày ám kim màu sắc, làm hắn yên lặng lúc đó, đã là như vậy, nhìn kỹ lại, luân hồi thiên kiếm, giống như là do trên đời xinh đẹp nhất hoàng kim đúc thành. Rất nhiều quy luật cùng quy tắc, khắc ghi ở thần điện bên trên. Luân hồi thiên kiếm mỗi một lần xuất thế, cũng nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu, sợ rằng lần này, vậy sẽ như vậy. Huyết Long đã từng có ở đây không thiếu trên cổ tịch thấy qua có liên quan luân hồi thiên kiếm truyền thuyết, trong chốc lát không khỏi được thổn thức thở dài nói. Không cần cân nhắc như vậy nhiều, sống tức thì, đi liền lập tức chuyện. Diệp Thần không câu chấp cười một tiếng, chợt leo lên vậy thạch đài to lớn. Hắn đưa tay một cái, liền chạm tới luân hồi thiên kiếm. Lần này là chân chính trên ý nghĩa đụng chạm,
mà không phải là tàn ảnh tương liên. Nhàn nhạt kim quang hơi thở trào vào bên trong cơ thể, để cho Diệp Thần cảm thấy hết sức thoải mái, trong đầu dâng lên một hồi cảm giác khác thường. Đây chính là hắn lần đầu tiên cùng Luân Hồi Thiên Kiếm tiếp xúc. Lần này là chân chính trên ý nghĩa đụng chạm, mà không phải là tàn ảnh tương liên. Kim quang nhàn nhạt hơi thở trào vào bên trong cơ thể, để cho Diệp Thần cảm thấy hết sức thoải mái, trong đầu dâng lên một hồi cảm giác khác thường. Đây chính là hắn lần đầu tiên cùng Luân Hồi Thiên Kiếm tiếp xúc. Mà ở huyết mạch trong đó từng cục màu vàng kim đường vân phảng phất là được loại nào đó triệu hoán, lại rối rít hướng các nơi địa phương, chạy như điên. Những cái kia mảnh vỡ, đúng là mình lấy được những cái kia Luân Hồi Thánh Hồn Thiên mảnh vỡ nơi phân hóa mà sinh. Xem ra Luân Hồi Thánh Hồn Trời, và Luân Hồi Thiên Kiếm ở giữa sáu đạo kiếm hồn có nhất định liên lạc, bất quá cũng có thể hiểu, dẫu sao đồng loại sáu nói, lại cùng thuộc Luân Hồi. Ban đầu Diệp Thần đem bọn họ hấp thu dung nhập vào huyết mạch vì mình sử dụng, hiện tại tâm niệm phun trào ngàn lần, buông lỏng cảnh giác. Những cái kia hồn đạo mảnh vỡ, ngưng tụ thành hoàn chỉnh hình thái, tiến vào Luân Hồi Thiên Kiếm bên trong. Lúc này, Diệp Thần mới xuyên thấu qua tầng kia kim quang, thấy Luân Hồi Thiên Kiếm chuôi kiếm, kiếm xương sống cùng với trên lưỡi kiếm, phân biệt có ba đạo nhỏ xíu kẽ hở. Vậy ba đạo kẽ hở là căn nguyên phép tắc thiếu sót tạo thành, tượng trưng cho kiếm hồn, tầm thường lực lượng căn bản không cách nào tự chữa. Chỉ có tìm về ba đạo kiếm hồn, mới có thể đem bổ toàn. Nhưng còn dư lại ba đạo kiếm hồn, ở nơi nào, còn không cách nào biết được. Bất quá Diệp Thần mơ hồ cảm giác, luân hồi chi đạo, xuyên qua rất nhiều nhân quả, sợ rằng Luân Hồi Thánh Hồn Thiên gặp mặt Luân Hồi Thiên Kiếm cùng bổ toàn. Luân hồi huyết mạch hoàn toàn hồi phục, 10 khối luân hồi huyền bi hội tụ, hơn nữa hoàn chỉnh Luân Hồi Thánh Hồn Thiên cùng với Luân Hồi Thiên Kiếm toàn bộ lực lượng, đến lúc đó đối kháng Vũ Hoàng Cổ Đế, luân hồi lực lượng đủ để chống lại. Lúc này Luân Hồi Thiên Kiếm đã cảm ứng được Diệp Thần huyết mạch triệu hoán, không khỏi kịch liệt rung động. Toàn bộ tinh không địa giới cũng đi theo run rẩy. Diệp Thần một cái lấy xuống Luân Hồi Thiên Kiếm, đem nắm trong tay, cẩn thận ước lượng. Kim quang quấn quanh Luân Hồi Thiên Kiếm, từ bề ngoài nhìn, những thứ khác thiên kiếm cũng giống như nhau. Diệp Thần trong cơ thể cái khác mấy cầm thiên kiếm, đồng thời bay ra, vậy tản mát ra khác nhau ánh sáng. Đem kiếm này nắm trong tay, Diệp Thần tựa hồ cũng nhận được phụng dưỡng lại, một hồi dịu dàng lực lượng từ lòng bàn tay truyền tới, tụ vào toàn thân các nơi. Chủ nhân, chúc mừng đạt được Luân Hồi Thiên Kiếm, cách chấp trưởng sáu đạo lại tiến một bước. Huyết Long có chút kích động nói. Nó làm sao có thể không kích động, Diệp Thần càng phát ra mạnh mẽ, liền đại biểu nó càng mạnh. Nó vốn là Diệp Thần sát ý và trong huyết khí nổi lên tới, rồi sau đó hội tụ thân xác, lấy được cao nhất cơ duyên. Mỗi một bước, đều cùng Diệp Thần liên quan. Diệp Thần sinh, nó liền sinh. Diệp Thần vẫn, nó liền vẫn. Diệp Thần nhìn một cái Huyết Long, khẽ mỉm cười, nhưng duy trì ổn định. Luân Hồi Thiên Kiếm, lần nữa tái hiện nhân gian, nơi chấn động tên, không chỉ có thuộc về Luân Hồi Chi Chủ, còn thuộc về Tám Đại Thiên Kiếm. Ban đầu kiếm thần lão tổ luyện chế Tám Đại Thiên Kiếm, cứu vãn chư thiên vạn giới, đỡ cao ốc tại đem nghiêng. Tám Đại Thiên Kiếm giống như thần minh, chống đỡ sắp xỉ sụp đổ thiên đạo, giống như chấn thủ một phương cự linh thần minh. Cuối cùng ở Tám Đại Thiên Kiếm chống đỡ dưới, thái thượng thế giới cùng với toàn bộ chư thiên vạn giới cũng khôi phục trật tự. Bất quá sau đó, không hề thiếu đản sanh vu vũ trụ chỗ sâu huyền binh, hỏi uy lực, vượt qua Tám Đại Thiên Kiếm. Có vài người đem này làm lấy le vốn, chèn ép thiên kiếm tồn tại. Bất quá hết thảy các thứ này, đều đưa sẽ theo Luân Hồi Thiên Kiếm xuất thế, mà đổi được tan thành mây khói. Tám Đại Thiên Kiếm, ngang dọc thế gian. Đặc biệt Luân Hồi Thiên Kiếm cầm đầu. Ta muốn chém thanh thiên, bình cái này thế gian bất công. Diệp Thần cảm nhận được liền thần bí người đàn ông truyền tới cuối cùng một chút chấp niệm, tự lẩm bẩm, truyền khắp ngàn năm vạn năm. Nếu như tương lai có cơ hội, ta nhất định sẽ thay người báo thù. Diệp Thần ở trong lòng âm thầm lập được lời thề, nghĩ như vậy nói. Ngay sau đó, hắn thu hồi tâm thần, tới đến cuối cùng một bước. Một bước cuối cùng rất là trọng yếu, đối với hắn mà nói, chính là một loại cực hạn khiêu chiến. Hồn phách của hắn tiến vào Luân Hồi Thiên Kiếm chỗ sâu, hơn nữa từng bước kéo dài, thẳng đến hư không cuối. Mà lúc này, một đoàn đoàn ánh sáng màu trắng nổi lên, giống như là thuần túy nhất linh lực,
ở hư không gian bồng bềnh không ngừng. Diệp Thần nhắm hai mắt lại, chiếm cứ ở trên thang trời, tựa như lão hòa thượng nhập định, động một cái cũng không động. Mà huyết long chính là lần nữa hóa là long hình, canh giữ ở bốn phía. Diệp Thần trước mặt, Long Uyên Thiên Kiếm, Tai Nạn Thiên Kiếm, cùng với Hoang Ma Thiên Kiếm, đều là nổi lên, vây quanh ở hắn bên người. Huyết quang hòa lẫn tài khí, còn có ma đạo lực, trộn trong đó, ngưng tụ thành một đạo gió cuốn, vây quanh ở Diệp Thần bên người, trong thoáng chốc hơi thở nguy nga cuồn cuộn, giống như đại sơn như vậy áp đính rơi xuống. Bất quá Diệp Thần tự mình lại không có nhiều ít phát hiện, hắn đóng chặt hai tròng mắt, trên đỉnh đầu, một tôn tôn pháp tướng nổi lên. Những cái kia pháp tướng cũng không phải là thần ma hoặc là yêu thú, mà là từng cái bóng người, tung hoành thiên hạ, tinh không vô địch, thoáng một cái đã qua. Như Diệp Thần bây giờ là mở cặp mắt, định có thể phát hiện những bóng người này cũng không nhân vật tầm thường, mà là mỗi một đời luân hồi chi chủ tập hợp. Luân hồi thiên kiếm đang bị chế tạo trước khi ra ngoài, liền đã có huy hoàng qua lại, đến kiếm thần lão tổ nơi này, bất quá là đem sửa đổi một phen mà thôi. Vì vậy luân hồi thiên kiếm mới có thể trở thành tám đại thiên kiếm đứng đầu. Vô tận sát phạt hơi thở, lóe lên kiếm quang màu vàng, diễn hóa thành phù đồ một màn. Sẽ làm sắp tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ. Vậy vô cùng kim quang, du ngoạn tuyệt đỉnh, vén lên sương mù dày đặc. Cuối cùng đạt tới địa phương, chính là vô biên vô tận minh mông thương khung. Kỳ dị thiên địa cảnh tượng, sau đó xuất hiện. Kim quang là mặt trời gay gắt, lưu loát, mà ở trong đó còn sảm tạp màu bạc trắng trong sáng ánh trăng. Hai người hòa chung một chỗ, tựa hồ là đang nghênh tiếp luân hồi thiên kiếm trọng xuất thế gian. Một lát sau, vô tận tín ngưỡng lực do như nước thủy triều, lăn lăn tới, đều là hội tụ ở trên thân kiếm. Diệp Thần rốt cuộc mở hai mắt ra. Ánh sao tràn ngập, rực rỡ huy hoàng. Hắn nhìn trước mặt một màn này, trong sâu thẳm, cảm thấy có chút quen thuộc. Cái này cùng tình cảnh, tựa như giống như đã từng quen biết. Bất quá thời gian đã không cho phép hắn suy tính những chuyện này. Đem luân hồi thiên kiếm bước đầu thu phục sau đó, hắn vậy nắm giữ nơi này hư không chiều hướng, có thể cảm giác rõ ràng đạt được, bên ngoài không gian sinh ra kịch liệt năng lượng ba động. Nhất định là bọn họ và kẻ địch xảy ra chiến đấu kịch liệt. Hiện tại nhưng mà ở luân hồi không gian, các ngươi cảm thấy còn có thể đấu thắng ta sao? Diệp Thần lúc này cười lạnh một tiếng lắc mình ra, huyết long vậy đuổi sát theo, trở lại Long Uyên Thiên Kiếm bên trong. Tiếp theo, chính là máu thời khắc. Đồng xanh cửa đại điện bên ngoài, máu tươi giàn giụa, kêu giết chấn thiên. Cho dù là phong lôi núi lửa đại trận, cũng không cách nào ngăn trở hung mãnh như vậy cuồng oanh lạm tạc. Hỗn độn ba thần đế đã chống được trình độ cao nhất. Bọn họ hồn thể đổi được dị thường yếu ớt, gần như trong suốt. Mà trong đại điện hai cô gái, tình huống vậy không tốt hơn chỗ nào. Phong lôi lửa ba loại hỗn độn lực tạo thành đại trận, uy lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cuối cùng sẽ có bỏ sót chỗ, không cách nào ngăn lại tất cả chí cường giả. Thí dụ như hiện tại, thiên sát ma lang liền xông vào, tay hắn cầm một thanh trường đao, khuôn mặt dữ tợn, tốc độ cực nhanh. Giống như một hồi gió lớn, trực tiếp đem đại trận biến dạng một cái chỗ rách. Các ngươi hai người tư chất không tệ. Để lại cho ta tới nếm thử một chút vị, chỉ cần đem các ngươi nuốt, bổn vương thực lực có lẽ có thể cao hơn một tầng lầu. Thiên sát ma lang vui vẻ cười to. Trong tay hắn vậy cần lớn thương ầm ầm phun trào, ngay tức thì ngưng kết thành một tầng cuồng bạo hắc khí. Oanh! Nổ tung gió lớn gào thét cuộn sạch, cơ hồ phải đem cái này phiến hư không xé nát. Mà vậy trôi lơ lửng tại giữa không trung thanh liên, cũng theo đó tan biến, thần thánh ánh sáng hóa là mảnh vỡ. Tôn Dạ Dòng sắc mặt một trắng, vội vàng lui về phía sau, nhưng từ vậy thanh quang hắc mưa trong đó, một cán ma thương đâm đi ra, ngưng tụ đến mức tận cùng u ám lực lượng, làm người ta kinh hãi run sợ. Ngươi chạy thoát sao? Thiên sát ma lang cảm giác lực cực kỳ bén nhạy, hắn nơi nào không đoán ra được hai người chiều hướng. Mà đây một tí, hung hăng xuyên thấu đi qua, cho dù Tôn Dạ Dòng kịp thời cầm lên thanh liên thần kiếm, chặn lại một kích này. Nhưng vẫn như cũ là bị đánh được liên tiếp lui về phía sau, miệng phun máu tươi, liền hơi thở cũng héo mi liền mấy phần. Cái này thiên sát ma lang thực lực, vì sao so với trước đó đổi được mạnh hơn? Tôn Dạ Dòng nghi ngờ trong lòng không rõ ràng. Một đầu ma sói mà thôi, như vậy phách lối, còn thật đem mình làm yêu hoàng.
Thần Độ Uyển Nhi từ trước đến giờ dũng mãnh thiện chiến, không sợ cường quyền. Nàng thúc giục võ uy thiên kiếm, thần thánh chói lọi, nhất thời tràn ngập ra. Võ uy thiên kiếm, uy thế vô song, chấn nhiếp thiên hạ. Hi hi, người cái này phụ nữ bản lãnh chừng mực, giọng cũng không nhỏ. Ngươi là từ thái thượng thế giới tới thì như thế nào, đến nơi này, là long ngươi được mang vác, là hổ ngươi được nằm. Thiên sát ma lang uy nghiêm cười một tiếng, hắn huy động trong tay vậy cầm súng trường, trong thoáng chốc, từng cơn hắc khí bồng bềnh ra, lại diễn sinh ra liền một cái lại một cái giữ tợn đầu khô lâu. Thiên sát ma lang thân thể bạo tăng, do 2 mét nhất thời xông lên tới hơn 10 mét, hoành lập giữa không trung bên trong, ma uy dày đặc. Mà hắn trên đỉnh đầu, những cái khô lâu kia đầu cùng hắc khí kết hợp. Đầu khô lâu bên trong, xông ra vô cùng là thuần túy hắc ám, ngay tức thì liền ngưng tụ thành tất cả ma sói hình dáng. Những cái kia ma sói ngay tức thì sống lại, hơn nữa vậy một song song đỏ tươi con ngươi, toàn bộ theo dõi hai cô gái. To lớn ma ảnh từ trên trời hạ xuống, vây quanh ở chỗ này trong đại điện. Để cho ta tới xem, các ngươi cái này thái thượng thế giới người rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh. Cửu U Ma Linh, lên. Hắn nơi gọi tới công pháp, truyền thừa từ ma tổ vô thiên, chính là cửu U Tâm Kinh một lớn chi nhánh. Theo thiên sát ma lang quát to một tiếng, hắn cầm trong tay dài súng hướng lên trời chỉ một cái. Trong chốc lát, những cái kia ma sói, liền rối rít tụ đến, hình thành một đạo rộng lớn hắc khí ma trận. Vậy ma trận trói lọi cũng không chỉ nơi này, một lát sau, kéo dài đến Tôn Dạ Dung cùng Thân Độ Uyển Nhi dưới chân, tách thả ra mở ra, muốn đem hai người nuốt mất. Tên này sợ rằng hiện tại mới dùng được chân chính thực lực, chú ý thì tốt hơn. Tôn Dạ Dung chau mày, không khỏi được nhắc nhở. Thân Độ Uyển Nhi nghe vậy, ngược lại là sửng sốt một chút, chợt gật đầu một cái. Người vậy chú ý. Bành. Nàng vừa dứt lời, liền chỉ thấy được vậy ngang dọc lan tràn hắc khí trong đó, có vô số con rắn độc chui ra, đen nhánh tỏa sáng, răng nanh lộ ra, điên cuồng xông lên vọt. Những rắn độc kia chi chít dây dưa chung một chỗ, hơn nữa là từ dưới chân tới, làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Hơn nữa xem vậy số lượng, sợ rằng không dưới 100.000, thị giác hiệu quả 10 phần sợ hãi. Người đi ra ngoài trước, những độc xà này không cách nào làm bị thương ta. Tôn Dạ Dung bình tĩnh nói. Nhưng là... Không cần nhưng là, người đi bên cạnh nhìn chăm chú để phòng tên kia. Tôn Dạ Dung một phản tay, liền đem Thân Độ Uyển Nhi đẩy ra cái này phiến trận pháp vòng vây. Thân Độ Uyển Nhi vừa sợ vừa nghi, nàng thật sự là không rõ ràng đối phương vì sao phải cứu nàng. Tôn Dạ Dung lập tức tụ lại tâm thần, tay trắng cũng chung một chỗ, không ngừng kết ra rườm rà ấn pháp. Thanh Liên ngai vàng, mở. Nàng trước mắt Thanh Liên thần kiếm điên cuồng xoay tròn, hưu một tí đổi lại phương hướng, đi tới sau lưng của nàng. Sau đó Tôn Dạ Dung khẽ quát một tiếng, trên thân hình bạo phát ra sáng chói màu xanh ánh sáng, ngay tức thì từ quang trạng thái đổi được ngưng tụ. Vậy thanh quang chính là nàng hộ thể căn nguyên, hóa thành nhẹ nhàng lực lượng, vần quanh người, như gió mát phất qua, tản mát ra một hồi cổ xưa lại tao nhã khí tức uy nghiêm. Thanh Liên ngai vàng, thần quang hộ thể. Đây cũng là Tôn Dạ Dung từ Thanh Liên tiên tử lưu lại trong cổ tịch, hiểu ra được một loại phòng thủ hệ thống. Bất tử bất diệt, tuy phá không cố. Âm dương hai đầu, cương nhu gom lại. Thời khắc này Tôn Dạ Dung thần sắc tươi đẹp, ngồi ở đó một tôn do thanh quang ngưng tụ thành ngai vàng bên trên, đạo đạo thanh quang, lóng lánh ánh sáng rực rỡ, vờn quanh ở hắn chừng. Để cho nàng cả người nhìn như, giống như một tên độc lập phàm trần tiên tử, mông lung mê huyễn, thần thánh thêm đẹp. Mà những rắn độc kia đang nhảy đến thanh quang trên lúc đó, bị vậy cổ lực lượng vô danh bám vào ở, nhúc nhích không được, sau đó liền có một đạo sức mạnh to lớn hung hăng bắn trở lại, đem chấn vỡ. Khá tốt nàng lấy được Thanh Liên tiên tử truyền thừa, mà ở Thanh Liên thần thông trong đó, có hạng nhất vừa vặn có thể dùng để chống đỡ khí độc. Nếu không đối mặt cái này ma linh trận, hai người đem sẽ 10 phần quẫn bách. Trận ngoài vòng Thân Độ Uyển Nhi ngưng thần ngắm nhìn, nếu như sự việc không đúng, nàng liền sẽ thời gian đầu tiên ra tay. Bất quá bây giờ nhìn lại, đối phương nơi ngưng kết thành thí sát trận pháp, đã ngược lại bị Thanh Liên ngai vàng ánh sáng chiếm đoạt. Mà thiên sát ma lang thần sắc, nhưng là trầm xuống. Cái này hai cái nhìn như nhu nhược người phụ nữ, lại có thể như vậy tùy tiện liền phá giải mình trận pháp, muốn đến thực lực bất phàm.
Bất quá hắn cũng không có để ý, ngược lại là đem vậy súng trường lật lộn lại, đâm vào mình vai trái. Nhất thời, màu đen ma huyết chảy ra, nhưng tụ tập đến trường thương một đầu khác, đem hóa là một càn u hắc khí, nhanh chóng bao trùm tới thiên sát ma lang bề ngoài. Ngày hôm nay ta đây muốn xem, các ngươi hai người thực lực cực hạn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Có thể hay không phá được ta cái này xả thân thành ma bảo thuật. Hiện tại liền để cho các người xem ta chân chính thực lực, nếu như đem ngươi hai người giết chết, sợ rằng luân hồi chi chủ sẽ thương tâm hồi lâu đi, ha ha, ta muốn chính là cái này cùng hiệu quả. Luân hồi chi chủ giết ta huynh đệ tốt Karura, hôm nay ta liền muốn dùng hắn hai phụ nữ tới chôn theo. Thiên sát ma lang hừ lạnh một tiếng, vậy thân thể cao lớn, nhất thời tản mát ra vô cùng uy nghiêm. Hắn dậm chân ra, như sao rơi táp đạp. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền tại chỗ biến mất, giống như là quỷ mị như vậy im hơi lặng tiếng, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Đến khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tới thân Đỗ Uyển Nhi trước mặt, hắn hai tay cùng súng trường hòa làm một thể, lộ ra âm hàn nhọn gai, hướng thân Đỗ Uyển Nhi trước mặt đâm tới. Thân Đỗ Uyển Nhi nhanh chóng lui về phía sau, nhưng lại không muốn, thiên sát ma lang âm hiểm cười một tiếng, cánh tay cùng súng trường hòa làm một thể, ổn định co rúc lại, rồi sau đó bỗng nhiên đánh ra. Cái này bắn ra, hung mãnh lực lượng đột nhiên đến, chạy thẳng tới thân Đỗ Uyển Nhi tim vị trí. Gay gâu! Thiên sát ma lang tốc độ biết bao nhanh. Thân Đỗ Uyển Nhi kiếm khí vung ra, còn chưa tới kịp co rúc lại. Vậy một đạo ma khí tại không trung một chút, ngay chớp mắt hóa là bén ý định giết người, hung hăng đâm tới. Nếu là bị một kích này cho đâm trúng, thân Đỗ Uyển Nhi cho dù không chết, vậy được trọng thương. Ngay tại thân Đỗ Uyển Nhi dự định liều mạng trọng thương vậy phải đánh lại lúc đó, một đạo thanh quang bỗng nhiên thoáng qua. Rắc rắc, cái này đạo thanh quang không thiên vị, tới thời cơ vừa vặn, cắm ở vậy ma súng bắn nhận cùng thân Đỗ Uyển Nhi ở giữa. Thanh Liên thần kiếm, phá. Tôn Dạ Dòng đang cách đó không xa, điều khiển cái này cầm thượng cổ thần kiếm. Kiếm chặn lại thiên sát ma lang tấn công, nhưng hai người tới giữa đụng chạm kịch liệt, sinh ra lực phản chấn, vậy truyền đến Tôn Dạ Dòng trên mình. Cho dù Tôn Dạ Dòng ngay tức thì chuẩn bị kỹ càng, vận dụng thanh quang hộ thể, nhưng vẫn chỉ cảm thấy được cả người đau nhức. Thiên sát ma lang lực lượng cực kỳ khủng bố, lấy các nàng thực lực trước mắt, rất khó chống đỡ. Thân Đỗ Uyển Nhi cực nhanh lui về phía sau. Nhưng nàng cũng chỉ là trốn khỏi cái này một cái phải giết chiêu mà thôi, tiếp theo vẫn là phải đối mặt ùn ùn kéo đến điên cuồng công kích. Phịch! Thân Đỗ Uyển Nhi thân thể, hung hãn đập ra ngoài, đập vào một cây tục tầng đại điện trên cột đá. Nơi này có lực lượng thần bí bảo vệ, vì vậy không cần lo lắng hư hại. Nhưng thân Đỗ Uyển Nhi tình huống có thể không giống nhau, nàng chỉ cảm giác được mình được nội thương. Linh lực trong cơ thể lật lăn vượt quá. Tuy nói thực lực của các nàng vậy rất cường đại, nhưng vượt cấp khiêu chiến, quả thực là hạng nhất vô cùng là chuyện khó khăn. Không hề là mỗi người cũng có thể xem Diệp Thần như vậy, có cực kỳ biến thái thực lực. Cái này thiên sát ma lang chính là thiên quân cường giả, cùng các nàng có trên căn bản không cùng. Nếu như coi thường một ít phụ trợ nguyên tố, nói riêng về ngạnh thật lực, thiên sát ma lang ở giữa đám người này, đủ để đứng vào trước ba. Tùy ý đi đến cái nào yêu thú cường đại chủng tộc, đều là sánh bằng lão tổ tồn tại. Trăm gia cảnh cùng thiên quân cảnh giới tới giữa, có trên căn bản khác biệt. Như vậy khác biệt, giống như hồng câu rãnh trời, cũng không phải là khí vận thêm thân là có thể bù đắp. Bất quá mọi việc cũng có ngoại lệ, thí dụ như luân hồi huyết mạch, cũng đủ để đem như vậy hồng câu bổ sung đến chênh lệch không bao nhiêu. Tôn Dạ Dòng cùng thân Đỗ Uyển Nhi hai người, đều là bị tổn thương. Các ngươi hai người thực lực coi như không tệ, có thể một người tiếp ta một chiêu, nhưng vậy ước chừng dừng bước nơi này. Thiên sát ma lang hai tay chắp sau lưng, hơi có chút phong độ cao nhân. Thông qua lần này giao thủ, hắn đối cái này hai người thực lực cảm thấy kinh ngạc. Cho dù dõi mắt toàn bộ cựu Nhật Minh, có thể ở thực lực trên cùng thiên phú trên vượt qua cái này hai người đệ tử đều không nhiều. Tuy nói các nàng mặt ngoài tu vi còn chưa bước vào thiên quân cảnh giới. Nhưng trong thực tế, đã có thể cùng thiên quân sơ cấp bộ phận cao thủ quyết cao hơn hạ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, thiên sát ma lang lần nữa dậm chân ra, bất quá lần này hắn vận dụng ca dê kích tàn bước. Cái này cùng hình như âm hồn nhịp bước, cũng là truyền thừa từ cửu u công pháp hệ thống. Hơn nữa hắn mang đến bộ chúng,
cũng không chỉ ước chừng chỉ sẽ chém giết, những yêu thú kia vững vàng chiếm cứ khí vận phương vị, vô hình tới giữa trải thành phương trận, thay hắn tăng cường thực lực. Hắn công kích thoáng qua liền tới, nhìn như là xông về thân Đỗ Uyển Nhi, nhưng trong thực tế tàn ảnh chớp mắt, liền đi tới Tôn Dạ Dung trước mặt. Mà lúc này Tôn Dạ Dung đang ngồi xếp bằng thanh liên ngai vàng ánh chiều tà trên, điều dưỡng sống, mau sớm khôi phục thực lực. Bành! Cũng chính là cái này một tí, nàng đụng phải liền bạo liệt công kích, còn sót lại thanh quang, không thể thay nàng chặn thiên hạ ma sói quả đấm. Oanh! Tôn Dạ Dung thân thể mềm mại, như con diều đứt dây vậy bay ra ngoài. Một chiêu này xuống, nàng bị thương cũng không nhẹ. Thiên sát ma lang cảm thụ cửu u lực lượng mang tới tuyệt vời biên độ tăng trưởng, vậy đôi ma nhãn bên trong ý định giết người mau chóng hiện. Chơi vậy chơi đã, hiện tại chỉ một cái tới đi. Hắn quơ lên liền to lớn lại móng vuốt sắc bén, đột nhiên vạch ra. Vậy cái ma chảo, giống như thượng cổ trong thời kỳ hồng hoang móng nhọn, có thể biến dạng hư không, vỡ nát mặt đất. Bây giờ thiên sát ma lang nắm vững thắng lợi, cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái đánh bại hai cô gái. Vô luận là thực lực hay là tức vận, thiên sát ma lang cũng ở vào nghiền ép vị trí. Có thể nói nắm vững thắng lợi. Thiên sát thống lĩnh huy vũ. Một ít yêu thú lính quèn không khỏi giơ vũ khí, hoan hô lên. Bọn họ mặc dù đứng ở ngoài trận, nhưng là đột phá đại trận chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bởi vì bọn họ thủ lãnh bị hỗn độn ba thần đế cho khốn ở bên ngoài, thì triển ra một người tác chiến chiến trận, tình huống chiến đấu so với là vô cùng lo lắng. Ám ảnh thủ lĩnh, Triệu Thanh Huyền các người đều có chút nóng nảy, nhưng hiện tại nhưng không có cách nào. Diệp Lạc Nhi thấy vậy, cắn răng, tiến vào này cùng chính giữa trận pháp. Nàng triệu hoán ra một đầu chim liệt diễm, bốc cháy, xông về thiên sát ma lang. Thế nhưng đầu chim liệt diễm cũng không có hoành chống đỡ bao xa, liền bị một cổ lực lượng thần bí giam lại, vùng vẫy mấy cái sau đó, phanh một tí nổ lên, nhanh chóng diệt vong. Mà Diệp Lạc Nhi vậy gặp phải cắn trả, mãnh ói một ngụm máu tươi. Thiên nữ đại nhân, ngươi! Diệp Lạc Nhi có chút không dám tin. Lúc đầu, nàng thực lực đã sớm bị thái thượng thiên nữ giam cầm. Lúc này cho dù thi triển chiêu thức, vậy không phát huy ra 10-20%. Trận pháp gia Triệu Thanh Huyền, đang cùng hỗn độn lôi đế chiến đấu, nàng thấy một màn này không khỏi cười lạnh. Thật lấy là trời nữ đại nhân là tin tưởng ngươi, mới biết thả ngươi đi ra, cùng ta cùng đối phó luân hồi chi chủ sao? Vậy ngươi thật đúng là quá ngây thơ rồi. Triệu Thanh Huyền không khỏi cười nói, thanh âm bên trong tràn đầy châm chọc. Diệp Lạc Nhi phản bội trận doanh, đối thiên sát ma lang ra tay, dẫn động trong cơ thể thái thượng thiên nữ bày ra giam cầm lực lượng. Lúc này cả người sụi lơ không có sức. Những người khác vậy gặp được một màn này, không khỏi được cười nhạt. Thân Đỗ Uyển Nhi ngăn trận trong cơ thể kích động khí huyết, cắn răng, cưỡng ép nhắc tới một hơi, nâng kiếm vào tới. Trừ nàng ra, không có ai lại có thể giúp Tôn Dạ Dung. Ngươi đừng hòng giết nàng. Thân Đỗ Uyển Nhi thanh âm giận dữ, vào giờ phút này, nàng đã không để ý tới cái khác, võ uy thiên kiếm toàn lực phóng thích. Băng hàn trời xương. Một chút hàn mang từ mũi kiếm mà mới, nhanh chóng lan tràn, phân bố chu vi mấy ngàn dặm không gian, đem mảnh thế giới này cho đông kết thành băng thiên tuyết địa. Đồng xanh đại điện, biến thành xương tuyết thần điện. Đạo kiếm ý này bên trong mang theo sát ý, lăn lăn tới, hóa là cuồng chiều, bao phủ thiên sát ma lang thân thể. Thiên sát ma lang trong lòng có chút kinh ngạc, quay đầu lại, liền gặp được đầy trời băng tuyết. Mà những cái kia gió tuyết đan xen tới, bay lên tới đại điện mái vòm, liền dần dần ngưng tụ thành một cái hàn xương cự long. Âu, có chút ý tứ, nhưng ngươi xác định mình có thể nắm trong tay phong xương lực lượng sao? Thiên sát ma lang nhìn thấu thân Đỗ Uyển Nhi lực không theo tim. Nhìn như thanh thế thật lớn, trên thực tế phô trương thanh thế, hơi lơ là, liền sẽ dẫn gió tuyết vào cơ thể, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tôn Dạ Dung thấy vậy. Thần sắc vậy bỗng nhiên biến đổi. Không muốn. Nàng vội vàng hô to. Nhưng thân Đỗ Uyển Nhi ánh mắt nghiêm nghị, thần sắc kiên định, nàng tâm nguyện đã quyết, trừ muốn cứu Tôn Dạ Dung ra, cũng là cho Diệp Thần xóa bỏ một cái kẻ địch cường đại. Lấy ta máu, kêu gió tuyết. Thân Đỗ Uyển Nhi đang dự định vận dụng sau cùng thủ đoạn. Có thể nhưng vào lúc này, hỗn loạn hơi thở truyền ra, ngắn ngủi chốc lát, liền tràn ngập toàn bộ đồng xanh đại điện. Thân Đỗ Uyển Nhi vậy cảm nhận được liền trận này hơi thở,
nhất thời mở ra hai tròng mắt, thần sắc có chút ngạc nhiên. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn về phía trung ương đại điện, nơi đó có một cái nhìn như tầm thường thông thường kiếm, yên tĩnh đứng sừng sững, cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù. Nhưng lúc này, thanh kiếm kia nhưng xảy ra khác thường, kịch liệt hỗn loạn thanh âm sau đó truyền ra. Chỉ nghe thương đích một tiếng, phát ra thanh thúy ông minh. Theo tới, chính là một đạo chói mắt kim quang, xuyên phá đi ra, tựa như đem cái này đồng xanh đại điện xuyên thấu. Tiếng vang kịch liệt, giống như lôi hỏa phá sập. Kim quang kia thánh khiết không tì vết, tràn ngập cường đại lực lượng. Chốc lát thời gian, liền hình thành một cái thẳng kim quang đại lộ, đem đứng ở đồng xanh trong đại điện đám người bước cho lui đến hai bên. Mà ở nơi này cái kim quang trên đường lớn, phù văn thần bí chậm rãi hiện lên, giống như chủng tộc viễn cổ đồ đằng, sinh động hình tượng, nhưng lại hàm chứa vô cùng diệu vận. Đạo kim quang này một khi thoáng hiện, liền thần uy bắn ra bốn phía, để cho thiên sát ma lang không thể không tạm thời dừng tay. Muốn động phụ nữ của ta, ngươi có cái này tư cách sao? Ngay sau đó chính là một giọng nói, tựa như xuyên thấu vạn tầng kim quang, đến đồng xanh đại điện. Mà chính là vào lúc này, kim quang kia bỗng nhiên dừng lại, ngưng tụ thành một bộ bất động hình ảnh. Tất cả mọi người có chút nghi ngờ, vì sao sẽ sinh ra như vậy biến cố. Nhưng ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, bạo liệt huyết quang xuyên thấu tới. Ở đó đầy trời kim quang nơi ngưng tụ thành bình phong che chở trong đó, một đôi máu đỏ ánh mắt từ từ mở ra, tản ra cổ xưa tang thương uy thế. Cái này đạo con người ngay tại thiên sát ma lang cách đó không xa, ngưng tụ thành hình, cổ xưa thần uy đem bao phủ, lại liền thiên sát ma lang cũng cảm nhận được liền một chút sợ hãi. Hắn suy tư ngay tức thì, rồi sau đó liền làm ra quyết định, tạm thời lui tới cách đó không xa, bỏ qua Tôn Giả Dung cùng thân đồ Uyển Nhi. Bởi vì vậy đạo lóe lên kim quang luân hồi hơi thở, vô cùng là không kém, nếu như cưỡng ép ngăn lại, chỉ sợ sẽ có bị thương nguy hiểm. Vậy đôi huyết nhãn bay lên không, hơn nữa chiếm cứ ở giữa không trung, kim quang vậy mở ra một đạo bình phong che chở. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong đi ra, nhịp bước kiên định, khí thế ngút trời. Kim quang chậm rãi tản đi, lúc này mới lộ ra người này bóng người. Nguyên lai là một thanh niên áo bào đen, mặt mũi anh tuấn, hai tròng mắt là máu, tay xách một cái màu vàng sậm trường kiếm. Không phải Diệp Thần lại có thể là ai? Thiên sát ma lang ánh mắt chậm rãi rời xuống, làm hắn thấy vậy cầm màu vàng sậm trường kiếm lúc đó, ánh mắt nhất thời cảm thấy có chút đau nhói, liền nhanh chóng lấy ra. Thiên kiếm oai, không cho nhìn thẳng. Huống chi là thiên kiếm đứng đầu. Đây cũng là luân hồi thiên kiếm oai. Những người khác vậy rối rít nhìn về phía bên này, đối phương mấy người sắc mặt đều có chút ngưng trọng, mà hỗn độn ba thần đế chính là ngươi xem ta, ta xem ngươi, chố mắt nhìn nhau, chợt, lộ ra lau một cái vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Thằng nhóc thúi rốt cuộc trở về, hơn nữa còn thành công vào tay luân hồi thiên kiếm. Đây là luân hồi thiên kiếm địa bàn, cho dù Diệp Thần thực lực không đủ, nhưng tay cầm luân hồi thiên kiếm, thì chẳng khác nào nắm trong tay nơi này thế. Mượn thế mà là, vậy tăng cường trình độ, cũng không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dạng. Đã như vậy, vậy bọn họ cũng không cần xem như bây giờ vậy liều mạng ngăn cản, mà là cần phải suy nghĩ một chút, như thế nào từ nơi này chạy đi. Thiên sát ma lang hừ lạnh một tiếng, không chút nào tránh để cho. Phụ nữ của ngươi thì như thế nào? Đến ta trước mặt, bất quá đều là một cái cổ thi thể thôi. Nếu ngươi chủ động ra đi tìm cái chết, vậy ta là được toàn các ngươi, cộng xuống địa ngục đi. Thiên sát ma lang lại nữa nương tay, hắn lộ ra răng nanh, thân hình thoát một cái, liền hiển lộ ra chân chính ma sói bản thể, nhất thời du ngoạn hư không, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống đám người. Luân hồi chi chủ khí vận mặc dù thâm hậu, muốn giết chết hắn vô cùng là khó khăn. Nhưng cái này bên trong nhưng cũng là hắn địa bàn. Tiếp theo, hắn liền muốn làm một kiện chưa từng có ai, sau không người tới kinh thiên việc lớn. Chu diệt luân hồi chi chủ. Chỉ cần đem ngươi giết đi, vô luận bị thương nặng hơn, đều có thể thông qua nuốt vào luân hồi huyết mạch tiến hành khôi phục, hơn nữa ta thực lực còn sẽ cao hơn vô số tầng lầu. Những thứ khác cựu Nhật Minh yêu tộc cũng là mặt đỏ tới mang tai, hô hấp dần dần dồn dập, nhìn chằm chằm Diệp Thần, giống như theo dõi nào đó dạng con mồi mập béo. Làm Diệp Thần cho gọi ra luân hồi kim quang sau đó, bọn họ đối với này loại khí huyết, liền lộ vẻ được càng khát vọng.
Bất quá làm Diệp Thần thả ra vậy một phần cường thịnh hết sức hơi thở sau đó, thần sắc của bọn họ lại rối rít chấn động một cái. Diệp Thần lần này thực lực mạnh thịnh không dứt, bằng cho bọn hắn mượn thủ đoạn, không cách nào đối kháng. Bất quá Thiên Sát Ma Lang nhưng cũng không sợ, hắn hiển lộ ra ma sói chân thân, ngập trời ma khí cuộn sạch lên, phát ra nổ tung uy nghiêm, cực kỳ khủng bố. Đầu kia ma sói tướng mạo khủng bố, con người hiện lên làm người ta sợ hãi lục quang. Làm hắn lộ ra răng nanh lúc đó, hư không giới hạn đều bị phá vỡ, nhất thời xé tới một chồng vẫn thạch mảnh vỡ. Những cái kia mảnh vỡ đều là bị ma sói nuốt vào, nhai một lát sau nổ bắn ra ra, hóa là sắc bén bóng đen. Làm ma sói ngửa mặt lên trời gầm thét, bạo sông lên lên lúc đó, toàn bộ không gian đều bị biến dạng, cương phong gào thét, cuốn lên sóng gió kinh hoàng, vô tận gió bão ẩm ẩm rơi xuống. Nơi nhắm chính xác mục tiêu đều là Diệp Thần. Mà Diệp Thần chính là đứng yên ở tại chỗ, sau lưng hắn vậy đôi to lớn huyết mâu là huyết long. Huyết long, thử một chút ngươi vạn tướng thiên thư. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Tuân lệnh, chủ nhân. Huyết long thanh âm vo ve vang lên, giống như sấm rền nổ âm. Nó cùng Diệp Thần như nhau, hấp thu luân hồi thiên kiếm mang đến lực lượng cường đại, lúc này tránh sự ở trạng thái cường thịnh. Diệp Thần để cho nó ra tay, chính là kiểm nghiệm một tí cái này luân hồi lực lượng. Đối với huyết long gia chỉ rốt cuộc có bao nhiêu. Dần dần không nhìn thấy ở kim quang ở giữa to lớn huyết mâu, nhanh chóng qua lại, vượt qua vách ngăn vô hình. Sau đó mặc đi ra ngoài chính là một cái huyết quang đào đào thiên kiếm. Đó là một cái cự kiếm, thông thiên triệt địa, tản ra nồng nặc huyết quang. Bất quá ngập trời cảm giác bị áp bách cũng không hoàn toàn là do thanh kiếm này mang tới, bởi vì ở chỗ này kiếm bên trên còn có một cái huyết long, chiếm cứ trời cao. Ảo ảnh từ từ hiện lên, cùng thanh kiếm này hòa làm một thể. Vạn tướng thiên thư. Theo Diệp Thần một tiếng khẽ quát, huyết long cũng giống như lấy được chỉ thị như vậy, mở ra vạn tướng thiên thư. Trên thân kiếm hiện ra từng đạo màu máu đường vân, nhìn như là huyết mạch mạch lạc, nhưng trong thực tế nhưng là phù văn cổ xưa, do kiếm lan tràn tới huyết long trên mình, uy lực mau chóng tăng. Huyết long trên mình mang theo đạo đạo phù văn, mãnh xông lên ra. Cùng vậy to lớn ma sói nơi hôi ra hắc vụ hung hăng va chạm. Vạn tướng thiên thư lúc này biến ảo hư ảnh, lại ngưng tụ ra hai con rồng tới. Ba cái màu máu cự long cùng một đầu ma sói rơi vào kịch chiến, ở nơi này đồng xanh đại điện trống trải mái vòm trên tiến hành chém giết.